Hello, hello, xin chào tất cả các em. Hello. Xin chào các em nhá. Các bạn vào hết đi. Xin chào bạn Lan Hương, xin chào bạn Nguyễn Tài Nam, xin chào bạn Sinh Sinh, bạn Hồ Thị Oanh, xin chào Thảo Thanh. Các bạn bảo Friday em chưa nhận được thầy ạ. Những bạn nào chưa nhận được Friday thì chúng ta có thể là các bạn chia sẻ về trang cá nhân hoặc là chia sẻ vào trong các group học tập ấy nhá. Sau đó thì thầy tí nữa thì thầy sẽ gửi cho các em cái Friday nhá. Xin chào Đinh Đức Mạnh, chào thầy Thuận Đẻ Giai. Cảm ơn em rất là nhiều. Các bạn thấy ok chưa? Chất lượng mạng và âm thanh hình ảnh như thế nào các em ơi? Nhìn thấy đã chất lượng chưa? Đã có gần 600 bạn xem rồi. Mới có 2 phút mà gần 600 bạn xem rồi. Rất là nhanh đúng không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ có tổng cộng là 57 con đấy các bạn. Nói chung là rất là khô máu đấy nhá. Những cái đề mà liên quan đến bộ giáo dục trong vòng 3 năm trở lại đây, bao gồm có năm 27, 18 và 19 thì thầy đều tổng hợp lại đây cho các em rồi, phân theo từng dạng và từng chuyên đề luôn cho các em dễ học nhá. Bạn nào chưa có file thì chúng ta chia sẻ cái livestream này về đi. Sau đó tí nữa thầy sẽ đính kèm file PDF ở trên caption cho tất cả các em có thể là xem được luôn nhá. Xin chào bạn VA, chào thầy siêu đẹp trai. Ok, cảm ơn em. Xin chào bạn Trần Trương Thảo Viên. Thầy ơi, khi nào thầy mở khóa dạy học? Úi giời ơi, giờ con bạn bạn hỏi bao giờ thầy mở khóa dạy học à? Thầy mở rồi em nhá. Đã và đang mở rồi, đúng không ạ? Đã và đang mở rồi. Úi giời ơi, rất là đông rồi. Mới có 3 phút mà đã có 800 bạn xem rồi, nhanh quá. Hôm nay tầm khoảng 1.000 bạn chúng ta sẽ bắt đầu các bạn nhá. Những bạn nào vào rồi chúng ta có thể tranh thủ một chút, đúng không ạ? Các bạn chia sẻ livestream này về trang cá nhân hoặc là chia sẻ vào trong các group học tập giúp thầy nhá. Và nếu như bạn đã bật được chế độ xem chung ở trên trang cá nhân của các bạn thì rất là tuyệt vời luôn. Cảm ơn các em rất là nhiều nhá. Ôi giời, 1.000 bạn rồi nhỉ? Vừa nói xong thì 4.000 bạn luôn. Xin chào bạn Ngô Thông nhá. Những bạn nào vào rồi chúng ta comment xuống dưới một tí được không ạ? Chúng ta chào hỏi nhau một chút để lấy khí thế sẽ học bài nhá. Thầy sẽ nói sơ qua cho các bạn trong nội dung buổi học ngày hôm nay của chúng ta. Đó là thầy sẽ tuyển tập lại những câu mũ và logarit, đúng không ạ? Nó sẽ có trong 3 năm chính của các em là năm 27, 28 và 29. Tất cả 3 năm là những dạng bài cơ bản và những dạng bài cực quan trọng thì thầy đều đưa vào đấy hết rồi. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 57 con tất cả các bạn nhá. Nó sẽ chia ra rất là nhiều dạng và thầy đều sắp xếp theo thứ tự là từ dễ cho đến khó. Đấy, từ dễ cho đến khó luôn. Đúng không ạ? Có các bài toán vận dụng và vận dụng cao thì thầy sẽ để ở phần phía phía sau. Nó có cả bài toán thực tế và lãi suất nữa nữa các em này. Các bạn có thể xem cho thầy cái nội dung buổi học ngày hôm nay của chúng ta nhé, cũng khá là nhiều đấy đúng không ạ? Tóm lại là ngày hôm nay thì thầy nghĩ là chúng ta sẽ hỏi rất là nhiều điều đấy. Đây, tí nữa thì thầy sẽ giảng cho các bạn cái bài toán về lãi suất. Nhiều bạn bây giờ đang sợ thằng này, nhưng mà thầy thề các bạn luôn là riêng dạng toán lãi suất nó lại là bài toán cực kỳ dễ, nếu như mà các bạn nhớ được cái phần công thức hoặc hiểu được bản chất thì nó rất là dễ luôn, đúng không ạ? Rồi sau đó thì nó sẽ có các bài để chúng ta kiếm điểm 8, điểm 9, điểm 10 về sau. Đây, một số bài toán về min max. Đây, tất cả đây đều là đề thi của bộ giáo dục hết, đúng không ạ? Thì thầy sẽ giải chi tiết cho các em nhá. Đó là nội dung buổi học ngày hôm nay của chúng ta thì các bạn có thể nhìn sơ qua cho thầy đi. Các bạn nhìn sơ qua để chúng ta nắm được cái nội dung chính, đúng không ạ? Trong buổi học ngày hôm nay của chúng ta. Các bạn là lấy giấy bút ra các bạn nhá. Các bạn lấy giấy bút hết ra. Xin chào bạn Lê Phương Thảo nhá. Bạn vào rồi. Lê Phương Thảo là một trong những thành viên lớp VIP của thầy. Đúng không ạ? Em xin file. Nếu bạn nào chưa có file thì chúng ta chia sẻ nhé. Các bạn chia sẻ về đi. Sau đó thì tí nữa thì chắc chắn là các bạn sẽ có file trên caption thôi. Đúng không ạ? Chắc chắn là tí nữa thì các bạn có file trên caption thôi. Nên chúng ta chỉ cần chịu khó các bạn chia sẻ về, đúng không ạ? Là xong rồi. Xin chào bạn Trần Thị Kim Thành. Vào đi các em, vào đi.
vừa học học đi thầy, ok. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn các em nhá. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Mà trước khi bắt đầu thì thầy sẽ gọi là cho các bạn một cái thông báo rất là quan trọng như thế này các bạn này. Thầy sẽ gửi cho đến tất cả 1.000 bạn đang xem livestream trực tiếp đây một cái thông báo rất là quan trọng. Đó là vào thứ ba tuần sau, đúng không ạ? Thứ ba tuần sau là rơi vào ngày 19 tháng 11 năm 2019 thì thầy sẽ bắt đầu, à, nhớ này, thầy sẽ bắt đầu này. Đó là thầy sẽ bắt đầu khai giảng cái chương về là nguyên hàm tích phân. Các bạn nhớ thầy nhá, chương này là chương rất quan trọng, là chương 3 đại số, đúng không ạ? Về chủ đề của chúng ta đó là nguyên hàm tích phân. Ok chưa? Đó thứ ba tuần sau các bạn nhá. Và đến thứ năm thì thầy sẽ dạy cho các bạn cả cái chương hình, đó là chương về OXYZ nữa rồi. À, chương 3 của hình đó là OXYZ. Đấy, tóm lại là trong sang tuần sau, thứ ba thì chúng ta sẽ học đại, tức là chương về nguyên hàm tích phân. Còn thứ năm thì chúng ta sẽ học sang chương OXYZ rồi. Đó là hai cái chương mà thầy sẽ dạy cho các bạn. Đó là mới 100% trong tuần sau. Được chưa? Và nếu như bạn nào mà chưa đăng ký lớp VIP thì các bạn có thể inbox trực tiếp cho thầy. Ở trên trang cá nhân của thầy là chúng ta có thể gõ là tên Facebook của thầy nhé, là Hồ Thức Thuận, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đăng ký bằng cách là các bạn inbox trực tiếp thầy nhé. Các bạn inbox trực tiếp thầy đây. Đây, link Facebook của thầy trên này các bạn này. Đấy, nếu bạn nào chưa có cái link Facebook của thầy thì chúng ta có thể theo dõi trên này luôn, đúng không ạ? Thì các bạn inbox trực tiếp thầy thì chúng ta sẽ đăng ký. Và thầy muốn thông báo cho các bạn đó là có một hiện tại này, hiện tại đã và đang có một cái chương trình khuyến mãi nó rất là cực kỳ tuyệt vời luôn, đúng không ạ? Và một số bạn chưa biết thì thầy sẽ thông báo cho các em, đúng không ạ? Đó là như sau. Những bạn nào mà đăng ký khóa C, T và G, tức là combo cả 3 khóa C, T, G ấy các bạn nhá, thì chúng ta sẽ được tặng tổng cộng là 3 món quà cực kỳ ý nghĩa và giá trị cho các bạn luôn. Món quà thứ nhất là các bạn sẽ được một cuốn sách, đúng không ạ? Một cuốn sách này là sách thần tốc luyện đề các bạn nhá. Cuốn sách này gọi là sách thần tốc luyện đề. Đấy. Được chưa? 2020 mới ra mắt luôn. Đấy, trị giá là 168k các bạn nhá. Trị giá là 168k. Đấy, và giá này là giá thực tế các bạn nhé. Sách này cũng là sách GA luôn, tức là sách gốc các bạn nhé, không phải là sách photo đâu, mà sách này là sách gốc, đúng không ạ? Quyển sách thần tốc luyện đề. Và thầy sẽ live stream chữa cho các bạn ở trong cuốn sách này luôn. Cái thứ hai là các bạn cũng sẽ nhận được một cuốn, đó gọi là cuốn gì nhỉ? Cuốn Cẩm Nang. Đấy, Cẩm Nang các bạn nhé. Cẩm Nang này, Cẩm Nang thi đại học năm 2020, để làm sao chúng ta chinh phục được 8 cộng. Đấy, 8 cộng môn toán. Và cuốn sách này trị giá là 200k, đúng không ạ? Đây chính là hai cái cuốn sách mà chắc chắn các bạn sẽ được tặng. Và một cái cực kỳ nữa đó chính là chúng ta được tặng một cái đồng hồ các bạn, một cái đồng hồ. Đồng hồ này là đồng hồ thông minh các bạn nhá. Đồng hồ thông minh MyBand 4, đúng không ạ? MyBand 4 hay là MyBand 3 thì nó cũng tương tự nhau thôi. MyBand 4, được chưa? MyBand 4 trị giá là 500k. Và tất cả các bạn nếu như bây giờ chúng ta đăng ký combo cả 3 khóa là khóa C, khóa T và khóa G, tức là khóa chuyên đề, khóa luyện đề và khóa tổng ôn, thì chúng ta đều được tặng tổng cộng 3 món quà này. Và các bạn có thể cộng xấp xỉ thầy là gần 900k, đúng không ạ? Các bạn được tặng miễn phí các bạn nhé. Các bạn được tặng hoàn toàn miễn phí luôn. Và nếu như bạn nào mà muốn biết thông tin học phí, đúng không ạ, hoặc là cái nhận cái chương trình ưu đãi này, thì chúng ta có thể là chủ động inbox trực tiếp cho thầy trên trang fan, trên trang cá nhân của thầy, đó là Hồ Thức Thuận nhá. Các bạn có thể chịu khó các bạn search cho thầy cái thằng này. Đấy, đúng không ạ? Tức là tên ấy, đúng không ạ? Là xong các bạn nhá. Đấy, và nếu bạn nào hỏi thì thầy có thể nói cho các bạn luôn, đó là học phí combo cả 3 khóa này là gì? Nếu như bạn nào muốn đóng lẻ từng khóa một ấy thì là 800.000 trên một khóa. Nếu như bạn nào đóng lẻ từng khóa một ấy, còn nếu như bạn nào mua combo cả 3 khóa thì chỉ với 1.200.000. Đấy, và đương nhiên là chúng ta sẽ học từ bây giờ cho đến lúc thi luôn các bạn nhé. 1.200.000 cho tổng tất cả 3 khóa, gồm có khóa chuyên đề, khóa luyện đề và khóa tổng ôn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ học từ bây giờ cho đến lúc thi luôn, tức là đến tháng 6 năm 2020 các bạn nhá. Được chưa? Và được tặng phần quà tổng trị giá 900k. Đó là những cái mà thầy muốn thông báo cho các bạn, đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần học bài luôn nhá. Còn thầy chỉ nói sơ qua cho những bạn nào mà chưa nắm được thông tin thì các bạn biết và các bạn chủ động đăng ký và inbox với thầy. Còn hình thức học và như thế nào thì nó hoàn toàn tương tự như bây giờ chúng ta đang học đây. Được chưa? Rồi, những bạn nào mà chưa có link đề thì chúng ta có thể chịu khó các bạn chia sẻ về trang cá nhân nhé. Và chia sẻ vào trong các group học tập ấy tí nữa thì thầy sẽ đính kèm ở trên caption cho em luôn. Các bạn sẵn sàng chưa? Các bạn sẵn sàng chưa? Nếu như bạn nào sẵn sàng thì chúng ta comment số 1 hoặc comment ok xuống dưới cho thầy nào.
Đấy, thầy biết là chúng ta đã sẵn sàng rồi. Nhưng trước khi học thì thầy có nói một chút về yêu cầu, đó là các bạn cần phải lấy sách vở ra, đúng không ạ? Sách vở, giấy bút ra đàng hoàng tử tế nhá. Kết hợp với cả máy tính Casio này nữa này. Bạn nào có 580 thì chúng ta lấy 580 ra cho thầy. 570 thì cũng được. Tóm lại là khi học toán chúng ta nên có một cái máy tính, đúng không ạ? Nó sẽ phục vụ tốt cho các em trong quá trình chúng ta làm sao nhỉ? Giải đề. Ok chưa? Các bạn sẵn sàng chưa? Rồi chúng ta sẽ bắt đầu luôn đây nhá. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn đây. Hiện tại đang có 1,1 nghìn bạn đã xem rồi. Cảm ơn các em rất là nhiều. Ok, những bạn nào đã chia sẻ livestream này rồi thì thầy xin gửi lời cảm ơn các em nhá. Bởi vì đó là một cái hành động rất là đẹp để chúng ta có thể lan tỏa giá trị này. Và cảm ơn các em rất là nhiều. Nào, bây giờ chúng ta sẽ học luôn. Đúng không ạ? Nội dung của chúng ta hôm nay là học tất cả các câu. Đấy, hôm nay là gọi là thầy chữa tất cả các câu luôn. Tất cả các câu, tất cả các dạng liên quan đến mũ và logarit. Đó, vừa mục đích là giúp cho các em ôn thi học kỳ luôn. Và một mục đích nữa, đó là cái mục đích thứ hai này là còn quan trọng hơn này. Là chúng ta phải làm sao? Các bạn phải nhìn nhận cái đánh giá, đúng không ạ? Học xong cái phần mũ logarit rồi thì mình xem trong đề của bộ ấy. Đấy, những dạng đề như thế này thì chúng ta có đủ sức để các bạn làm được chưa? Tóm lại là chúng ta phải làm quen và bắt nhịp dần đi, đúng không ạ? Đó mới là cái mục đích chính của chúng ta trong buổi ngày hôm nay. Được chưa? Và chúng ta sẽ bắt đầu luôn các bạn nhé. Câu số 1, thầy yêu cầu tất cả chúng ta là lấy giấy bút ra. Đấy, cả máy tính nữa, sách vở ra. Nếu biết được đáp án câu nào thì cứ mạnh dạn comment xuống dưới cho thầy. Đã học thì thầy là phải thoải mái nhá, mặc dù sai thì cũng chỉ là chặt cu một tí thôi chứ không có vấn đề gì hết. Được chưa? Câu số 1 nào. Câu số 1, đây là một bài toán rút gọn đúng không ạ? B mũ 5/3 mà chia cho căn bậc 3 của B. Đấy, thì hai công thức mà các bạn cần phải nhớ cho thầy đó là căn bậc M của A mũ N thì chính là bằng A mũ gì? A mũ N phần M, đúng không ạ? Đây chính là công thức chuyển đổi từ căn mà về lũy thừa. Đúng không ạ? Vậy thầy có luôn này. Q sẽ là bằng B mũ 5/3 đúng không ạ? Mà chia cho căn bậc 3 của B, tức là B mũ mấy? B mũ 1/3. Mà chia hai lũy thừa có cùng cơ số với nhau thì thầy sẽ được đó là B mũ 5/3 trừ 1/3, tức là bằng mấy các bạn? Đó chính là bằng mấy? Đó chính là bằng 4/3. Vậy chắc chắn đó là bán B luôn. Đúng không ạ? Câu này nó chỉ là một câu để chúng ta test não thôi nhá. Xem là chúng ta có nhớ công thức hay không thôi. Được chưa? Đấy, câu số 1 của thầy đó chính là đáp án B. Tiếp tục câu số 2. Câu số 2 bạn đã làm ra chưa? Câu này thì chúng ta nhìn có thể là rất là quen rồi đúng không ạ? Có nhiều dạng căn với nhau. Đấy, có nhiều dạng căn với nhau thì thường là chúng ta sẽ làm từ trong ra ngoài. Đúng không ạ? Từ trong ra ngoài, tức là chúng ta sẽ làm thầy như sau. Đây, thầy làm hướng dẫn cho các em này. Chỉ đúng một phép tính duy nhất thôi. Làm từ trong ra ngoài thì thầy sẽ được chắc chắn là đáp án đúng, đúng không ạ? Các bạn xem nhá. Cái thằng trong cùng nhất của chúng ta đó là căn bậc 3 của x gì nhỉ? Căn bậc 2 của x mũ 3, đúng không ạ? Thì nó chính là bằng x mũ mấy? X mũ 3/2. Đấy, tiếp tục nhân với x bình đúng không ạ? X bình. Đấy, các bạn nhìn thấy giống nhau không? Thì sẽ là bằng mấy? X mũ 7/ nhỉ? 3/2 mà cộng với 2 thì chúng ta sẽ được luôn cho thầy đó chính là bằng mấy? Là bằng 7/2. Đúng chưa ạ? Sau đó lại có căn bậc 3. Đấy, có, các bạn nhìn thấy không ạ? Sau đó là có căn bậc 3 thì chúng ta sẽ suy ra đó chính là tất cả mũ gì nhỉ? Mũ 1/3. Đấy, và thầy sẽ có luôn đó x mũ mấy nhỉ? 7/6 đấy, đúng không ạ? Tiếp tục nhân với x. Tiếp tục nhân với x thì sẽ là bằng x mũ mấy nhỉ? Đó là x mũ 10. 13/6. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Nhưng các bạn nhìn thấy không? Đó là cái thằng ngoài cùng của chúng ta là có căn bậc 4. Căn bậc 4 tức là mũ 1/4 nữa. Nên thầy có x mũ 13/6 mà tất cả mũ mấy? Tất cả mũ 1/4 thì chúng ta sẽ có đó x mũ mấy nhỉ? 13/24. Đó là đáp án B. Được chưa? Tiếp tục chúng ta chuyển sang thầy câu số 3. Đúng không ạ? Câu số 3 các bạn nhìn thấy quen chưa? Nào, cho thầy xin đáp án của câu số 3 các bạn nào. Bạn đã làm ra câu số 3 chưa? Biểu thức P bằng thằng này đúng không ạ? Thì các bạn đều nhìn nhận ra một cái điều rất là quan trọng, đó là 7 cộng 4 căn 3 nhân với 7 trừ 4 căn 3 thì bằng bao nhiêu các bạn? Thì chính là bằng 1. Đấy, đây chính là một cái mà thường người ta gọi là hằng thức đấy. A trừ B nhân A cộng B đấy, đúng không ạ? Vậy hai thằng này nhân với nhau thì mình sẽ nghĩ đến việc là các bạn phải tách cái 2017 này ra các bạn này. Đúng không ạ? Tách cái 2017 ra thành 2016 và cộng với 1. Tức là ở trên biểu thức P bây giờ nó sẽ là bằng gì đây? 7 cộng 4 căn 3, đúng không ạ? Mũ 1 nhân với 7 cộng 4 căn 3 tất cả mũ mấy? 2016, đúng không ạ? Và nhân với 4 căn 3 trừ 7 tất cả mũ 2016
thì cũng chính là bằng 7 trừ 4 căn 3 luôn đấy. Đúng không ạ? Mua 2016. Đấy. Và hai thằng này nhân với nhau bằng gì các bạn nhỉ? Các bạn nhìn ra nhanh luôn nhé. Hai thằng này nó đều có cùng số mũ là 2016. Đúng không ạ? Vậy chúng ta chỉ cần lấy cơ số nhân vào với nhau. Mà cơ số nhân với nhau thì bằng mấy đây? Thì bằng 1 thôi đúng không ạ? Vậy chứng tỏ toàn bộ cái cụm phía sau này của thầy sẽ là bằng 1. Mà 1 nhân thằng này nó cũng chính là bằng 7 cộng 4 căn 3 luôn. Đó là đáp án C. Chuẩn chưa? Đấy, đó chính là chúng ta sẽ sử dụng một số cái công thức để các bạn có thể làm được luôn nhá. Tiếp tục chúng ta chuyển sang câu số 4, đó đề tham khảo năm 2019. Đề tham khảo các bạn nhá, năm 2019. Nào, câu số 4 bạn nào biết được các bạn chưa? AB là hai số thực dương tùy ý, loga cơ số 10 đúng không ạ? Của A nhân B bình, tức là người ta đọc là nó chính là log. Đúng chưa? Log của A nhân B bình, log của A nhân B bình thì sẽ là bằng log của A mà cộng với gì nhỉ? Cộng với 2 log B, đúng không ạ? Log của A mà cộng với 2 log B thì chắc chắn nó là bằng gì? Đáp B thôi. Chuẩn chưa? Đây là chúng ta sử dụng thầy công thức. Nhưng mà chúng ta chỉ nhớ cho thầy một cái điều duy nhất, đó là thằng này người ta đọc là log, có nghĩa là gì nhỉ? Nó chính là cơ số 10. Đấy, nhưng mà người ta không thích viết vào thôi. Người ta còn gọi đó chính là một cái bài toán liên quan đến để rút gọn loga nhá. Người ta không thích viết vào cơ số 10 thôi. Nhưng mà tất cả các bạn đều phải hiểu đây là gì nhỉ? Đây thì đó chính là cơ số 10 luôn. Được chưa? Là câu số 4. Ok không ạ? Tiếp tục chúng ta chuyển sang thời câu số 5. A bằng thằng này đúng không ạ? Khi mà người ta đặt cho các bạn đó là A bằng loga theo cơ số 3 của 2, và người ta hỏi các bạn là cái loga theo cơ số 16 của 27 thì bằng bao nhiêu? Thì chúng ta phải biến đổi thằng này thôi. Đúng chưa? Vậy các bạn sẽ chú ý thầy này. Loga theo cơ số 16 của 27 thì chính là bằng gì đây? Loga 16 thì có đúng là bằng mấy? Bằng 2 mũ 4. Đúng chưa? 27 này thì chính là bằng 3 mũ 3. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng thầy là cái công thức gọi là đưa ra đưa vào mà thầy đã dạy cho các em rồi. Đúng không ạ? Thì nó sẽ đưa ra ngoài bằng mấy? Nó chính là bằng 3/4 loga theo cơ số 2 của 3. Đấy, các bạn nhớ thầy chưa? Còn nếu bạn nào đã quên công thức rồi thì thầy có thể nhắc lại cho các em một lần nữa này. Công thức này rất quan trọng các bạn nhá. Loga theo cơ số A mũ M của B mũ N, đúng không ạ? Thì nó sẽ là đưa ra ngoài là bằng gì đây? Nó chính là bằng N trên M, đúng không ạ? Nhân loga theo cơ số A của B. Đây là cái công thức quan trọng nhất của cái phần loga mà các bạn phải nhớ. Được chưa? Và chúng ta đều có thể hiểu là 3/4 nhân với loga theo cơ số 2 của 3. Đấy, mà ở đây thì người ta cho các bạn là cơ số 3 của 2 thì bằng A, đúng không ạ? Thì nếu bạn nào tư duy tốt thì các bạn biết ngay đó chính là gì? Là 1/1/A. Và kết quả cuối cùng của chúng ta đó chính là 3/4A, đáp án B. Chuẩn chưa? Đấy. Tiếp tục, câu số 6. Hôm nay các bạn nhớ phải khô máu đấy nhá. Có 57 câu tất cả cơ. Đúng không ạ? Có tất cả 57 câu cơ. Và thầy đương nhiên là thầy sẽ sắp xếp cho các em theo thứ tự từ bé cho đến lớn, từ dễ cho đến khó. Đúng không ạ? Mấy câu đầu thì chẳng qua để cho các bạn gọi là test não một chút xíu thôi. Và mấy câu sau thì nó sẽ là khó lên rất là nhiều đấy. Nào, câu 6 nào. Câu 6 đáp án gì đây? Với A là số thực dương tùy ý, len của 5A trừ len của 3A. Đấy, len hay len trừ cho nhau chúng ta sẽ được len của gì nhỉ? Len của chia. Đúng không ạ? Tóm lại là bằng len của mấy? 5A trên 3A và bằng len của 5/3. Đúng không ạ? Đó là đáp án C. Được chưa? Câu 6 các bạn như thế không ạ? Tất cả đây đều là việc mà chúng ta xem là mình có nhớ công thức hay không thôi. Đúng không ạ? Và làm đã lúc đến lúc chữa đề như thế này thì thầy có thể vừa chữa nhưng mà cũng có thể là vừa nhắc lại cho em về phần công thức luôn. Nếu bạn nào yếu thì chúng ta có thể lắng nghe được, đúng không ạ? Là câu số 6. Được chưa? Tiếp tục câu số 7 nào. Các đồng chí nào, câu số 7. Câu 7, câu 8, câu 9 nào. Bạn đã làm ra chưa? Bạn thắng OPA này. 7A8C, ok, thầy xem comment của các bạn xem như thế nào nhá. Comment xuống dưới đi các em ơi. Đã học với thầy thì phải comment nhá. Học với thầy bây giờ không comment là không nên học đâu. Bởi vì chúng ta cần phải chúng ta cần phải tương tác với nhau nhiều vào. Đúng không ạ? Thì học mới, việc học của chúng ta mới đem lại hiệu quả cao và chúng ta mới có hứng thú trong việc học được, đúng không ạ? Nào, câu số 7. Câu số 7 đây là các bạn nhìn thấy dấu chia không ạ? Dấu chia thì các bạn chỉ cần nhớ cho thầy đó là chúng ta tách ra thành gì nhỉ? Tách thành trừ. Dấu chia thì tách thành trừ có nghĩa là như sau. Loga theo cơ số A của B trên C thì chính là bằng loga theo cơ số A của B trừ loga theo cơ số A của C. Đấy, đây chính là cái công thức tách loga nhá.
Chia thì tách ra thành trừ, còn nhân thì tách ra thành gì nhỉ? Thành cộng, đúng không ạ? Cái này thì thầy nghĩ tất cả các bạn thì không có ai là gọi là không biết được đâu, đúng không ạ? Thì đó là đáp án gì đây? Chắc chắn là chúng ta suy ra cho thầy đó là đáp án A. Các bạn nhìn thấy chưa? Tiếp tục câu 8 nào. Câu 8, mệnh đề nào dưới đây là đúng với A là một số thực dương bất kỳ các bạn nhé. Đây là đề tham khảo năm 2018, đúng không ạ? Và thầy cũng sẽ nói cho các bạn một cái điều rằng là ở trong cái file này thầy tổng hợp cả 3 năm là năm 17, 18 và 19. Tuy nhiên cái năm 18 ấy, tức là năm 2018 là năm mà chúng ta đáng phải làm nhất. Các bạn biết vì sao không? Các bạn biết vì sao, tại sao năm 2018 là gọi là năm mà chúng ta đáng phải làm không ạ? Bởi vì năm 2018 nó rất khó và nó sẽ có rất nhiều câu hay ho, đặc biệt là chủ đề về logarit và mũ này, đúng chưa? Còn năm 17 và 19 thì nó cũng khá là bình thường. Còn 18 là năm mà nó có rất nhiều câu hay. Thì tí nữa thì các bạn nhìn thấy phía sau này này, phía sau này nó chủ yếu là nó liên quan đến năm 2018 rất là nhiều, có cực nhiều câu hay ở phía sau này, đúng không ạ? Nó đều là những câu điểm 8, điểm 9, điểm 10 hết. Và thầy nghĩ là các bạn sẽ học hỏi rất là nhiều điều thông qua những cái đề như thế này, đặc biệt là cái khả năng tư duy, phán đoán và chúng ta phối hợp với công thức nó như thế nào thì nó sẽ nâng cao hơn, được chưa? Tiếp tục chúng ta chuyển sang thầy câu số 8 nào. Mệnh đề nào dưới đây đúng các bạn nhỉ? Câu này câu lý thuyết rồi nhỉ? Câu 9 đáp án nào đây? Nó chính là đáp án mệnh đề nào dưới đây đúng mà, đúng không ạ? Đúng thì nó chính là đáp án gì đây? Câu 8, đó là C đúng không ạ? Câu 8C. Đấy, cái này lý thuyết thì thầy không nói nhiều gì nữa đúng không ạ? Câu 9 đáp án nào đây? Câu 9, đây là người ta hỏi các bạn là gì đây? Cho A là số thực dương khác 1, mệnh đề nào dưới đây đúng với mọi số thực x và y? Nhớ thầy là với mọi số thực dương x và y nhá. X và y của chúng ta đã dương rồi, và câu nào sau đây đúng các bạn nhỉ? Đúng, chắc chắn là chúng ta suy ra luôn, đó là đáp án D, đúng không ạ? Ok chưa? Câu này lý thuyết thì chắc là thầy cũng không cần giải thích đâu, mà các bạn cũng không cần phải thầy giải thích đâu, đúng không ạ? Tiếp tục chúng ta chuyển sang các câu tiếp theo. Nào, câu số 10 nào. Câu số 10, các bạn xem thêm thầy đi. Câu 10 đó chính là cho A của B bằng 2, A của C thì bằng 3, tính A của B bình nhân C mũ 3. Đấy, thì các bạn làm luôn cho thầy nhá. Thằng này các bạn có nhiệm vụ là chúng ta sẽ phải tách ra trước đã, đúng không ạ? Tóm lại là chúng ta tách ra thành gì? Loga theo cơ số A của B bình mà cộng với loga theo cơ số A của gì? Của C mũ 3, đúng không ạ? Bởi vì có loga mà cho chứa dấu nhân này này thì chúng ta có quyền tách ra thành dấu cộng, đúng không ạ? Đó là chính là cái công thức gọi là công thức cực kỳ quan trọng trong cái chương loga rồi, mà chắc hẳn ai cũng sẽ biết thôi. Đấy, nếu như mà xuất hiện dấu nhân đây thì chúng ta tách thành gì? Dấu cộng. Còn nếu như mà xuất hiện dấu chia thì tách thành trừ, đúng không ạ? Và các bạn sẽ suy ra luôn, tóm lại là bằng gì đây? 2 loga theo cơ số A của B cộng với 3 loga theo cơ số A của C. Tóm lại bằng bao nhiêu nhỉ? 2 nhân 2 này là bằng 4 này, đúng không ạ? Cộng 3 nhân 3 bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 9. 4 cộng 9 thì bằng 13. Vậy 10 của thầy đó là đáp án B, đúng không ạ? Ok chưa? 11 nào. Tiếp tục chúng ta chuyển sang thầy câu 11. 11 là đề minh họa, đúng không ạ? Năm 2017 người ta cũng hỏi các bạn là khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng. Đấy, câu này cũng chính là một câu lý thuyết và nó sẽ thể hiện xem rằng là gọi là nó test não các em một chút xíu thôi, đúng không ạ? Nó test não cho các em một chút xíu thôi. Và chúng ta đều biết chắc chắn đó là đáp án nào các bạn nhỉ? Chắc chắn đáp án nào đấy? Đó chính là đáp án D, đúng không ạ? Lý do vì sao? Thì chúng ta nhớ này, loga theo cơ số A bình của A nhân B thì cái số bình ở trong này chúng ta phải đưa ra ngoài trước, tức là bằng 1/2 loga theo cơ số A của gì? Của A nhân B. Đấy, đúng chưa? Mà loga theo cơ số A của A nhân B thì chúng ta tách ra thành 1 cộng với loga theo cơ số A của B, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ suy ra ngay cho thầy đó chính là đáp án D. Chuẩn chưa? Đó chính là câu số 11 của chúng ta, đúng không ạ? Nó chỉ là công thức thôi, đúng không ạ? Nó chỉ là công thức thôi. Và làm thông qua những bài này thì nếu như bạn nào đang yếu công thức hoặc là các bạn vô tình quên công thức rồi, chúng ta phải nhớ cho thầy, đúng không ạ? Chúng ta nhớ lại luôn nhé. Đó là bằng 1/2 1 cộng với loga theo cơ số A của B, thì nó chính là đáp án D, đúng không ạ? Là 11D. Được chưa? Tiếp tục câu số 12 nào. 12, 13 và 14 nào. Đấy, 12 và 13, 14. Chúng ta lấy giấy bút ra nhá. Chúng ta làm đầy đủ cho thầy đi. Máy tính, máy tiệc nữa, đầy đủ hết tất cả luôn. Hôm nay là rất là hay đấy. Bạn Fami bảo là thầy ơi kéo xuống cho em xem đề với ạ. Đây, thầy kéo xuống đây nhá.
Thầy kéo xuống cho các bạn xem một lúc 3 câu liên tiếp luôn. Đúng không ạ? Cho các bạn xem một lúc 3 câu liên tiếp luôn. Để cho chúng ta, nếu như bạn nào đã làm xong rồi, chúng ta có thể làm các câu tiếp theo. Đúng không ạ? Ok. Tiếp tục. Tiếp tục nào. Câu số 12. 12 là đề hay đấy. Đúng chưa? Chúng ta chú ý này. Người ta cho các em là log A theo cơ số 3 của A thì bằng 2. Đấy. Và 2 của B thì lại bằng 1/2. Tính biểu thức này. Đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ rút gọn biểu thức này trước các bạn nhé. Chúng ta sẽ rút gọn cái biểu thức này trước. Và rút gọn như thế nào? Các bạn để ý này. Y sẽ là bằng 2 nhân log A theo cơ số 3. Đúng không ạ? Chỗ này là ở trong này này. Log A theo cơ số 3 của 3 nhân A thì chúng ta có thể tách ra thành gì nhỉ? 1 cộng log A theo cơ số 3 của A. Đúng chưa? Tiếp tục. Cộng với, chỗ này là 1/4 đúng không ạ? 1/4 thì có nghĩa là 2 mũ trừ 2. Còn chỗ này là b bình. Đấy. Ok đúng chưa? Rồi chúng ta rút gọn tiếp cho thầy nào. Thằng này bao nhiêu đây? 2 đúng không ạ? Log A theo cơ số 3. Chỗ này là 3 của A, mà 3 của A thì chúng ta đã biết rồi đúng không ạ? Đây, 3 của A đây, nó chỉ là bằng 2. Và nếu như bạn nào có thể cộng vào đấy luôn này. Đấy, chúng ta thế chỗ này này, chúng ta thế vào đấy luôn. Đúng chưa? Thì chính là bằng log A theo cơ số 3 của 3 luôn. Bởi vì 1 cộng 2 bằng 3 mà. Đúng không ạ? Và chỗ này là trừ cho gì nhỉ? Vứt dấu 2 với cả trừ 2 ra bên ngoài thì chúng ta sẽ được dấu trừ, và trong sẽ còn lại là log A theo cơ số 2 của B. Đấy, các bạn nhớ thấy chưa? Làm luôn thôi đúng không ạ? Thằng này mới. Thằng này chắc chắn bằng 1 này, và chốt hạ lại là bằng 2 trừ cho mấy nhỉ? À, trừ cho 1/2, và chúng ta sẽ được đó là bằng 3/2 là bằng C. Các bạn nhìn thấy không ạ? Rất là đơn giản thôi. Mà chúng ta phải làm như thế là thường là chúng ta làm từ trong ra ngoài, nhằm biến đổi từng cái một, gọi là đơn giản hóa, đúng không ạ? Tiếp tục câu số 13. Câu số 13 và 14 nhé, thầy để cho các bạn cả 3 câu đây, đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn được full 3 câu luôn các bạn nhé. Đây, cả 13, cả 14 và cả câu 15 đây. Nếu bạn nào làm xong câu 13 rồi thì chúng ta có thể kéo xuống, chúng ta làm luôn cả câu 14 và cả câu 15 luôn. Đúng chưa? Nào, câu 13 đáp án gì đây? Câu này cũng chỉ là câu lý thuyết thôi. Chẳng qua là nó sẽ luyện tập cho các em về cái kỹ năng là gọi là gì nhỉ? Chúng ta sẽ luyện tập cái kỹ năng tách log A. Đấy, công thức thì các bạn biết rồi nhỉ? Chia thì tách ra thành gì nhỉ? Thành trừ, còn nhân thì tách ra thành cộng, đồng ý không ạ? Đấy, vậy ở đây thì người ta chỉ hỏi các bạn trong bốn đáp án này này. Người ta chỉ hỏi các bạn đó là log A theo cơ số 2 của A 2A mũ 3 trên B. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Câu 13 đáp án nào đây? Thì câu 13 thì chúng ta có thể làm được luôn đúng không ạ? Đó chính là đáp án gì nhỉ? Nó chính là đáp án A. Đấy, đúng không? Câu này nó hoàn toàn tương tự, các bạn tự tách được nhé. Chắc là các bạn không cần phải thầy giải thích câu này đâu đúng không ạ? Bởi vì sao? Thầy nói sơ qua cho các em một chút xíu này. Cho tất cả 100% các bạn học đây đều có thể làm được luôn nhá. 100% luôn. Kể cả những bạn có mất gốc hay là làm gọi là yếu lắm đấy chăng nữa, các bạn vẫn hoàn toàn có thể làm được. Đó là chúng ta sẽ chỉ sử dụng cho thầy công thức thôi. Và công thức như sau. 2 của 2A mũ 3 tất cả trên B, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy cho thầy đó chính là bằng log A theo cơ số 2 của 2, đúng chưa? Cộng với log A theo cơ số 2 của A mũ 3, và tiếp tục trừ log A theo cơ số 2 của B. Đây là chúng ta thấy dấu nhân, đúng không ạ? Nhân thì là thành cộng, mà chia thì thành gì nhỉ? Thành trừ. Đó chỉ là công thức tách log A thôi. Và nó sẽ là bằng luôn câu ý, đáp án A, đúng không ạ? Đó chính là câu 13. Ok chưa? Tiếp tục câu 14 và câu 15. Bạn đã làm ra câu 14 được chưa? Câu 14 và câu 15. 14. Đặt A chính là log A theo cơ số 2 của 3. B là chính là 5 của 3. Hãy biểu diễn thằng này theo A và B. Đấy, một cái bài toán rất là hay đúng không ạ? Thường là gặp thôi. Đấy, sắp tới thì các bạn sẽ diễn ra một cái kỳ thi. Các bạn biết là kỳ thi gì đúng không ạ? Đó, kỳ thi học kỳ. Đấy, và cái thằng này thì chắc chắn là kiểu gì nó sẽ có một vài con trong đề thi của các em. Vì thế thì thầy sẽ cho các bạn là hai cách để chúng ta làm bài này. Đấy, cách thứ nhất là chúng ta có thể sử dụng máy tính Casio, đúng không ạ? Đó là một cách. Và cách thứ hai là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được gì nhỉ? À, bằng tay. Và thầy sẽ dạy cho các bạn cách bằng tay trước. Sau đó thì nếu các bạn nào cần thì thầy sẽ dạy cho các em cách Casio nữa. Đó là như sau. Đầu tiên các bạn xem này. Người ta bảo là các bạn biểu diễn log A theo cơ 6 của 45, đúng không ạ? Theo A và B thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Các bạn biết này, log A theo cơ số 6 của 45, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ biết cho thầy như sau. 6 thì bằng gì? Bằng 2 nhân 3.
45 thì có phải đúng bằng 9 nhân 5 không ạ? Mà 9 thì bằng mấy? Là bằng 3 mũ 2 và nhân tiếp cho 5. Đúng chưa? Sau đó thì mình tách ra thôi. Tóm lại là bằng loga theo cơ số 2 nhân 3 của 3 bình cộng với loga theo cơ số 2 nhân 3 của 5. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Đầu tiên là tách ra như thế này trước các bạn nhá. Sau đó thì mình thấy luôn này, số 2 các bạn vứt sang ngoài thì chúng ta sẽ được luôn 2 loga theo cơ số 2 nhân 3 của 3 cộng loga theo cơ số 2 nhân 3 của 5. Được chưa? Đây là gọi là làm bằng cơm gạo đấy các bạn. Một cách làm bằng cơm gạo này thì chúng ta sẽ nhớ rất là lâu. Rồi, ở đây thì chúng ta có thể đổi cơ số số mũ và mũ nó lên thì chúng ta sẽ được cho thầy đó là 2 trên loga theo cơ số 3 của gì? 2 nhân 3. Đúng không ạ? Và cộng với gì nhỉ? 1 trên loga theo cơ số 5 của 2 nhân 3. Đấy, các bạn tách ra thoải mái rồi các bạn nhá. Tóm lại đây là bằng gì nhỉ? 2 trên này 1 cộng loga cơ số 3 của 2 và cộng tiếp cho 1 trên gì nhỉ? Loga theo cơ số 5 của 2 cộng 5 của 3. Đấy, sau đó các bạn thay vào đi thì chúng ta sẽ suy ra được luôn nhá. Thì sau đó chúng ta sẽ suy ra luôn thôi. Đúng không ạ? Đấy, các bạn hiểu ý thầy chưa? Đến đây thì các bạn thay thoải mái rồi. Chúng ta được này. 2 trên 1 cộng thằng này mấy đây? 3 của 2 đúng không ạ? Nó chính là mấy? Là bằng 1 trên 2. Đấy, được chưa? Tiếp tục. 1 trên 5 của 2. 5 của 2 ở đâu đây? 5 của 2 là bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? 5 của 2 và 5 của 3. Đấy, 3, 5 của 3 thì các bạn có rồi các bạn này. Đấy, 5 của 3 thì các bạn có rồi nhá. Là bằng mấy đây nhỉ? Bằng B này. Còn một cái nữa là 5 của 2. 5 của 2 thì chúng ta có thể tách ra thành thành hai cái. Đấy, các bạn có thể tách thêm cho thầy một lần nữa thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn suy ra được đúng không ạ? 5 của 2 thì chúng ta có thể dựa vào cái thằng này các bạn này. Đấy. Các bạn có thể chia hai thằng này lại với nhau thì chúng ta sẽ biết được là loga theo cơ số 5 của 2. Thì thầy có thể dạy cho các bạn cách tách như sau. Loga cơ số 5 của 2 thì chính là bằng loga theo cơ số 3 của 2 mà chia cho loga theo cơ số gì? 3 của 5. Đấy, thì các bạn cũng đường nào thì cũng tách được thôi, đúng không ạ? Rồi sau đó thế vào đấy. Được chưa? Sau đó thì mình thế vào thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn suy ra được luôn. 3 của 2 bằng mấy nhỉ? 3 của 2 thì bằng 1 trên A. 3 của 5, 3 của 5 thì cũng là bằng 1 trên B và cuối cùng nó chỉ là bằng B trên A. Đấy, cộng với B trên A các bạn này. Được chưa? Sau khi các bạn quy đồng chuyển vế đổi dấu thì mình sẽ suy ra được cho thầy là gì nhỉ? À, nó chính là đáp án C. Đấy, ok chưa? Đây chính là một trong những cách nó gọi là làm bằng cơm gạo. Thì thường là chúng ta sẽ hiểu bản chất để chúng ta có quá trình chúng ta tách. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng Casio thì làm thế nào? Rất đơn giản là chúng ta chỉ cần thay thằng này bằng A. Đúng không ạ? Bấm máy tính là lưu thằng này bằng A này, thằng này bằng B này, đúng không ạ? Và thử cả bốn đáp án xem là nó ra được đúng kết quả như trên hay không. Bởi vì Casio nó chỉ có một phép thử thôi. Đúng không ạ? Bài này nếu mà sử dụng Casio nó chỉ có một phép thử duy nhất thôi. Và đường nào thì các bạn vẫn có thể hoàn toàn ra đáp án C. Đúng không ạ? Nhưng mà thầy sẽ ưu tiên chúng ta đó là các bạn nên làm bằng tay. Bởi vì tất cả các bạn học giỏi thì bạn không bấm máy tính Casio bài này đâu. Đấy, chúng ta phải đi theo trường phái như thế nhá. Tiếp tục, câu số 15. Tiếp tục, chúng ta sẽ chuyển sang câu 15. 15 và 16 đây. 15 và 16. Thầy để đây cho các em thôi nhá. 14C đúng rồi. 15 nào. 15 là người ta sẽ hỏi các bạn là gì đây? Với mọi số thực A và B dương thỏa mãn một biểu thức đó là A bình cộng B bình bằng 8AB. A bình cộng B bình bằng 8AB. Thế bây giờ hỏi là mệnh đề nào dưới đây là đúng. Ok không ạ? Thì các bạn nhìn thấy bốn đáp án đi. Bốn đáp án thì nó đều có một cái đó là nó đều hỏi các bạn là lớp của A cộng B bằng bao nhiêu. Đúng không ạ? Thì các bạn cần phải làm gì? Là chúng ta phải phân tích từ cái dự kiện bài toán này các bạn này. Là gì? A bình cộng B bình bằng 8AB. Thì thầy sẽ phải làm sao xuất hiện A bình cộng B bình, đúng không ạ? Tức là A cộng B tất cả bình ý. Thì chúng ta sẽ làm sao nhỉ? Cộng 2 về cho 2AB. Thì thầy có luôn này. A bình cộng 2AB cộng B bình, đúng không ạ? Thì bên này mấy? Là bằng 10AB. Đấy, chúng ta chỉ có thêm cả 2 vế vào cho thầy đó là 2AB thôi, đúng không ạ? Thì vế bên trái nó là bằng gì đây? A cộng B tất cả bình thì bằng 10AB. Đấy, đây chính là biểu thức quan trọng nhất của chúng ta. Các bạn xem này. A cộng B tất cả bình mà bằng 10AB. Thì chúng ta sẽ làm sao?
các bạn sẽ lấp cả hai vế của phương trình này cho cơ số 10, đúng không ạ? Thì thầy sẽ có luôn đó là lốc của A cộng B tất cả bình thì bằng lốc của gì nhỉ? Lốc của 10AB. Đấy, được chưa? Sau đó các bạn sẽ thay số vào thôi, đúng không ạ? Thay số vào thôi thì chúng ta có này, cái số mũ này các bạn đưa ra ngoài thì có đúng chính xác là bằng 2 lốc của A cộng B không ạ? Đấy, được chưa? Còn thằng này là sao đây? Thằng này nó chính là bằng 1 cộng lốc A cộng lốc B, bởi vì lốc của A 10AB mà chúng ta tách ra thành 3 cái, đúng không ạ? Thì nó sẽ là bằng 1 cộng với gì nhỉ? Lốc A và cộng với lốc B, đúng không ạ? Các bạn chia tất cả hai vế cho hai đi thì chúng ta sẽ được biểu thức cuối cùng là gì đây? Lốc của A cộng B chính là bằng 1/2 nhân 1 cộng lốc A cộng với lốc B, đúng không ạ? Và đó là đáp án nào đây? Nó chính là đáp án gì nhỉ? Nó là đáp án C, đúng không ạ? Đáp án C đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó chính là đáp án C. Ok chưa? Câu này cũng chính là một trong những cái mà chúng ta cần phải nhớ, đó là phải thêm bớt để làm sao xuất hiện A cộng B tất cả bình, đúng không ạ? Thì mình mới rút gọn được biểu thức đấy nhá. 15 đáp án C, đúng không ạ? Rất nhiều bạn đúng các bạn nhá, cực nhiều luôn. Tiếp tục câu số 16 nào. Tiếp tục câu số 16. 16 đáp án nào đây? Bạn comment cho thầy đáp án câu số 16 xuống dưới đi. 15 rất nhiều bạn đáp án C rồi. Bạn Phạm Thị Huệ đáp án C này, bạn Thị Hoài đáp án C này, Phương Loan đáp án C này, Phạm Minh Tuấn đáp án C. Ok, rất là nhiều bạn comment đúng rồi nhá. Các bạn đã làm rất là tốt, chúc mừng các em. Tiếp tục chúng ta chuyển sang cho thầy là câu 16. Và sau đi nếu như chúng ta làm được câu 16 rồi, chúng ta sẽ chuyển sang cho thầy cái phần thứ hai, là phần liên quan đến hàm số nhá. Nó có rất là nhiều phần, thầy đều chia theo từng dạng cho các em dễ học rồi. 16 đáp án nào đây? 16 thì là người ta cho các bạn một biểu thức, đúng không ạ? Cũng là gì? X bình cộng 9y bình thì chính là bằng mấy? Bằng 6xy. Đấy, bằng 6xy. Và người ta đang hỏi các bạn đó là gì nhỉ? Rút gọn biểu thức này, hay nó chính xác được tính giá trị biểu thức này, thì các bạn phải dựa vào đây thôi. Đây, các bạn dựa xy vào đây cho thầy đi. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Và nếu như chúng ta nhảy số nhanh thì mình sẽ biết được ngay đó chính là gì nhỉ? Biết được luôn là gì? X bình cộng 9y bình trừ 6xy bằng 0, đúng không ạ? Các bạn tương đương nhé, x bình này trừ 6xy và cộng với 9y bình tức là bằng 3y tất cả bình bằng 0. Các bạn nhìn thấy thằng này là gì đây? Nó là một hàm thức thôi, đúng không ạ? Nó chính là bằng x trừ 3y tất cả bình bằng 0. Và chúng ta sẽ suy ra x bằng gì? X bằng 3y. Đó, x bằng 3y, sao nó thế vào đây thôi, đúng không ạ? X bằng 3y các bạn nhá. Thế vào cho thầy nào. Vậy m bằng gì đây? 1 cộng lốc của gì nhỉ? 12 của 3y cộng tiếp cho thầy loga 12 của y, tất cả chia cho 2 loga theo cơ số 12 của mấy nhỉ? 3y cộng 3y tức là bằng 6y. Đấy, ok chưa? Và chúng ta sẽ được cho thầy một cái biểu thức cuối cùng là gì các bạn nhỉ? Chúng ta sẽ được cho thầy một cái biểu thức cuối cùng là gì đấy? Chỗ này là 1, nó chính là bằng mấy nhỉ? 12 của 12, đúng không ạ? 12 của 12. Đấy, rồi sau đó chúng ta có thể thay vào thầy nhá. Đó chính là gì đây? Loga theo cơ số 12 này, đúng không ạ? Chỗ này nó chính là mấy nhỉ? 12 nhân 3y nhân với y tức là bằng 36y bình. Tất cả dưới thì nó chính là bằng loga theo cơ số 12 của mấy nhỉ? 6y tất cả bình là bằng 36y bình luôn. Và chắc chắn đó là đáp án D luôn, đúng không ạ? Nó chính là đáp án D. Nó sẽ được cuối cùng, đó chính là loga theo cơ số 36y bình của 36y bình. Đấy, các bạn nhìn thấy hai thằng tử và mẫu chia nhau thì bằng 1, đúng không ạ? Vậy câu 16 của thầy đó là đáp án D. Được chưa? Tiếp tục câu 17 nào. 16 đáp án D nhá. Thế mà thôi, đúng không ạ? Kiểu gì mà trong các bài toán mà người ta cho các bạn biểu thức này này thì chúng ta chỉ cần chuyển vế đổi dấu để xuất hiện một hàng thức thôi. Thế các bạn thế vào đây thì chúng ta sẽ suy ra ngay, đúng chưa? Sao đề sao không để là x cộng 3y cho dễ thầy? Đề thi của bộ mà sao để được em? Đề thi của bộ mà làm sao bảo là thầy để cho dễ được? Được chưa? Tiếp tục câu số 17 nào. 17 là người bảo tìm tập xác định của hàm số lý thừa, đúng không ạ? À, đây là một hàm số lý thừa đây. Tập xác định của một hàm số lý thừa thì chúng ta sẽ căn cứ vào đâu nhỉ? Chúng ta sẽ căn cứ vào số mũ của nó, đúng chưa? Căn cứ vào số mũ của nó. Và đây thì chúng ta thấy rằng là số mũ của nó đang là nguyên âm. Đấy, đúng không ạ? Nguyên âm thì chúng ta phải có điều kiện là gì nhỉ? Là x bình trừ x trừ 2 của thầy sẽ phải khác 0.
Đây chính là điều kiện của một hàm số lý thừa có số mũ là nguyên âm. Đúng chưa? X bình trừ x trừ 2 sẽ phải khác 0. Và chúng ta sẽ tương đương với x khác mấy? A trừ B cộng C bằng 0 các bạn ơi. Một nghiệm là bằng trừ 1. Và một nghiệm x phải khác mấy nhỉ? Khác 2. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì nhỉ? Đáp án D. Chuẩn chưa? Nhớ cho thầy nhá. Cái này là chân lý rồi đúng không ạ? Tập xác định của hàm số lý thừa nó có 3 loại. Nhưng ở đây chúng ta chỉ căn cứ vào số mũ của nó thôi. Nếu như nguyên âm thì suy ra cơ số phải khác 0. Được chưa? Là câu số 17 của chúng ta. Tiếp tục câu 18 nào. 18, 19, 20, 21. Đấy, những câu này là khá là đơn giản rồi. Thầy có thể cho các bạn để chúng ta có thể làm một leo luôn. Đúng không ạ? Chúng ta có thể làm một leo luôn cho thầy. Và comment đáp án xuống dưới nhá. Gọi là test não cho các bạn một chút. Tiếp tục nào. Câu số 18 nào. 18 các bạn biết đáp án gì chưa? Bấm hết luôn à? Bấm làm sao bấm được? Đúng không ạ? Máy bay này thì cần gì máy tính? Và các bạn phải lưu ý với thầy rằng là riêng tập xác định hàm số lý thừa thì chúng ta đừng lấy máy tính ra để các bạn tìm tập xác định nhá. Rất nhiều bạn là bây giờ lấy máy tính ra để tìm tập xác định là sai lẹt bét luôn đấy. Đúng không ạ? Đó là một cái mà các bạn cần phải lưu ý nhá. 18. Số mũ của nó là gì đây? Là 1/3. Tức là nó thuộc lại gì nhỉ? Loại 3 đúng không ạ? Loại 3 là loại mà số mũ của một hàm số lý thừa là một số gì nhỉ? Không nguyên. Thì suy ra cơ số của nó phải gì nhỉ? Phải lớn không? Tức là chúng ta sẽ có điều kiện x trừ 1 sẽ phải lớn 0. Tương đương với gì? X sẽ phải lớn 1. Đúng không ạ? X lớn 1 thì đó là đáp án gì nhỉ? Đó chính là đáp án B. Chuẩn chưa? À, đúng rồi. Tiếp tục. 19. Đây là loga theo cơ số 3 của x bình trừ 4 x cộng 3. Thì chúng ta nhớ này. Tập xác định của bất cứ một cái hàm số logarit theo cơ số A của B thì nó phải có hai điều kiện. Đúng không ạ? Điều kiện là gì? Là A phải dương và khác 1. Đó là cơ số của loga. Đúng chưa? Và cái điều kiện thứ hai đó là hệ số B của chúng ta phải dương tiếp. Đó, đây chính là hai điều kiện gọi là bất di bất dịch luôn của một cái hàm số loga. Đúng không ạ? Thì đây các bạn chỉ cần chú ý rằng là cơ số của nó bằng 3 rồi thì nó ok rồi. Vậy chúng ta chỉ cần đặt điều kiện cho thầy đó là gì? X bình trừ 4x cộng 3 của thầy sẽ lớn không? Đúng không ạ? X bình trừ 4x cộng 3 của thầy sẽ phải lớn hơn không? Tương đương với gì? Nó có một nghiệm là bằng 1 và một nghiệm bằng 3. Vậy các bạn có thể biết rằng là x sẽ phải lớn hơn 3 hoặc x phải làm sao nhỉ? Nhỏ hơn 1. Đó là đáp án gì nhỉ? Nó chính là đáp án C. Nhớ là không bỏ dấu bằng đó các bạn nhá. Ông nào bỏ dấu bằng vào đây là sai luôn đấy. Tiếp tục, câu số 20. 20 nào. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số M để hàm số này có tập xác định là R. Bạn nhớ nhá, tìm tất cả các giá trị của M đúng không ạ? Để hàm số này có tập xác định là R. Thì các bạn nhớ này, đây là một hàm số lốc đúng không ạ? Tức là chúng ta không cần viết cơ số vào, nhưng mà các bạn đều phải hiểu là nó là cơ số 10. Đúng chưa? Vậy điều kiện của nó đó là gì? X bình trừ 2x cộng trừ M cộng 1 của chúng ta phải luôn luôn lớn không với mọi x thuộc gì? Thuộc R. Đó, đây chính là điều kiện để hàm số này có nghĩa. Đúng không ạ? Và tương đương với các bạn nhìn thấy không? Đây là một cái hàm số bậc 2. Một hàm số bậc 2 mà để luôn luôn dương với mọi x thuộc R thì phải làm thế nào nhỉ? Trong đó hệ số A của chúng ta dương rồi nhé. Thì chúng ta sẽ suy ra là nó phải là vô nghiệm, tức delta phẩy của thầy sẽ phải nhỏ hơn 0. Cái này là học từ lớp 10 đấy các bạn nhá. Delta phẩy bằng gì? B phẩy bình là bằng 1 trừ AC là cộng M đúng không ạ? Và trừ 1 sẽ phải lớn không? À, sẽ nhỏ hơn 0. Đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ tương đương với M gì nhỉ? M sẽ nhỏ hơn 0. Đó là đáp án gì? Đáp án C. Chuẩn chưa? 20 của chúng ta đó là đáp án C. Ok không ạ? Tiếp tục. 21. À, 21 nào. Bây giờ chúng ta sẽ động chạm đến cái phần liên quan đến đạo hàm các bạn nhá. Bạn nào mà nhớ công thức thì chúng ta làm rất là nhanh. Còn bạn nào mà quên công thức rồi thì đó rất là khoai. Mà thầy nói thật các bạn đừng có lấy máy tính ra nhá. Mà để bấm các câu đạo hàm như thế này. Bởi vì nó chỉ làm trong vòng từ 1 cho đến 3 giây thôi. Nào, 21-22 các bạn nào. Các bạn comment đáp án xuống dưới thầy nhá. Câu 21 là bạn nào đây? Đạo hàm của loga đúng không ạ? Đạo hàm của loga. Đấy, nhìn thế thôi mà rất nhiều bạn quên công thức rồi đấy. Loga theo cơ số A của B đạo hàm bằng gì đây? Loga theo cơ số A của B tất cả phẩy bằng gì nào? Ở đây có bao nhiêu bạn mà đang nhớ công thức này? Các bạn thì comment số 1 xuống dưới cho thầy được không ạ? Bao nhiêu bạn bây giờ đang nhớ cái công thức đạo hàm của loga thì chúng ta có thể comment số 1 xuống dưới cho thầy được không ạ? Để thầy đếm xem có bao nhiêu bạn đang nhớ công thức này xem nào.
Loga theo cơ số A của B tất cả phẩy thì bằng gì các bạn nhỉ? Thì bằng B phẩy chiên cho B nhân len A. Đúng chưa? Đấy, vậy đây các bạn hiểu là B chắc chắn là 2x cộng 1 thôi. Chúng ta hoàn toàn có thể nhẩm luôn. B phẩy chính là bằng 2. 2 trên B len A thì đó là bằng gì nhỉ? Là bằng C luôn. Đấy, dùng đúng công thức này các bạn lắp vào thì đó là bằng C. Chuẩn chưa? Ok không ạ? Công thức đã nhớ rồi, chúng ta sẽ suy ra ngay. Tương tự bài này cũng tương tự như thế. Đó là gì? B phẩy là x bình trừ 2x tất cả phẩy. Trên B len A là gì? X bình trừ 2x và nhân với len 2. Đúng chưa? Sau đó chúng ta hoàn toàn có thể tách ra thì bằng 2x trừ 2 tất cả trên x bình trừ 2x mà nhân với len 2. Chọn chưa các em? Vậy là đó là đáp án nào đây? Nó chính là đáp án gì nhỉ? Nó chính là đáp án D. Đúng không ạ? Em không nhớ loga là gì vậy thầy? Úi giời ơi, bây giờ có bạn không nhớ. Cái này quan trọng lắm đấy, bởi đi thi kiểu gì nó cũng sẽ có đấy. Đề tham khảo năm 2019 có này, năm 2017 có này, năm 2018 cũng có, đúng không ạ? Thường là nó sẽ có một câu về đạo hàm. Đạo hàm có thể người ta hỏi các bạn đạo hàm loga hoặc là đạo hàm của E mũ. Đấy, nó sẽ có hai cái loại đấy để cho các bạn có thể làm. Được chưa? Đây, đạo hàm của len này vừa nhắc đến Tào Tháo có luôn. Đúng không ạ? Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo có luôn. Đó là đạo hàm của len. Đấy, đạo hàm của len. Vậy khi các bạn đã nhớ công thức đạo hàm của loga rồi thì chúng ta sẽ hoàn toàn có thể nhớ công thức đạo hàm của len, bởi vì đạo hàm của len thì nó còn dễ hơn nữa. Đúng không ạ? Cụ thể như sau. Nếu đạo hàm của len x thì nhắc các bạn luôn nhé, nó có hai loại, đó là đạo hàm của len x thì bằng gì? Là bằng 1/(1)x. Đó là hàm đơn thôi. Còn hàm hợp của nó là len u tất cả phẩy thì bằng gì? Thì bằng u phẩy trên u. Đó, đây là thầy vừa làm nhưng mà thầy vẫn phải là nhắc lại cho các bạn về công thức. Đúng chưa? Đúng chưa các bạn? Vậy chúng ta sẽ tính cho thôi. U của chúng ta đây, thằng này này. Đấy, thầy có luôn nhá. Thằng này phẩy đúng không ạ? Thì bằng u phẩy trên u. U phẩy của thầy chính là bằng 1 cộng căn của x cộng 1 tất cả phẩy. Đúng không ạ? Trên u là trên gì? Trên 1 cộng căn của x cộng 1. Đấy, dùng đúng công thức này. Khi các bạn nhớ công thức thì chắc chắn các bạn sẽ làm bài này nó rất là nhanh rồi. Đúng chưa? Rồi. Đạo hàm của căn thì bằng gì? Căn u bằng u phẩy trên 2 căn u. Đúng không ạ? Và tóm lại nó cũng chính là bằng 1 trên 2 căn của x cộng 1 luôn. Mà chia thằng này thì cũng là nhân luôn, đúng không ạ? 1 cộng căn của x cộng 1. Đấy, cái này nó chỉ là việc mà chúng ta nhớ công thức hay không thôi. Đúng không ạ? Nhớ công thức thì thầy nghĩ là chỉ mất được 1 dòng thôi, không đến dòng thứ hai đâu. Và các bạn đều có thể suy ra được đó là đáp án gì nhỉ? Nó chính là đáp án A luôn. Chuẩn chưa? Đó chính là câu số 23 các bạn nhá, phải nhớ công thức đấy. Đúng không ạ? Tiếp tục là câu số 24. 23 đáp án A rồi, đúng rồi, chính xác. Câu 24 nào. 24 là đề mã đề 105 trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia, đúng không ạ? Năm 2017. Đây là bài về đồ thị các bạn nhé. Bài về đồ thị. Người ta cho các bạn là hàm số y bằng a mũ x và y bằng b mũ x. Đây là đồ thị của hai hàm số mũ với a b là hai số thực dương khác một. Đúng không ạ? Và bây giờ người ta chỉ hỏi các bạn là các hệ số ABC, AB trong bài này nó như thế nào? Chúng ta cần so sánh. Và đọc đồ thị của một hàm số mũ thì chúng ta chỉ cần đọc gì nhỉ? Đọc nét cuối cùng thôi. Đúng không ạ? C1 này nó chính là của gì? C1 nó chính là của A mũ x. Đúng không ạ? C1 đây, nó chính là y bằng A mũ x. Đấy. C2 ở đây, nó chính là y bằng B mũ x. Và chúng ta cần phải quan sát thôi, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần đọc nét cuối cùng thôi. Đa số các bài toán về đồ thị của hàm mũ và loga thì nó đều ảnh hưởng trực tiếp đến đó là chúng ta đọc nét cuối cùng. Nét cuối cùng có nghĩa như sau. Các bạn xem này. Đồ thị y bằng a mũ x thì nét cuối cùng nó như thế nào đây? Nó đi lên trên, đúng không ạ? Gọi là đi lên trên trời ấy, người ta gọi là thăng thiên. Thì chứng tỏ là hàm số này đồng biến, vậy cơ số của nó sẽ lớn 1. Các bạn nhớ thầy chưa? Còn ngược lại, nếu như nó xuống dưới này, đây, nó thăng gọi là hạ thổ đấy, nó cắm xuống dưới đất ấy. Đấy, nó có xu thế đi xuống thì chứng tỏ là gì nhỉ? Chứng tỏ rằng là nó nghịch biến, tức là hệ số b của ta lớn 0 và nó nhỏ mấy? Nhỏ 1. Đấy, đó chính là cái mà chúng ta cần phải lưu ý, đúng không ạ? Vậy nó là đáp án gì đây? Nó chính là đáp án gì? Nó chính là đáp án C, đúng không ạ? Các bạn tinh ý vào một chút nhé, đó chính là đáp án C. Vậy chúng ta đã xong câu số 24. Được chưa? Tiếp tục chúng ta chuyển sang thầy câu số 25. Câu 25 các bạn đọc đề, sau đó thì thầy sẽ dở sang trang cho các em nhá. Ở đây 24 mới có bạn đáp án A đấy, chặt cu luôn nhá. 24 thầy vừa phân tích xong thì nó phải là đáp án C mới đúng chứ. Sao có bạn đáp án A được? Đúng chưa? Tiếp tục chúng ta chuyển sang thầy câu số 25 nào.
25. Người ta cho bạn đồ thị của ba hàm số mũ với điều kiện đó là ABC đều là các số thực dương và nó khác một rồi. Đúng không? Trong hình vẽ bên bây giờ thầy sẽ gửi sang trang cho các em nhá. Loa thầy to lắm ạ. Ok, to thì càng sướng thôi đúng không ạ? Loa thầy to lắm ạ. Rồi. Tiếp tục là chúng ta chuyển sang thầy câu 25 đây, câu 25 đây các bạn nhá. 25 đây. Nếu bạn nào không nhìn rõ thì thầy viết lại cho các em này. Đó, đây là y bằng a mũ x đây. A mũ x đây. Đúng không ạ? Đây là b mũ x đây. Và đây chính là C mũ x. Các bạn nhìn thấy không ạ? Và người ta đang hỏi các bạn là hãy so sánh các hệ số của nó. Hãy so sánh các hệ số của nó. Thì việc đầu tiên của các em ấy, thì các bạn sẽ nhận ra một cái điều này. Đây chính là hai hàm số đồng biến. Bởi vì chúng ta luôn luôn đọc là đọc nét cuối cùng của đồ thị để chúng ta suy luận ra là thằng nào nó đồng biến và thằng nào nó nghịch biến, đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy luôn, B mũ x và cả C mũ x, hai hàm số này thì nét cuối cùng của nó đều thăng thiên. Các bạn nhớ thầy nhé, thăng thiên là nét cuối cùng của nó là đi lên trên trời ấy. Thì chứng tỏ rằng là cái thằng này và thằng này đều là đồng biến, đúng không? Thì chứng tỏ B lớn hơn 1 và C của thầy lớn hơn 1. Và ngược lại, y bằng a mũ x thì nó làm sao? Nó hạ thổ, tức là nó có xu thế đi xuống dưới. Vậy a của thầy sẽ nhỏ hơn 1 và lớn hơn 0, đúng không ạ? Và người ta hỏi các bạn là hãy so sánh ba số này, thì các bạn đều để ý rằng là chắc chắn 100% đó chính là cái thằng a, nó chính là thằng bé nhất. Vậy các bạn loại thằng này đi và loại thằng này đi, được chưa? À, trong ba hệ số ABC thì chúng ta chỉ cần dựa vào nét cuối cùng thôi thì mình đang loại trừ được hai đáp án là đáp án C và đáp án D rồi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta chỉ còn lại hai đáp án thôi. Hai đáp án đó là đáp án gì nhỉ? Đáp án A hoặc đáp án B thôi. Đấy, vậy bạn nào có thể cho thầy biết đó là đáp án nào nhỉ? Nó chắc chắn là đáp án B. Bởi vì sao? Chúng ta có hai cách. Một là chúng ta có thể tư duy được đó là đối với một hàm số mũ đồng biến thì thằng nào nó nằm trên. Đấy, đồ thị nào nó nằm trên thì đồ thị đấy sẽ có hệ số sẽ lớn hơn, có gọi là cơ số sẽ lớn hơn. Còn không thì các bạn có thể cho một giá trị x bất kỳ đi. Ví dụ như chúng ta lấy x bằng mấy nhỉ? X bằng 2. Đấy, cho một giá trị x bất kỳ bằng 2 đúng không ạ? Chúng ta dòng sang đây cho thầy đi. Thằng này có đúng chính xác là B mũ 2 không? Đúng không ạ? Thằng này chính là gì đây? Thằng này C mũ 2. Và chúng ta đều nhìn thấy rằng là B mũ 2 lớn hơn C mũ 2. Vậy chứng tỏ B của thầy sẽ lớn hơn lớn C và lớn hơn lớn 0. Chuẩn chưa? Đó cách so sánh thôi. Các bạn có thể dựa vào quen của mình là mình tư duy được, hoặc là chúng ta thử nghiệm một giá trị bất kỳ thì mình sẽ biết là chắc chắn đó là đáp án D. Đúng chưa? Tiếp tục chúng ta chuyển sang thầy câu số 26. 25 đáp án B rồi đúng không ạ? 26 nhá. 26 này. Sau khi làm xong 26 thì chúng ta sẽ chuyển sang đó là dạng toán với bất phương trình và phương trình. Đấy, phương trình và bất phương trình các bạn nhé, có mũ cả, có cả loga luôn, đúng không ạ? Thầy đều chia theo các bạn dạng gọi là các dạng luôn. Nào câu 26 nào, thầy để cho các bạn cả câu 27, câu 28, câu 29 đây này để cho chúng ta có thể nhìn luôn nhé. Nếu bạn nào đã làm nhanh thì chúng ta làm được câu 26 thì chúng ta có thể xem luôn cho thầy các câu phía dưới luôn. Được chưa? Câu 26 đáp án nào đây? Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số mới để hàm số này đồng biến. À, đó, nhắc đến đồng biến các bạn này. Một hàm số này là hàm số gì đây? Hàm số loga, đúng không ạ? Và có cả đa thức trong đấy nữa. Nhưng mà nó lại đơn điệu của hàm số cơ. Đồng biến trên R. Đó, đây là cái mà các bạn lưu ý nhá. Bài này cũng khá hay đấy. Nó sẽ xuất hiện rất là nhiều trong đề thi của các bạn đấy. Đó là đơn điệu của một hàm số loga. Đúng không ạ? Thì chúng ta phải làm gì đây? Bạn đã biết cách làm không? 26 có bạn nào ra kết quả chưa? 26 ok, có nhiều bạn ra kết quả rồi. Đầu tiên các bạn phải tính gì? Chúng ta tính đạo hàm nó ra đã, đúng không ạ? Đạo hàm của hàm số thì chính là bằng gì? Len u bằng u phẩy trên u, tức là thầy có luôn là 2x trên cho x bình cộng 1, đúng không ạ? Mà trừ cho m. Để nó đồng biến trên r thì nó phải luôn luôn lớn hơn lớn 0 với mọi x thuộc gì nhỉ? Thuộc r, đúng không ạ? Có bằng không các bạn? Có bằng thoải mái, được chưa? Có bằng thoải mái, lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R. Được chưa? Sau đó các bạn quy đồng chuyển vế đổi dấu thôi. Chúng ta quy đồng lên thì chúng ta có gì đây? 2x trừ mx bình và trừ cho m. Đó, trên cho x bình cộng 1, đúng không ạ? Thì nó phải lớn hơn lớn bằng 0. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nhưng mà các bạn đều để ý rằng là ở dưới mẫu của nó thì nó đều lớn không được. Nên bất phương trình này nó sẽ tương đương với đó là thằng trên tử lớn 0, đúng không ạ? Thầy có luôn nhá. Đó là trừ mx bình này, đúng không ạ? Cộng với 2x mà trừ m sẽ phải lớn hơn hoặc bằng 0. Đấy, các bạn giải thằng này ra cho thầy đi. Các bạn giải thằng này ra cho thầy đi nhá. Các bạn xem là trường hợp m bằng 0 đi. M bằng 0 có được không ạ? M bằng 0 thì chúng ta sẽ được không? Không được, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ xét cho thầy trường hợp m khác 0 nhá. Xét m khác 0 bởi vì m bằng 0 không được đâu. M khác 0 thì
toàn bộ phương trình này lớn không khi nào? Thứ nhất, đó là gì? Là trừ m của thầy. Tóm lại là m của thầy sẽ phải là gì nhỉ? Phải âm. Đấy, m của thầy phải âm, đúng chưa? Nhớ là đây là với mọi x thuộc R nhá. Với mọi x thuộc R thì cái này là cái phương trình bậc 2 mà các bạn đều phải nhớ. Sau đó thì chúng ta tính delta phẩy, đúng không ạ? Delta phẩy bằng b phẩy bình là bằng 1 trừ AC. Trừ AC là trừ cho mấy nhỉ? Là trừ cho m bình. Đấy, được chưa? Thì nó phải nhỏ hơn, nhỏ hơn 0 hoặc bằng 0, đúng không ạ? Có bằng không ạ? Có bằng. Tương đương với m bình nó lớn bằng 1 này. Tương đương với hai cái đó là m sẽ lớn hơn lớn 1 hoặc là m sẽ nhỏ hơn bằng -1, có bằng đây, đúng không ạ? Kết hợp với điều kiện ở trên nữa là m nhỏ hơn 0 thì chúng ta sẽ suy ra đáp án cuối cùng là m sẽ nhỏ hơn bằng -1. M sẽ nhỏ hơn bằng -1, đúng không ạ? Và đó là đáp án gì nhỉ? Đó chính là đáp án A. Các bạn hiểu chưa? Đó chính là đáp án A. Đấy, đây chính là cách làm bản chất của chúng ta. Chúng ta làm từ tốn chậm rãi thôi nhá thì nó sẽ ra được. Tiếp tục. Câu số 27. Cô lập m xong set table cho nhanh được, nói chung cô lập m thì cũng được thôi, đúng không? Cái đấy thì thầy có thể làm cho các bạn rất nhiều cách. Các bạn bảo là cô lập m cũng được, tìm min max cũng được, hoàn toàn được nhé. Nào, tiếp tục nào, 27 nào. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang dạng thứ hai, đó là liên quan đến phương trình và bất phương trình nhá, liên quan đến phương trình và bất phương trình. Cô lập m kìa thầy, được, cô lập m cũng được nhá, thầy nói rồi. Có thể là set delta hoặc là cô lập m. Các bạn có thể làm được, đúng không ạ? Tiếp tục chúng ta chuyển sang câu 27. Câu 27 là giải phương trình này. 5 mũ 2x cộng 1 mà bằng với 125 thì các bạn biết là 125 thì bằng 5 mũ 3. Đúng không ạ? 125 này này thì chính là bằng 5 mũ 3. Vậy nó đang có hai cơ số bằng nhau thì thầy có thể có luôn đó là 2x cộng 1 sẽ bằng 3 và tương đương với gì nhỉ? X bằng mấy? X bằng 1 luôn, đúng không ạ? Vậy đáp án C. Thấy chưa? 27 thì nó rất đơn giản rồi nhá. Câu 26, vì sao m khác không ạ? Bởi vì đây là chúng ta đang giải theo phương trình bậc 2. Các em chỉ cần thử m không vào xem là nó có đồng biến trên r không là các bạn biết ngay m khác không nhá, thì nó mới đồng biến trên r được, còn m bằng không thì không được, đúng không ạ? Thử m bằng không vào chúng ta loại nhá. Các bạn hỏi thì thầy trả lời luôn. Tiếp tục câu 28 và 29 nào. 28 là luôn nhá. 27 thì chắc chắn bằng 3 mũ 3, đúng không ạ? 27 thì bằng 3 mũ 3 tức mà các bạn tương đương luôn này là x bình trừ 2 của thầy sẽ nhỏ hơn 3, tương đương với x bình trừ 2x trừ 3 sẽ nhỏ hơn 0, đúng không ạ? A trừ B cộng C bằng 0 thì có một nghiệm bằng trừ 1 và một nghiệm bằng 3 và tương đương với x sẽ lớn hơn trừ 1 và nhỏ hơn 3. Đáp án gì nhỉ? Đáp án C, đúng không ạ? Trừ 1 và 3, 27C. Tăng tốc thầy ơi, ok, tăng tốc nhá. 29-30 nào. Tương tự như thế các bạn có thể comment cho thầy câu 29-30 được không ạ? 29-30 các bạn tự làm nhá. Và sau đó chúng ta comment đáp án cả hai câu này cho thầy xuống dưới luôn đi. 29 và 30 nhá. Chúng ta comment cả hai câu này luôn nhá. 29-30. Đáp án gì đây? 29 nào. 28 là đáp án C rồi đúng không ạ? 29 đáp án nào đây? 29 có bạn là comment đáp án là A, có bạn là C. 29 làm luôn thôi, đúng không ạ? Tập nghiệm của bất phương trình này các bạn có thể suy ra luôn, nó chính là bằng mấy đây? X bằng mấy? Mình 29 thì thôi, có nhiều bạn sai lắm. Cái quan trọng nhất là các bạn phải hiểu này, để giải được phương trình logarit nó khác so với phương trình mũ một chút, đó là chúng ta phải đặt điều kiện, đúng không ạ? Tức là x bình trừ 7 của thầy sẽ phải lớn 0. Đấy, tương đương với x bình sẽ lớn sao? Lớn hơn 7, đúng không ạ? Và kết luận cuối cùng của chúng ta đó là x có thể lớn hơn căn 7 hoặc là x sẽ nhỏ hơn trừ căn 7. Đây là cái quan trọng nhất các bạn nhá. Giải phương trình logarit hoặc là bất phương trình logarit thì nó phải kèm theo điều kiện. Thì đây là cái mà các bạn phải lưu ý. Chúng ta tìm xong nghiệm thì phải đối chiếu với nó nhá, đối chiếu với nó xem là nó có thỏa mãn hay không. Thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì đây? 29 có bạn là B, cũng có bạn C. X bình sẽ là bằng 16, đúng không? X bình sẽ là bằng 16 và x sẽ là bằng cộng trừ mấy? Cộng trừ 4. Vậy đó là đáp án B, đúng không ạ? Hai nghiệm này nó đều thỏa mãn hết, được chưa? Làm nhanh nhá. Tiếp tục câu 30. Đây là hai loga, đúng không ạ? Chúng ta đang giải bất phương trình loga thì các bạn có thể hoàn toàn chú ý này, bài này nó có một cái điều rất quan trọng các em ạ, đó là giải bất phương trình loga thì kiểu gì nó vẫn kèm thêm điều kiện. Điều kiện thứ nhất là x cộng 1 phải lớn không, đúng không ạ? Điều kiện thứ hai là gì? 2x trừ 1 phải lớn không, đúng không ạ?
Và cái thứ ba là vì đây là các bạn chú ý này, đây là bất phương trình log a nhưng cơ số của nó đang thuộc dạng là lớn 0 và nó nhỏ 1, đúng chưa? Nên chúng ta có thể nghịch biến, tức là đảo lại dấu cho thầy, thì thầy sẽ có luôn đó là x cộng 1 của thầy sẽ lớn hơn, chỗ này dấu bé hơn đúng không ạ? Dấu bé hơn thì phải nhớ là phải đảo thành dấu lớn hơn. Lớn hơn gì? Lớn hơn 2x trừ, lớn hơn 2x trừ 1, đúng không ạ? Ok chưa? Các bạn tính cho thầy nào. X lớn 1 này, lớn trừ 1 này, x lớn hơn 1/2 này, đúng không ạ? Và x sẽ nhỏ bao nhiêu đây? Nhỏ bao nhiêu đây các bạn nhỉ? Nhỏ 1, đúng không kép? Nhỏ 1, chuyển vế đổi dấu thôi. X của thầy sẽ nhỏ mấy? X của thầy phải nhỏ 2 chứ, x phải nhỏ 2. Và kết luận cuối cùng của chúng ta đó sẽ là x nó lớn hơn 1/2 và nhỏ hơn mấy? Nhỏ 2, được chưa? Đây mới là kết quả cuối cùng của chúng ta nhá. Đó là cái gì? Đó là C mới đúng. Còn nếu như ông nào quên điều kiện thì chắc chắn là sai đấy, đúng chưa? 30 có bạn là vẫn comment đáp án A. Ôi giời ơi, 30 phải đáp án C mới đúng nha. Ôi giời, có bạn vẫn lại comment đáp án B. Phải kết hợp điều kiện nữa, đúng không ạ? Loga thì phải có điều kiện. Tiếp tục câu 31. 31 nào, thầy để cho các bạn cả mấy câu luôn nhé. 31, 32, 33 đây. Để cho chúng ta, nếu như ông nào làm xong rồi, chúng ta có thể kéo xuống dưới, đúng không ạ? Các bạn có thể làm các câu tiếp theo. 30 sao đáp án B được? 30 phải là đáp án C nhá. Rất nhiều ông bây giờ làm logarit lại quên điều kiện mà đi thi như thế là gọi là toi rồi. Nếu ông nào mà để tình trạng này đi thi như thế là rất là toi rồi. Chúng ta phải lưu ý rằng là phải đặt điều kiện, đúng không ạ? Là loga nhá. Tiếp tục nào. Câu 31 nào. 31, 32. Câu 31, 32. Bạn làm ra chưa? Làm luôn 3 con lên cho thầy luôn nhá. Link đề đâu thầy? Úi giời ơi, có bạn đã hỏi link đề à? Nếu bạn nào muốn lấy link đề chúng ta có thể chia sẻ về nhé. Sau tí nữa thì sau buổi livestream thầy gắn ở trên caption cho em. Thì các bạn có thể là share về, sau đó chúng ta sẽ được học nhá. Chúng ta lấy file đề ra. Câu 1, 31 là bạn gì nhỉ? Để nó có nghiệm thì phải làm sao? Chắc chắn là bơi của thầy phải lớn không? Đây chỉ là điều kiện của mũ. Vì sao thế? Các bạn có thể hoàn toàn nhớ rằng là ngày xưa chúng ta có một cái phương pháp mà đặt ở phụ ấy. Nếu như thầy đặt 3x bằng t thì phải có điều kiện là t phải luôn lớn không, đúng không ạ? Nhớ là không có bằng đấy nhá, không có bằng đâu mà t này luôn luôn phải dương, đúng không ạ? Phải dương. Vậy câu số 31 của thầy phải là bằng c, đúng không ạ? Câu 32 là đề tham khảo của năm 2019 đấy các bạn này, đề tham khảo của bộ năm 2019. Câu 32, rất nhiều bạn giải phương trình logarit cứ thế cắm đầu cắm cổ vào làm, nhưng mà chúng ta cần phải đặt điều kiện, đúng không ạ? Điều kiện ở đây đó là x bình trừ x cộng 2 của thầy sẽ phải lớn hơn lớn 0. Nhưng cái này luôn luôn đúng với mọi m rồi, với mọi x rồi. Đấy. Được chưa? Nhưng thoải mái về điều kiện rồi nhá. Chúng ta chỉ cần giải thôi, đúng không ạ? X bình trừ 2x cộng 2 của thầy sẽ phải bằng bao nhiêu? Sẽ phải bằng 2. Đúng không ạ? Sẽ bằng 2. Vậy tương đương với các bạn giải nhá. X bình này trừ x này cộng 2 của thầy sẽ bằng 2. Đúng chưa? Tương đương với x bình trừ x sẽ bằng 0 và x sẽ có hai nghiệm là x bằng 0 hoặc x bằng mấy? X bằng 1 và chúng ta đều hiểu rằng là nó sẽ đều thỏa mãn hết. Và đáp án đúng là đáp án B. Đúng không ạ? Tiếp tục 33. Câu 33. Câu 33 thì cũng hoàn toàn tương tự giống như những câu khác. Nó chỉ có một cái đó là phải lưu ý đặt điều kiện cho thầy để tí nữa chúng ta còn loại nghiệm nhá. Câu 33, bạn đã làm ra câu 33 chưa? 32 thì nó là đáp án B rồi. Câu 33 nào. Đó là chúng ta sẽ chú ý là giải phương trình hay là bất phương trình đều phải là điều kiện. Và nếu như bạn nào có thể nhảy số nhanh, ở đây có hai điều kiện đúng không ạ? Thằng này là gì? X lớn hơn hoặc bằng trừ 1/2. Đấy, còn thằng này x lớn bằng nhiêu đây? Lớn hơn hoặc bằng 1, đúng không ạ? Và kết hợp cả hai điều kiện này chúng ta có thể suy ra điều kiện cuối cùng là x sẽ phải lớn hơn bằng 1 trước. Đấy, mà có điều kiện này chúng ta loại đáp án này, đúng không ạ? Giải gì mà chọn đáp án B đâu. Đó chính là điều kiện của chúng ta. Sau đó thì chúng ta thấy rằng là đây là trừ loga có cùng cơ số thì nó sẽ là bằng chia, tức là loga theo cơ số 3 của gì nhỉ? Của 2x cộng 1 mà chia cho x trừ 1 thì bằng 1. Bằng 1 ở đây thì chúng ta sẽ suy ra nó chính là loga theo cơ số 3 của 3 luôn, đúng không ạ? Và tương đương với 2x cộng 1 trên x trừ 1 sẽ là bằng 3. Vậy thầy có 2x cộng 1 sẽ là bằng 3x trừ 3,
Đúng không ạ? Với x bằng mấy? X bằng 4 thôi. Đấy, chìm ra một nghiệm duy nhất x bằng 4, vậy đó là đáp án D. Đúng không ạ? Câu 34. Ok chưa? Câu 34 nhớ đặt điều kiện nhé, đặt điều kiện chúng ta loại cho nó nhanh. Câu 34. Nào, câu 34 nào, bạn nào ra câu 34 chưa? 34 bạn Nguyễn Thủy à? Bạn Nguyễn Thủy ra 34B. Bạn Trần Mỹ Linh thì ra đáp án là 34C. Bạn Đinh Trọng Nghĩa thì ra đáp án B. Úi giời ơi, có nhiều bạn đáp án khác nhau nhỉ? Câu 34 mà cũng có nhiều bạn sai à? Nào, chúng ta chú ý nào. Tìm tập nghiệm F của một bất phương trình loga, đúng không? Đây là một bất phương trình loga các bạn này. Thực ra thì các bạn đều hiểu rằng là khi chúng ta nhìn vào đây thì biết chắc chắn là chúng ta dùng gì nhỉ? Dùng phương pháp đặt hàng phụ rồi. Nhưng quan trọng nhất vẫn phải là điều kiện. Bởi vì động chạm đến loga thì nó sẽ có điều kiện, người ta gọi là điều kiện ban đầu của phương trình hoặc bất phương trình, đúng không ạ? Đó là gì? Đích và thầy phải lớn không? Nhớ thầy điều kiện này nhá. Bởi vì nếu như không có điều kiện này thì tí nữa chúng ta rất là khoai đấy. Chúng ta phải chú ý thầy điều kiện này. Đúng không ạ? Sau đó thì mình giải tương đương thôi. Đặt loga theo cơ số 2 của x bằng t thì phương trình này nó sẽ trở về t bình trừ 5t cộng 4 lớn hơn hoặc bằng 0. Đúng không ạ? Và tương đương với gì đây? T lớn hơn 4 hoặc t sẽ nhỏ hơn 1. Chuẩn chưa? T là gì đây? T chính là loga theo cơ số 2 của x nó lớn hơn 4 và loga theo cơ số 2 của x nó sẽ nhỏ hơn 1, đúng không ạ? Vậy đó là đáp án gì đây? Chỗ này chúng ta suy ra luôn. Đúng không ạ? X sẽ lớn hơn mấy nhỉ? 24. Đúng không ạ? X lớn 24 thì chứng tỏ x phải lớn mấy nhỉ? X phải lớn hơn 16. Và x sẽ phải nhỏ hơn bao nhiêu? Nhỏ hơn 2. Đấy, các bạn giải hai phương trình này là hai phương trình cơ bản rồi. Đúng không ạ? Hai phương trình cơ bản rồi. Được chưa ạ? Chúng ta được kết hợp với điều kiện thôi. Nhớ có điều kiện là x phải lớn không thôi các bạn này. Nếu ông nào mà không có điều kiện này chắc chắn là các bạn sai. Đây cũng chính là một trong những cái bài mẹo mà nếu các bạn nào không cẩn thận thì chúng ta sai ngay vào luôn. Người ta đã gọi đi thi về gọi sai ngu đấy. Đúng không ạ? Điều kiện của chúng ta là x sẽ phải lớn hơn 0 nữa. Kết hợp có điều kiện lại với nhau thì mình sẽ có đó là x sẽ nằm đâu? À, có dấu bằng đúng không ạ? Có dấu bằng đấy các bạn nhé. Có dấu bằng đấy thì tất cả có dấu bằng đúng không ạ? X sẽ nằm trong khoảng từ 0 cho đến 2. Đấy, nửa khoảng. Và gì nhỉ? Lớn hơn được bằng 16. Đúng chưa? Vậy đó là đáp án gì nhỉ? Nó chính là đáp án B. Đấy, 34 của chúng ta đó là đáp án B chứ không phải là đáp án C nhá. Ông nào chọn đáp án C thì chắc chắn là sai đấy. Được chưa? Tiếp tục chúng ta chuyển sang các câu tiếp theo. Và từ câu số 35 trở đi thì nó đều là những câu gọi là vận dụng cao mất rồi. Từ câu số 35 trở đi thì nó đều là những câu vận dụng và vận dụng cao. Đây chúng ta có thể chú ý nhá. Nào, đến phần 2 rồi đây. Tí nữa thì sau khi mà chúng ta giải xong phần này, đấy, bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần gọi là phần 7 điểm trở đi. Từ câu số 35 thì đều là những câu 7 điểm trở đi. Còn dưới câu 35 thì nó chỉ là những câu gọi là dưới 7 điểm thôi. Từ câu số 35 trở đi đó đều là những câu gọi là rất hay. Đấy, thì chúng ta có thể chú ý thầy này. Đó là nó sẽ có tí nữa sẽ dạy cả bài toán thực tế và lãi suất luôn các bạn nhá. Tí nữa chúng ta sẽ có bài toán thực tế và lãi suất luôn. Đấy, đúng không ạ? Và sau đó thì nó sẽ có các bài toán về vận dụng và vận dụng cao ở phía sau. Đấy, thì thầy sẽ giải cho các bạn full luôn. Tí nữa nó sẽ có các bài toán về đánh giá, nhận xét và một số bài toán nó sử dụng hàm đặc trưng. Đúng không ạ? Biện luận theo tham số M. Có rất nhiều bài toán rất hay, tham số M nó nằm ở phía sau. Và thầy sẽ giải cho bạn rất là chi tiết luôn. Được chưa? Có phần lãi suất nhá. Ông nào yếu lãi suất thì tí nữa chúng ta có thể là chú ý thầy. Và thầy thì đã giảm lãi suất thì nó rất là ok luôn. Nhá. Tiếp tục nào, câu số 35. Và từ câu số 35 thì gọi là chúng ta là loại đối thủ dần rồi đấy. Nào, câu 35. 35, 36 đây đúng không ạ? Đều là những bài rất là hay. Bởi vì đây là đề năm 2018 các bạn nhá. Trong 3 năm mà thầy đã nói cho các em ấy là năm 17 và 18 và 19, trong 3 năm đấy thì năm 18 là năm đáng chúng ta làm nhất bởi có rất nhiều câu hay. Đúng không ạ? Rất nhiều câu hay có trong năm 2018. Được chưa? Dạ, chú ý thầy nhá. Cho em xem đề với thầy ơi. Đây, đề đây, đúng không ạ? Đề 35 đây. Các bạn đã bảo cho em xem đề đi. 18, 17 và 19 thầy đều có tổng hợp hết đây rồi. Nào, bạn đã làm được câu số 35 chưa? Thầy cho các bạn tầm khoảng 30 giây, đúng không ạ? Cho các bạn có thể
làm câu số 35 một chút. Bạn nào đang xem live stream thì chúng ta có thể là chia sẻ live stream này về tường hoặc về trang cá nhân của các bạn nhá. Có 35 bạn nào làm ra đáp án chưa? Có bạn nào làm, chỉ cần có một bạn làm ra đáp án thì thầy sẽ chữa. Ôi giời ơi, bạn Nguyễn Lân này, thầy đọc đáp án cho những bạn comment đầu tiên thầy đọc luôn này. Bạn Nguyễn Lân là đáp án A, được chưa? Bạn Đinh Đức Mạnh là đáp án C. Bạn Tà Lăng Tăng, ui giời tên bạn hay thật, Tà Lăng Tăng là đáp án, B. Ok. Rất là nhiều bạn có ý kiến khác nhau đúng không ạ? Cực kỳ nhiều bạn có đáp án khác nhau, cực nhiều luôn nha. Rồi, chúng ta sẽ cùng làm câu số 35 nào. Toàn là những đề hay thôi nhá. 35. 35 là một song dạng toán có chứa tham số m. Và thực ra ấy, cái phần mũ và loga thì những dạng toán có chứa tham số m là những dạng mà gọi là các bạn đáng học nhất, đáng học nhất. Và học những dạng này thì phải hiểu bản chất. Còn nếu như đừng mà học vẹt thì nó rất là khoai. Chúng ta đừng học vẹt nhá. Ông nào mà có tư tưởng học vẹt ấy thì bỏ qua luôn đi. Càng sớm thì càng tốt. Nào các bạn làm toàn chú ý vào đây, thầy giảng chi tiết rồi. Đề của bộ nhá, nó rất là quan trọng đấy. Có S là tổng hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m. Sao cho phương trình này có hai nghiệm phân biệt? Có hai nghiệm phân biệt. Đúng không ạ? Có hai nghiệm phân biệt. Thế thì bây giờ chúng ta phải làm nhà đây. Bài này thực ra chúng ta đều có thể hiểu là nhìn vào đây này, nhìn sơ qua thôi thì mình có thể biến đổi một chút xíu. 16 x thì có đúng là bằng 4 x tất cả bình không ạ? Trừ cho 4 x cộng 1 thì chúng ta vứt số 4 ra ngoài thì còn lại là 4m nhân với 4 x, đúng chưa? Cộng với 5m bình trừ 45 bằng 0. Đấy là việc mà chúng ta biến đổi thì hầu như ai cũng sẽ biến đổi được. Và chắc chắn 100% chúng ta đều nghĩ đến việc là phải đặt đại phụ, tức là đặt gì nhỉ? Đặt 4 x này bằng t với điều kiện là t phải lớn không. Cái này quá quen thuộc với các em rồi, đúng không ạ? Vậy sau khi đã đặt ẩn phụ thì phương trình trên nó sẽ trở về t bình trừ 4mt cộng 5m bình trừ 45 bằng 0. Đấy, đây là một cái phương trình cuối cùng của chúng ta mà chúng ta phải dựa vào phương trình này để các bạn làm sao nhỉ? Chúng ta phải biện luận các em ạ. Chúng ta phải biện luận. Biện luận ở đây có nghĩa là gì đây? Để phương trình gốc của chúng ta ấy có hai nghiệm phân biệt là hai nghiệm của x thì chứng tỏ là nó cũng phải có hai nghiệm của t. Đúng không ạ? Nhưng có thêm một điều kiện là nghiệm của chúng ta phải là nghiệm dương cơ các bạn ạ. Bởi vì tìm nghiệm âm thì tìm t, ví dụ t bằng trừ 3 chẳng hạn, thì đâu có phải tìm là x đâu. Đúng không ạ? T bằng trừ 3 thì là loại mất rồi. Vì thế, chốt hạ lại một câu cuối cùng cho nó ngắn gọn. Đó là gì? Để phương trình trên có hai nghiệm phân biệt của x thì phương trình t của chúng ta vẫn phải có hai nghiệm phân biệt nhưng phải dương. Đúng chưa? Và từ đấy chúng ta có thể suy ra thấy các điều kiện như sau. Thứ nhất là delta hoặc delta phẩy của chúng ta phải lớn không này. Đúng không ạ? Rồi dùng định lý Phi-Hết thì mình thấy rằng là T1 cộng T2 thì bằng trừ B trên A phải dương. Và tích hai nghiệm cũng phải dương. Đúng không ạ? Các bạn nhớ cái định lý Phi-Hết này chưa? Sau khi các bạn có định lý Phi-Hết rồi thì làm sao? Thay vào cho thầy, lắp từng cái một vào và chúng ta giải rất bình thường. Delta phẩy của thầy bằng gì đây? B phẩy bình tức là bằng 4M bình trừ AC trừ 5M bình cộng 45. Đúng không ạ? Phải lớn hơn lớn không? Đấy, tiếp tục. Trừ B trên A nó chính là bằng mấy? 4M lớn không? Đúng không ạ? Và C trên A tức là 5M bình trừ 45 lớn không? Và các bạn có thể suy ra luôn là M bình sẽ lớn hơn mấy? Lớn hơn 9. Đúng không ạ? Nhớ là không phải bằng đâu nhá. Ông nào bỏ nó bằng vào đây là sai luôn đấy. Cái này chúng ta phải làm thật sự cẩn thận cho thầy. Nào chúng ta nhầm cho thầy đi. Trừ M bình cộng 45 lớn không? Thì chúng ta sẽ suy ra M bình của thầy sẽ nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn 45. M lớn không? Hoặc là chỗ này là M gì nhỉ? M lớn 3 này, đấy, và M sẽ nhỏ hơn trừ 3. Đấy, các bạn được chưa? Cái này các bạn giải luôn này, giải luôn cho thầy nó là mấy nhỉ? Căn 45 bằng mấy các bạn nhỉ? Căn 45. Căn của 45 thì bằng mấy nhỉ? Bằng 3 căn 5 tức là 6,7, đúng không ạ? 6,7 tức là M của thầy sẽ nằm trong khoảng này trừ 6,7 cho đến 6,7, đúng chưa? Đúng không ạ? Đây là giải cái trường hợp là M bình nhỏ hơn 45. Thì M sẽ phải nằm trong khoảng từ trừ 6,7 cho đến 6,7. Các bạn kết hợp tất cả điều kiện này lại với nhau thì mình sẽ suy ra cái gì đây? Mình sẽ suy ra điều kiện chung là gì nhỉ? M sẽ lớn hơn 3, đúng không ạ? Và nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn 6,7, đúng không ạ? Ok chưa? M sẽ lớn hơn 3 và nhỏ hơn 6,7.
Đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ xem có bao nhiêu giá trị nguyên tất cả các bạn nhỉ? Các bạn đếm cho thầy đi. M bằng mấy? M bằng 4 này đúng không ạ? M bằng 5 này và M bằng M6. Và đây chính là cách bản chất của chúng ta. Chúng ta tìm ra ba giá trị M. Đúng không ạ? Ba giá trị M thì đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án B. Đấy. Ok chưa? Nhớ thầy nhá. Đây là cách bản chất của chúng ta. Sao không tính delta từ đầu? Đây nó nói về đây là bản chất các bạn ạ. Đây là bản chất, chúng ta phải đặt điều kiện và chúng ta phải dựa vào phương trình của T để các bạn biện luận. Đúng không ạ? Tiếp tục, chúng ta chuyển sang cho thầy các câu tiếp theo là câu số 36. Đây, câu 36 đây. Một câu rất hay nhá. Câu 36. Bạn làm ra câu số 36 chưa? 35 thì chúng ta đã xong rồi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta tiếp tục chuyển sang câu số 36. Nào, câu 36 bạn đã làm ra chưa? 36 thì thầy để đây cho các bạn nhá. Nếu đây, để cả câu 37 đây cho các em luôn. Đúng không ạ? Câu 36 là một câu rất hay. Mà thầy nghĩ rằng là cái xác suất mà nó ra trong đề thi học kỳ của các bạn ấy nó rất là nhiều. Xác suất mà ra thi học kỳ những cái câu này là rất là nhiều luôn. Và chúng ta học như thế này thì cũng có một mục đích nữa là thầy sẽ ôn cho các bạn điểm 8, điểm 9, điểm 10 học kỳ luôn nhá. Nếu bạn nào xác định học kỳ của mình là sẽ chinh phục các điểm 8, 9, 10 thì các bạn phải chú ý thật sự kỹ cho thầy. Đấy, phải chú ý thật sự kỹ cho thầy nhá. Nào, bạn đã làm ra câu số 36 chưa? Chỉ cần có một bạn làm ra thôi thì thầy sẽ chữa luôn. Chỉ cần có một bạn làm ra thôi, thầy sẽ chữa cho các em luôn. 36 bạn nào đây? 36 thì bạn A, có bạn Đỗ Thành Nam là đáp án A, bạn Nguyễn Thủy là đáp án C. Tiếp tục, còn có bạn nào nữa không ạ? Còn có bạn nào nữa không? Chúng ta comment xuống dưới đi, 36 cũng có bạn là C. Rồi, có tất cả các bạn chúng ta, nếu như làm ra câu số 36 rồi, chúng ta có thể comment xuống dưới cho thầy. Ba sáu, ok, rất nhiều bạn ra đáp án rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ làm thầy như sau. Đây là bài toán có chứa tham số M các bạn nhá. Và chúng ta sẽ làm như nào? Bài này người ta cho các em một phương trình có chứa tham số M ở đây, đúng không ạ? Và có cái từ rất là gọi là nhạy cảm, người ta gọi đó là từ khóa luôn các em ạ. Đó từ gì nhỉ? Từ có nghiệm các em ạ. Từ có nghiệm. Đấy, từ này nó chính là từ khóa của chúng ta luôn. Và chắc chắn thầy sẽ dạy cho các bạn làm trong vòng 30 giây. Nhưng phải hiểu bản chất, chứ đừng có mang tư tưởng học vẹt vào đây nhá. Ông nào mang tư tưởng học vẹt vào đây là rất là khoai đấy. Thì chúng ta chú ý cho thầy như sau. Việc mà để làm được 30 giây thì phương pháp làm chung của chúng ta khi nhắc đến từ có nghiệm đó đều gọi là phương pháp gì các bạn nhỉ? Là cô lập M và set min max đúng không ạ? Cô lập M và set min max. Tất cả các bạn đã xem livestream của thầy và đã học livestream của thầy thì các bạn biết là phương pháp này nó rất là mạnh và thầy đã dạy cho em rất là nhiều rồi. Và cụ thể như sau. Trong bài này việc đầu tiên của chúng ta là gì? Chúng ta nhân phá tất cả ra. Thầy có này, 6x đúng chưa? Cộng 3 nhân 20x cộng 3 nhân 20x trừ m nhân với 20x và trừ m thì bằng 0. Đúng chưa? Sau đó thì chúng ta nhóm lại một chút xíu và chuyển về đổi dấu. Bạn nào nhảy số nhanh thì chúng ta suy ra luôn cho thầy là m chính là bằng 6x cộng 3 nhân 20x tất cả trên cho 1 cộng với 20x. Đây được gọi là cô lập m đã xong. Trong vòng 1 đến 3 giây chúng ta có thể hoàn toàn cô lập m được, đúng chưa? Chỉ mất 1 đến 3 giây thôi, thì tin chắc là tất cả các bạn này đang xem livestream đây, chúng ta đều có thể cô lập m được, đúng chưa? Chỉ cần chuyển vế đổi dấu. Và cô lập m có nghĩa là gì? Là cho m của chúng ta, tham số m ấy, nó đứng lẻ loi gọi là một vế, đúng không ạ? Thì đó được gọi là cô lập m. Và sau khi cô lập m thì cái nó ăn nhau chỗ này này, ăn nhau ở việc là các bạn phải nhận xét được. Đó là gì? Để phương trình này có nghiệm đúng không ạ? Thì suy ra cái m của thầy sẽ phải lớn hơn được bằng gì? Lớn hơn được bằng min và nhỏ hơn được bằng max. Đấy, của hàm số này. Khi chạy trên đoạn khoảng từ 0 đến 1. Và các bạn lưu ý nhé, khoảng từ 0 cho đến 1. Đúng không ạ? Khoảng từ 0 đến 1. Đấy, các bạn nhớ thầy điều đấy nhá. Ok chưa? Đây là nó sự gọi là cái định lý mà nó ăn nhau chỗ này. Để bất kể một phương trình nào có nghiệm thì m của thầy sẽ phải nằm trong khoảng từ min cho đến max. Đó là cái điều nhận xét của chúng ta. Đúng không? Bất di bất dịch luôn, trong tất cả các bài có động chạm từ có nghiệm nó đều là từ khóa của chúng ta. Và các bạn phải căn cứ vào đấy để các bạn nhận xét thông qua cái bài này luôn. Đúng không? Vậy bây giờ chúng ta tìm min max thằng này đúng không ạ? Khi chạy trong khoảng từ 0 đến 1 thì làm sao? Bấm máy tính, lấy máy tính ra mà bấm đúng không ạ? Chúng ta bấm như sau. Bạn bấm mốt 8 này. Nhập vào đúng như thế này nhá. 6 mũ x đúng không ạ? Cộng với 3 nhân với 2 mũ x tất cả chia cho 1 cộng với 2 mũ x, đồng ý không ạ? Các bạn nhớ bấm cho đúng nhá.
Nếu như thầy bấm nhầm chỗ nào các bạn phải nói luôn, bởi vì thầy nhìn qua màn hình rất là bé. Rồi, bằng đây cho thầy đi. Gửi các bạn bỏ qua. Người ta chỉ xét trên khoảng từ 0 đến 1. Cái này là điều lưu ý, gọi là cực kỳ lưu ý cho thầy, là khoảng của chúng ta chỉ chạy cho khoảng từ 0 đến 1. Vì thế, bắt đầu chính là số 0 và kết thúc chính là số mấy? Số 1, đúng không ạ? Step các bạn có thể để cho thầy 0.05 hoặc 0.5 cũng được. 0 mấy được nhỉ? 0.05. Đấy, được chưa? Cái giá trị càng nhỏ thì càng chính xác. Và chúng ta đã cần tìm ra đó là min max của nó. Ở đây bao nhiêu đây? Bằng 2, đúng không ạ? 2 và mấy đây các bạn? 2 và mấy đây? 2 và mấy? 2 và... À, 2 và 4. Các bạn nhìn thấy không ạ? Lướt qua nhanh nhá. Thằng 4 đây, thằng 2 đây. Đúng chưa? Thằng 4 đây và thằng 2 đây. Ok chưa? Tuy nhiên là rất nhiều bạn đã chọn đáp án B. Rất nhiều bạn chọn đáp án B. Nhưng thầy nói thật, nếu ông nào chọn đáp án B vẫn sai. Lý do vì sao? Đấy, rất nhiều bạn bảo là M phải lớn hơn bằng 2, nhỏ hơn bằng 4. Nhưng mà đáp án đó không phải là đáp án này. Bởi vì một lý do đó là trong bài này người ta gọi đó là tính khoảng các em ạ. Tính khoảng, các bạn nhìn thấy khoảng không? Khoảng từ 0 đến 1 tính tỏ là nó cũng bằng tại 2 đâu 1 đâu. Đấy, và nếu bạn nào mà tinh tế thì chúng ta nhận xét một điều rằng là nó không tồn tại min và max tại hai đầu mút, mà nó chỉ xấp xỉ min và xấp xỉ max thôi. Vì thế M của chúng ta sẽ lớn hơn gì? Lớn hơn 2 và nó nhỏ hơn 4 thì mới là đáp án chính xác của chúng ta. Vì một lý do là nó sẽ không bằng tại 0 và cũng không bằng tại 1 được. Đúng không ạ? Đấy, thì nó là đáp án gì? Nó phải là đáp án C. Đấy, nhớ cho thầy nhá. Khi nào thì bằng được? Khi chỗ này chuyển từ khoảng mà về đoạn. Đấy, ví dụ người ta hỏi các bạn là trên đoạn từ 0 đến 1 chẳng hạn, đúng không ạ? Thì mình tự tin đó là đáp án B. Nhưng vì đây trên khoảng nên suy ra nó không thể có ở hai đầu mút. Đó là cái mà các bạn phải lưu ý. Còn ông nào mà chọn đáp án B chắc chắn sai. Đó là cái mà thầy muốn nhấn mạnh cho các em nhá. Đã hiểu chưa? Đã hiểu chưa các bạn? Là câu số 36, một câu rất là hay và phương pháp, và chúng ta dùng cái từ khóa thì có nghiệm để các bạn làm. Được chưa? Tiếp tục chúng ta chuyển sang thành câu số 37. Câu 37 ở đây chúng ta sẽ chú ý tiếp tục nào. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số M? Nguyên dương của tham số M nhé, tức là tóm lại là M phải lớn 0 và M phải thuộc Z nữa, đúng không ạ? Để phương trình này có nghiệm dương. Đó, để phương trình này có nghiệm dương. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Có nghiệm dương các bạn nhá. Tóm lại x phải lớn 0 đúng không ạ? Có nghiệm nhưng x phải lớn hơn lớn 0. Chuẩn chưa? Bài này chúng ta vẫn hoàn toàn có thể làm được, đúng không ạ? Hoàn toàn có thể làm được như thế. Bài này nó chỉ làm đúng mất 10 giây. 10 giây thôi. Đó, các bạn nhớ thầy nhá. Bài này nó chỉ mất đúng 10 giây thôi. Và đây chính là cách mà thầy dạy cho các bạn làm nhanh. Để đề tham khảo năm 2018 đúng không ạ? Năm 2018 là năm đáng để chúng ta làm nhất. Vì nó có rất nhiều câu hay, nhiều dạng hay. Và thầy nghĩ rằng là sắp tới các bạn kiểu gì cũng sẽ trải qua cái kỳ thi đầu tiên. Đó là chính là kỳ thi học kỳ. Thì những dạng này là những dạng mà thầy nghĩ là các bạn sẽ học hỏi rất là nhiều điều thông qua. Để chúng ta giải đề đúng không ạ? Ok chưa? Như bạn bảo, bạn Võ Cự Lâm bảo là gì đây? 30 giây mà mất 2 phút rồi thầy ơi. Đó là thầy giảng cho các bạn thôi, đúng không ạ? Như bạn cứ bảo là thầy nói 30 giây nhưng mà thầy giảng mất 2 phút rồi. Đó là lúc mà thầy giảng bài thì kiểu gì mà thầy cũng phải giảng kỹ các bạn. Thầy giảng bài chứ có phải thầy làm đâu. Được chưa? Đừng bắt bẻ thầy cái đấy nhá. Đừng bắt bẻ thầy cái đấy. Nào, bây giờ chúng ta chuyển sang câu 37. Bạn Đức Nguyễn bảo em mất 4 giây. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Bạn có làm được 10 giây hoặc 4 giây như bạn ấy là rất là đỉnh rồi. Đúng không? Rất là đỉnh rồi. Vậy chúng ta chú ý này. Đọc đề phải đọc kỹ cho thầy. Người ta hỏi các bạn là nguyên dương của M, tức là M phải lớn 0 và thuộc Z, đúng không ạ? Để phương trình này có nghiệm, là có một từ khóa có nghiệm đây. Các bạn nhìn thấy không ạ? Có nghiệm tức là từ khóa thôi. Mà có nghiệm dương có nghĩa là gì? X phải, chúng ta phải lớn 0. Chỉ đơn giản như thế thôi. Và nếu như bạn nào tinh ý, chúng ta sẽ hiểu x của chúng ta sẽ thuộc khoảng từ 0 cho đến dương vô cùng. Và chúng ta sẽ làm tương tự như trên. Đó, easy như trên luôn. Bởi vì có một cái từ, đó là từ có nghiệm. Đó được gọi là từ khóa của chúng ta trong bài này. Được chưa? Vậy chúng ta làm nào? Chúng ta cô lập M. Cô lập M và set min max. Thì các bạn chú ý này. Làm luôn nhé. Mất 1 giây cuộc đời của bạn thì cô lập thôi. Thầy có luôn. M trừ 2 bằng. Bằng gì các bạn nhỉ? Bằng 16 này đúng không ạ? Mũ x này trừ 2 nhân với 12 mũ x, tất cả trên cho trừ 9 mũ x, đúng không ạ? Từ 9 mũ x, nếu như bạn nào không thích thì chúng ta có thể đổi dấu đi, cho mất dấu trừ này đi. Tóm lại là 2 trừ m, đúng chưa? Sẽ phải bằng, bằng gì? 16 mũ x trừ 2 nhân với 12 mũ x, tất cả trên 9 mũ x. Đấy, đây là cô lập m các bạn nhá. Rất đơn giản rồi, đúng không ạ? Cô lập m làm sao?
Và chúng ta đều hiểu là để phương trình này có nghiệm dương nhé, tức là x của chúng ta chạy trong khoảng từ 0 đến dương vô cùng rồi, thì làm sao? Thì cái 2 trừ m này của thầy sẽ phải nằm trong khoảng, đúng không ạ? Bài này chắc chắn là khoảng rồi nhá. Đó là gì? À, min cho đến max. Đấy, ok chưa? Bây giờ chúng ta tìm min max thằng này nhá. Bấm nào. 18 phân số 16 mũi, đúng không ạ? Trừ đi 2 nhân với 12 mũi, các bạn bấm đúng đúng nhá. Bấm đúng cho thầy đi, lấy máy tính ra chúng ta bấm theo thầy luôn. Tất cả chia 9 mũi. Được chưa? Chúng ta bấm trên khoảng từ 0 đến dương vô cùng thì chúng ta có thể bấm là 0 này, đúng không ạ? Cho đến 10 trước đi. Tép 0, gì nhỉ? 0,5 đi. Đấy, chúng ta xem cho thầy là cái min max của nó bằng bao nhiêu nào. Chúng ta xem nhá. Chỗ này trừ 1 đây, đúng không ạ? Trừ 1 đây. Trừ 0, mấy nữa đây. Nó tăng lên, đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy chưa? Lướt qua nhanh thì có một cái nhận xét rất quan trọng này. Nếu bạn nó tinh tế thì mình biết là nó chỉ có giá trị min thôi, chứ nó không có giá trị max. Bởi vì nó lại càng tăng lên, khi x của chúng ta càng tăng thì y của nó lại càng tăng, tức là nó sẽ không tồn tại max, đúng không ạ? Mà nó chỉ có tồn tại min. Vậy thầy sẽ có đó là 2 trừ m của thầy sẽ phải lớn hơn trừ 1, tức là lớn cái min của nó, đúng không ạ? Và chúng ta đều phải hiểu một điều nguyên tắc là nó không thể bằng được tại trừ 1, tức là dấu bằng chỗ này không xảy ra, bởi vì hàm số của chúng ta không đạt được tại 0, đúng không ạ? Đây là khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Đấy, và các bạn tương đương giúp thầy luôn nhá. Tóm lại là m làm sao đây? 2 trừ m lớn hơn trừ 1 thì m sẽ phải nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn 3. Đấy, kết hợp với m điều kiện là m lớn 0 thì chúng ta sẽ suy ra m phải bằng mấy? Bằng 1 này, đúng không ạ? Hoặc là bằng 2. Và đây chính là kết quả cuối cùng của chúng ta, đáp án B. Được chưa? À, câu 13-17 của chúng ta. Được chưa các bạn? À, 2 trừ luôn là không thay được. Nói chung cách nào thì cũng được. Và đây chính là cái từ khóa của chúng ta thôi. Làm mấy bài này nếu như các bạn đã làm quen rồi, các bạn đã đọc được dạng của nó rồi và có cái từ khóa thì chắc chắn là chúng ta có thể làm được. Nhưng có một cái điểm nhấn duy nhất là gì? Chúng ta chỉ xét trên khoảng từ 0 đến dương cùng, tức là nó không thể đạt được tại giá trị là 0, đúng không ạ? Vì đây là khoảng. Còn khi nào đoạn hoặc nửa khoảng thì chúng ta có thể bằng được nhá. Ok chưa? Tiếp tục. Bằng 3 lấy được mà thầy, bằng 3 làm sao lấy được? M làm sao bằng 3 được? À, có nhiều bạn bảo là M bằng 3 vì chỗ này không có dấu bằng. Đấy, các bạn phải để ý kỹ cái này. Rất nhiều bạn bây giờ bảo x của chúng ta thuộc khoảng từ 0, tức là nó không thể bằng tại 0 được. Nhá, không thể bằng tại 0 được. Đúng không ạ? Ok chưa? Vậy chúng ta sẽ suy ra thầy đó là đáp án B. Chuẩn chưa? Tiếp tục nào. Tiếp tục, đó chính là chúng ta chuyển sang các câu tiếp theo là câu số mấy nhỉ? Câu số 38, đúng không ạ? Cô lập riêng M được không thay được? Cô lập M đương nhiên là được rồi, đúng không ạ? Cho M đứng lẻ đó một vế thì cũng được thôi, hoặc là M trừ 2 thì nó giống nhau hết, đúng không ạ? Nó giống nhau hết. Có bạn Dương Hải, Dương Hải Nguyễn hỏi là tại sao M lớn không vậy thầy? Bởi vì đề bài nó nói thế. Bạn hỏi tại sao M lớn không vậy thầy, lại chắc là bạn trêu thầy rồi mà. Các anh em gọi là book lịch chặt cô bạn tí đi nhá. Bởi vì người ta bảo là có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số M. Các bạn nhớ chưa? Đọc đề nhá. Ông nào không đọc đề thì khoai lắm. Đọc đề này, nguyên dương là gì? Phải lớn hơn không còn gì nữa. Nhớ chưa? Đúng rồi, các bạn cẩm na đã bạn trả lời giúp bạn rồi đấy, còn gì nữa. Tiếp tục, chúng ta chuyển sang các câu tiếp theo là câu số 38. Rất nhiều câu hay nhá. Vào càng phía sau thì chúng ta thấy là có cực kỳ nhiều câu hay mà thầy muốn dành tặng cho các bạn. Những bạn nào đang xem livestream thì ta nhớ chúng ta chia sẻ livestream này về. Bởi vì sau livestream này thì chúng ta sẽ không thấy được đâu. Đúng không ạ? Thầy sẽ ẩn livestream này đấy. Những bài hay chúng ta ẩn hết cho thầy đi. 38. Đã xem livestream thì nhớ chia sẻ về đi nhá. Câu 38 bạn đã làm ra chưa? 38 có bạn A, có bạn C, bạn Phan Tuấn Nguyên là bạn comment đầu tiên ở câu 38. Bạn Phương Liên là 38A. Ok. Mai Việt Nam mình đá đấy các bạn, mai Việt Nam mình đá nhá. Tiếp tục nào, ngày mai anh em có xem bóng đá không? 38. Sao giọng thầy hay vậy? Ok, cảm ơn em nhá. Ui giời, bạn có tên Ư ơi, Ư Như. Bạn tên như tiếng Anh, thầy dịch cũng méo hết cả mồm. Cảm ơn em rất là nhiều. Nếu bạn nào đã xem livestream thì chúng ta nhớ chia sẻ và có thể tag bạn bè về vào học bài nhá, cho thầy. Câu 38 là để tham khảo đúng không ạ? Tổng tất cả các giá trị gì nhỉ? Tổng tất cả nghiệm của phương trình này thì chúng ta nhớ điều kiện đầu tiên là x phải lớn không đã này, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta giải thôi. Chúng ta giải cho thầy như sau.
Loga theo cơ số 3 của x nhân chỗ này loga theo cơ số 9 của x. 9 thì bằng 3 mũ 2, đúng không ạ, của x. Nhân với 27 thì là gì nhỉ? 27 thì là bằng 3 mũ 3 của x. Và cuối cùng đó là 3 mũ 4 của x, đúng không ạ? Thì bằng 2/2/3. Chúng ta vứt tất cả cái số mũ này ra bên ngoài các bạn này. Thì nó là bằng mấy? 1/2 nhân 1/3 và nhân 1/4 và nhân loga theo cơ số 3 của x tất cả mũ mấy nhá? Mũ 4 thì bằng 2/2/3. Được chưa? Cái này nó chỉ dùng công thức thôi và thầy nghĩ bài này không cần tư duy nhiều. Thành ra thầy cũng không giải nhiều đối với bài này cho các em. Mà chỉ cần nói luôn thôi nhá. Tóm lại là các bạn sẽ suy ra loga theo cơ số 3 của x tất cả mũ 4 được mấy các bạn nhỉ? 33 các bạn tiền tiêu này. Đúng không ạ? Nhân chéo đi. 16 đúng không ạ? 16. Đấy, 16. Vậy chúng ta sẽ có hai nghiệm, đó là loga theo cơ số 3 của x bằng 2 hoặc loga theo cơ số 3 của x bằng -2. Và các bạn có thể suy ra luôn đó là x bằng mấy nhỉ? X bằng 3/2 là bằng 9 hoặc là x bằng mấy? Bằng 1/9. Nó đều thỏa mãn điều kiện hết. Mà người ta hỏi gì đây? Tích các nghiệm đúng không ạ? Tổng hay là tích đây? Tổng các nghiệm. Các bạn lấy 9 cộng với 1/9 thì chúng ta sẽ được đó là bằng 82/9. Đáp án A. Chuẩn chưa? Câu 38 thì nó rất là ok rồi. Tiếp tục nào. Câu 39 và câu 40. 38A rồi đúng rồi, chính xác. Nào câu 39 nhá. Bạn đã làm ra câu 39 chưa? 38A rồi. Một bạn comment đầu tiên là thầy sẽ chữa các bạn câu 39 luôn. 39 là câu rất hay. Cực hay luôn nhá. Để tham khảo năm 2019. 39 thì cũng làm bình thường thôi đúng không ạ? Nhưng mà các bạn phải đặt điều kiện đấy. Đặt điều kiện cho thầy một chút đã, là 7-3x của thầy sẽ phải lớn không nhá. 7-3x của thầy sẽ phải lớn không trước đã. Các bạn đặt điều kiện để nguyên như thế cũng được, hoặc giải ra cũng được, tùy các bạn. Nhưng mà người ta hỏi các bạn tổng các nghiệm thì ta phải biến đổi trước này. Tôi đưa luôn cho thầy đi. 7-3x của thầy sẽ là bằng với gì nhỉ? 3 mũ 2 - x. Đấy, tức là bằng 9/3x, chưa chưa? Đúng không ạ? Đặt 3x bằng t thôi. Mình sẽ có luôn là bằng 7-t bằng với 9/t, đúng không ạ? Các bạn chuyển vế đổi dấu cho thầy nhá. Trừ t bình cộng 7t trừ 9 bằng 0. Các bạn lấy máy tính các bạn bấm giúp thầy xem nào. 1922. Trừ 1 bằng này, 7 bằng và trừ 9 bằng. Là 7 cộng căn 3 với cả là trên 2. Mọi người bảo gì đây? Tổng tất cả nghiệm đúng không ạ? Tổng tất cả nghiệm đó được gọi là biểu thức P chẳng hạn. Là lấy x1 cộng với x2. Đúng không ạ? Chúng ta mũ cả hai lên vế lên đi. Bài này chúng ta dùng định lý VS thôi. Tức là chúng ta có 3 mũ P, đúng không ạ? Thì chính là bằng 3 mũ x1 cộng x2. Và nó cũng chính là bằng 3 mũ x1 nhân với 3 mũ x2. Cái này nó chính là T1 và cái này nó chính là T2. Dùng định lý VS đúng không các em? Các bạn nhớ dạng bài toán này chưa? Thường lời các bạn không cần phải tìm ra nghiệm cụ thể là x1, x2 là bao nhiêu đâu. Bài này chúng ta nên dùng định lý VS luôn. Và nó cũng chính là T1 nhân T2 thì bằng C trên A. Tức là bằng -9/-1 là bằng 9. Đúng không ạ? Vậy các bạn kết luận luôn. P là cái chúng ta đang cần tìm. 3 mũ P bằng 9. Vậy tương đương với P của thầy bằng mấy? Bằng 2. Và đáp án đúng phải là bằng A. Nhớ nhá. Đáp án đúng phải là bằng A. Cái trường hợp này người ta gọi là tổng và tích các nghiệm đấy. Đúng chưa? Tiếp tục chúng ta chuyển sang thầy câu 40 nào. 40. Câu 40 thì các bạn nhìn thấy cũng rất là quen rồi đúng không ạ? Câu 40 thì cũng nhìn rất là quen rồi. 40. 40 là một bài toán cũng chứa tham số m. Nhưng mà bài này thì chắc hẳn là chúng ta đều phải hiểu là kiểu gì vẫn dùng đến định lý VS. Đúng không ạ? Định lý VS. Định lý VS như sau. Cái x1 nhân x2 bằng 81 này này. Chúng ta có thể gì nhỉ? Logarit cả hai vế của phương trình cho cơ số 3. Bởi vì các bạn nhìn thấy phương trình này không ạ? Phương trình này đây. Đấy, đây là phương trình gốc của chúng ta thôi, đúng không ạ? Và kiểu gì chúng ta vẫn phải đặt đơn phụ thôi. Nhìn vào một phát là chúng ta đều biết được rằng là kiểu gì thầy cũng sẽ đặt là gì? Loga theo cơ số 3 của x bằng t. Kiểu gì vẫn thế thôi, không thể trượt được. Đúng không ạ? Vậy thầy có t bình trừ mt cộng 2m trừ 7 sẽ bằng 0. Trong đó t của thầy sẽ là bằng loga theo cơ số 3 của x. Chắc chắn là t không có điều kiện gì. Đấy, loga theo cơ số 3 của x thì nó không có điều kiện gì. Chỉ có mũ mới có điều kiện là t lớn 0 thôi.
Còn Loga thì là gì nhỉ? Loga thì không có điều kiện gì. Các bạn bảo giả lại câu 39 được không thầy? 39 cũng tương tự như câu 40 thôi. Câu 39 với câu 40 hoàn toàn tương tự nhau. Các bạn xem này. Cái mà người ta hỏi các bạn tìm M, nhưng dự kiện người ta cho là x1 nhân x2 bằng 81. Vậy chúng ta sẽ loga cả hai vế của thằng này lên cho cơ số 3. Thì thầy có như sau. Loga theo cơ số 3 của x1 nhân x2 thì có đúng là loga theo cơ số 3 của 81 không ạ? Và thằng này mấy? Thằng này bằng 4. Đấy. Chuẩn chưa? Ok chưa? Mà loga theo cơ số 3 của x1 nhân x2 thì chính là bằng gì? Nó chính là loga theo cơ số 3 của x1 cộng với loga theo cơ số 3 của x2 thì chính là bằng 4. Đấy, tách loga không ạ? Các bạn nhìn thấy không? Chỗ này dấu nhân thì mình sẽ tách thành gì nhỉ? Thành cộng 2 loga. Và cái này nó chính là T1 và cái này nó chính là T2. Và nếu bạn nhìn nhanh, T1 là cái này cộng với T2 thì bằng 4. Trong đó T1 và T2 chính là nghiệm của phương trình này. Đúng không ạ? Chúng ta dùng định lý viết. Vậy T1 cộng T2 thì bằng gì? Nó chính là bằng trừ B trên A, chính là bằng M luôn. Vậy các bạn có thể suy ra luôn cho thầy là M mấy? M4, đúng không ạ? Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì? Đáp án D. Đấy, xong chưa? Ok chưa? Là câu số 40. Tiếp tục câu 41 nào. Còn 41 này tương tự thôi đúng không ạ? Cứ có hai nghiệm phân biệt. Đấy, chúng ta có thể làm theo phương pháp cô lập M hoặc là làm như ở trên. Cái này cũng tương tự các bạn nhá. Câu 1 này nó giống như kiểu là câu số 35 này. Đúng không ạ? Câu 1 này nó giống y xì như câu số 35 về dạng là đều có hai nghiệm phân biệt. Thì thầy đã hướng dẫn cho các bạn câu số 35 một lần rồi. Và nếu như bạn nào đã làm câu số 35 thì chắc hẳn là các bạn cũng sẽ làm được câu số 41 thôi. Bởi vì nó cũng chính là một bài toán về đặt ẩn phụ và xét gì nghiệm dương. Đúng không? Các bạn nhìn thấy quen không? Bạn đã làm xong câu 41 chưa? Chúng ta thể comment đáp án xuống dưới thầy không được không ạ? Câu 41 và câu số 42. 41 thì các bạn tự làm thầy nhé. Tự làm thầy và thầy sẽ cho các bạn đáp án luôn. Nếu như bạn nào mà comment được đúng thì rất là tuyệt vời. Thầy đợi các bạn xem có bạn như bạn comment đáp án đúng nào. Đã thấy cái cần thấy. Chắc là nhiều bạn nhìn thấy lãi suất là sướng đúng không ạ? Tí nữa chúng ta sẽ làm lãi suất, yên tâm. Lại còn cả phần vận dụng ca phía sau nữa cơ. Comment đi các bạn ơi, 41 bạn đã làm ra chưa? 41 bạn Nguyễn Thúy đáp án C, 41 bạn Phương Liên cũng đáp án C, đúng rồi. Cảm ơn các em rất là nhiều. 41 đáp án đúng, đáp án C đấy. Những câu nào quen thuộc, những câu nào đã cùng dạng thì thầy nghĩ là chúng ta có thể là nick được. Đúng không ạ? Bởi vì đã làm rồi. Vậy thì là nhắc lại các bạn một lần nữa, nếu như ông nào chưa biết làm câu 41 thì chúng ta chuyển lên câu 35, nó giống y xì về dạng luôn, không sai tí nào hết. Làm tương tự như thế nó chỉ có thay mỗi số thôi nhá. Câu 42. Là gì đây? Tìm tất cả giá trị thực của tham số M để phương trình có nghiệm thực. Đấy, phương trình này có nghiệm thực. Đúng không ạ? Có nghiệm thực. Chỉ cần có nghiệm đấy, có nghiệm thực đây thì các bạn đều hiểu nó kiểu gì vẫn phải có x là lớn 0. Đấy, chỉ cần có nghiệm để x lớn 0 thôi. Các bạn nhìn thấy không? Đấy, x lớn 0 thì chúng ta đều hiểu rằng là gì nhỉ? À, phải cô lập M và set min max. Đấy, rất đơn giản thôi. Bạn này thầy dạy cho các em luôn này. Rất nhiều bạn chưa biết làm câu 42 đâu. Mà nếu như chúng ta làm nhanh thì có thể làm đạt được trong vòng tầm khoảng 30 giây được. Và thầy nghĩ là chúng ta nên làm theo phương pháp này. Bởi vì nó là xu thế rồi. Nó là xu thế, chúng ta nên bắt trend. Bắt trend một chút. Người ta tên Thủy, thầy đi báo Thúy ạ. Thầy không biết được. Bởi vì các bạn viết tên Facebook mà như kiểu tên tiếng Anh, thầy đọc méo hết cả mồm. Nhịn đái để làm lãi suất. Bạn Huỳnh Tấn Lâm. Huỳnh Tấn Lân nhịn đái để làm lãi suất được đấy, đúng không ạ? Câu 42, 43, làm nốt câu 42, 43 nào. Sau đó chúng ta chuyển sang lại toán lãi suất nhá. Lãi suất cũng là một câu rất là hay. Và toán lãi suất thì thực ra thì thầy sẽ có mẹo để cho các bạn làm nhá. Toán tất cả bài toán lãi suất đều là những bài toán dễ hết. Mà các bạn đừng học theo trẻ trâu. Mà chúng ta phải học mẹo là nhiều thôi. Đúng không ạ? Câu 42 làm ra chưa? Nào, chúng ta chuyển câu 42 luôn nhá. Làm luôn này, nếu bạn đã làm ra thì các bạn có thể nhìn cho thầy câu 43. Đấy, các bạn ghi đề về sau là chúng ta làm luôn nhá. Câu 42. 42 thì làm sao đây? Có nghiệm thực thì các bạn hiểu là điều kiện của nó là phải là gì? X lớn 0 rồi. Có nghiệm thực thì đồng nghĩa với việc là có nghiệm x dương. Đồng ý không ạ? Đấy, chẳng qua câu nói của người ta là nó gọi là có hàm ý thôi. Nhưng mà chúng ta đều hiểu rằng là để bài này có nghiệm đồng nghĩa việc x của thầy sẽ là lớn 0. Bởi vì đây động chạm đến loga. Mà động chạm đến loga là phải có điều kiện. Đúng không ạ? Rồi đặt ẩn phụ đi. Hoặc không thì các bạn cô lập luôn. Tóm lại là 3M của thầy
đúng không ạ? À, sẽ phải nhỏ hơn bao nhiêu? Nhỏ hơn này, trừ chuyển vế đổi dấu nhá, tất cả thằng này chúng ta chuyển sang bên vế bên phải thì thầy có luôn là trừ loga theo cơ số 2 của x, đúng không ạ? Bình cộng với 2 loga theo cơ số 2 của x và cộng với 2. Đấy, đây là cô lập m của chúng ta, được chưa? Để nó có nghiệm nhớ là phải x lớn không nhá, tức là x phải thuộc khoảng từ 0 đến dương vô cùng đấy. Cái này thì chắc chắn các bạn đều hiểu rồi. Để nó có nghiệm thì làm sao? Có nghiệm là được, đúng không? Có nghiệm chúng ta có thể suy ra 3m của thầy sẽ nhỏ hơn hoặc bằng cái mắc của gì nhỉ? Của vế phải. Đấy, nhỏ hơn bằng mắc của thằng vế phải, đúng chưa? Có nghiệm là được các bạn nhá, nên nhỏ được bằng mắc của thằng vế phải, đúng chưa? Nào bây giờ các bạn sẽ bấm cho thầy cái mắc của thằng vế phải như sau. 18 này, các bạn lấy máy tính các bạn bấm nhá. 18 bao gồm có trừ này, m ngoặc đơn này, loga theo cơ số 2 của x tất cả bình, đúng không ạ? Loga cơ số 2 của x đóng ngoặc lại tất cả bình, được chưa? Cộng với 2 loga theo cơ số 2. Bài này không đặt ở phụ đâu, bấm một phát luôn nhá. Và cuối cùng là cộng cho 2, cái này chúng ta bấm cho đúng thôi. Gửi các bạn bỏ qua nhá. Không đến dương vô cùng thì thầy có thể viết là bằng 0 cho đến 10, step là 0.5, đúng không ạ? Bằng mắc của nó, tìm mắc của nó đi các bạn. Tìm mắc của nó nhá. Mắc của nó thì bạn nhìn lướt qua đi, đúng không ạ? Mắc của nó thì như lướt qua là bằng 3, chuẩn chưa? Bằng 3 và hoàn toàn có thể đạt được giá trị 3 nhá. Bạn này đạt được giá trị 3 đấy. Vậy thầy có luôn đó là 3m sẽ nhỏ hơn bằng 3 và tương đương với m như thế nào các bạn nhỉ? M sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1. Đấy, đó chính là câu số 42 của chúng ta. Các bạn có ý kiến trên câu 42 không? Bạn làm xong câu 42 các bạn có ý kiến gì không ạ? Các bạn nào có ý kiến gì không? Như bạn đó chọn đáp án A, theo các bạn là bạn A hay là bạn B? Có một cái sự việc đó là chúng ta phải phân biệt rằng là bài này có dấu bằng hay không. Đấy, thầy đang hỏi các bạn nhá. Không phải lấy min ạ, min là luôn đúng nhá, cái này chỉ cần nhỏ mắc thôi. Nào, thầy đang hỏi các bạn rằng là thế bao nhiêu bạn là cho đáp án A, bao nhiêu bạn cho đáp án B nào? Đấy, nếu như thầy làm như thế này, các bạn nào có ý kiến đúng không ạ? Thầy đang hỏi xem rằng là có bao nhiêu bạn có ý kiến bài này theo bạn là đáp án A hay là đáp án B. Thầy đang hỏi các bạn mà. Chúng ta đừng hỏi, đúng không ạ? Chúng ta thử comment xuống dưới nào. Bao nhiêu bạn chọn đáp án A chúng ta comment xuống dưới. Bạn nào chọn đáp án B chúng ta comment xuống dưới nhá. Thì thầy sẽ giải thích cho các bạn là như thế nào. Comment xuống dưới đi. Chúng ta thử comment xuống dưới hết cho các thầy đi. Để thầy xem rằng là nó có dấu bằng hay không, đúng không ạ? Thầy sẽ hỏi các bạn xem là thầy giải thích cho các bạn là bài này có dấu bằng hay là không có dấu bằng. Các bạn bảo là em chọn A, rồi bây giờ thầy sẽ giải thích cho các em đây. Sẽ giải thích cho các bạn nhá. Đây là bất phương trình, đúng không ạ? Bất phương trình. Ok, có bạn đúng rồi nhá. Đáp án đúng là đáp án A, đúng rồi, chính xác. Đấy, min mới là gì nhỉ? Không lấy dấu bằng. Ok. Các bạn đúng rồi, đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án A. Bài này thì làm sao? Chúng ta sẽ không được lấy dấu bằng, đúng không ạ? Không có dấu bằng các bạn nhá, không có dấu bằng. Bạn nào mà chọn dấu bằng thì thực ra thì bạn sai đấy, các bạn phải cẩn thận nhá. Bạn này không có dấu bằng đâu. Lý do vì sao? Các bạn biết vì lý do không ạ? Đáp án đúng của chúng ta là bạn nào? Đấy, nhưng mà cái nghệ thuật của chúng ta trong bài này là các bạn phải hiểu vì sao lại không lấy dấu bằng. Các bạn hiểu được điều đấy. Vì sao các bạn biết không ạ? Nó cực kỳ đơn giản luôn. Vì sao? À, thằng này vì nó tồn tại mắc. Các bạn đơn giản này, vì nó tồn tại mắc, đúng không ạ? Tồn tại mắc có nghĩa là sao? Giả sử cái thằng này đỉnh của mắc lần này, đây, thằng này là tại mắc của nó bằng 3, đúng không ạ? 3 thế này, đúng không? Mà làm sao? Nếu như mà m bằng 3 thì chỗ này phải có dấu bằng. Nhưng mà vì toàn bộ thằng này phải nhỏ hơn 0 nên nó không được chạm vào cái giá trị mắc của nó, không được chạm vào giá trị mắc. Cái này là một trong những nghệ thuật để các bạn có thể hiểu thầy đấy. Hàm số này này, nó hoàn toàn đạt được giá trị mắc tại 3. Bởi vì lúc nãy chúng ta bấm máy tính đây. Các bạn hiểu không ạ? Đây này, rõ ràng là bấm được tại 3 đấy. Cái này nó phải nghệ thuật đấy các bạn ạ. Không phải ai hiểu đâu, thề các bạn luôn. Chắc chắn nó không phải ai hiểu được bài này. Chúng ta phải cẩn thận như này. Thằng này hoàn toàn có thể đạt được giá trị mắc tại 3, đúng không ạ? Mà làm sao đây? Chỗ này nó lại dấu nhỏ hơn nhưng không phải dấu bằng. Tức là, à, bản chất là chúng ta chỉ cần gì nhỉ? Không được chạm đến à, không được chạm đến, đó là bản chất của chúng ta. Không được chạm đến, m của chúng ta chạm đến 3 là suy ra chỗ này phải có dấu bằng thì nó mới đúng. Nhưng mà đây không có dấu bằng, mà đây chỉ nhỏ hơn không thôi. Nhỏ hơn không thì đồng nghĩa việc là chúng ta chưa được chạm tới đỉnh
À, chúng ta chưa được chạm đến đỉnh, đúng không ạ? Vậy đáp án đúng của chúng ta phần là bản A. Đó là cái giải thích của chúng ta. Được chưa? Mắc nó là vô cùng. Rồi tiếp tục. Đấy. Tiếp tục câu số 3 nhá. Đó là một cái câu rất là hay, các bạn hoàn toàn có thể chia sẻ livestream này về, sau đó các bạn sẽ ngắm lại cho thầy. Câu 3 nào. Toàn là những câu hay thôi. Mấy câu phía sau rất là nhiều câu hay. Câu 3. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên dương? Nguyên dương nhé. À xin lỗi, nguyên đúng không ạ? Không cần nguyên dương đâu, mà chỉ có nằm trúng đoạn từ 2017 đến 2017 để phương trình này có nghiệm duy nhất. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Thôi bài này dễ rồi nhá, thầy làm luôn. Tương đương với gì đây? X phải lớn hơn điều kiện nhá. X này, nói tóm lại x phải làm sao đây? X chỗ này lớn hơn trừ 1 này, đúng không ạ? Và mx của thầy sẽ lớn hơn lớn không? Điều kiện chúng ta có nhá. Chưa lên đỉnh này, đúng không ạ? Sắp đến câu 44 rồi, làm câu 43 đã. 43 bạn Trần Châu ra đáp án B. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Làm đi các em ơi. Tóm lại cho thầy luôn nhờ. Tương đương nhá. Mx đúng không ạ? Sẽ là bằng với gì nhỉ? X cộng 1 tất cả bình thôi. X cộng 1 tất cả bình này, đúng không ạ? X cộng 1 tất cả bình. Rồi sau đó chúng ta phá ra thì chúng ta được x bình này cộng với x này, đúng không ạ? Cộng với 2x trừ mx và cộng 1 thì bằng 0. Bài này có nghiệm duy nhất các bạn nhá. Có nghiệm duy nhất. Bạn nào làm ra câu này chưa? Câu 3, các bạn comment làm bạn xuống dưới để xem nào. Câu 3 xem có bạn nào làm đúng chưa? Có nghiệm duy nhất các bạn nhá. Để ý với thầy. Ok, rất nhiều bạn làm đúng rồi nhỉ. Vậy để phương trình này có nghiệm duy nhất. Có nghiệm duy nhất, đúng không ạ? Thì chúng ta phải làm gì đây? Bạn đã biết không? Có nghiệm duy nhất là tức là có một nghiệm đấy. Thì chúng ta sẽ phải suy ra gì nhỉ? Điều kiện của nó là nghiệm đây là phải nghiệm là lớn hơn trừ 1 các bạn nhá. Lớn hơn trừ 1. Đúng rồi, rất nhiều bạn comment đáp án đúng nhá. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C. Chơi lớn. Câu 43 này nó dễ mà, hiểu không ạ? Các bạn tương đương như thầy luôn đi. Làm luôn cho thầy, thầy cho các bạn đáp án nhá. Chúng ta có thể cô lập mờ nó xét cũng được nhá. Bây giờ chúng ta chuyển sang cho thầy câu số 44 đi. Bây giờ chúng ta học toán lãi suất nào. Toán lãi suất nhá, toán lãi suất. Chúng ta có tổng cộng bao nhiêu bài toán lãi suất đây? Cũng khá nhiều đấy. Tất cả đều đề thi Trung học phổ thông quốc gia hết. Đúng không ạ? Và những cái dạng cơ bản và những dạng gọi là cực kỳ hay ra. Bởi vì rất nhiều bạn bảo là thế một năm nó có 4 mã đề. Các bạn mỗi một mã đề thì nó có một câu. Tức là chúng ta có tổng cộng là 12 câu cơ. Nhưng mà vì có một số câu sẽ cùng dạng với nhau nên thầy chỉ chất lọc ra đây cho các bạn thôi. Những câu nào hay nhất thì thầy đưa vào đây rồi. Đặc biệt là có mấy câu vận dụng cao phía sau đều là những câu tuyệt vời luôn nhá. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm nhanh cho thầy câu bài toán lãi suất nào. Nào. Lãi suất nhá. Lãi suất thì thầy đã dạy cho tất cả các bạn lớp VIP là gì nhỉ? Đó chính là chúng ta có bốn công thức. Ông nào mà học toán lãi suất, đặc biệt là lãi kép các bạn nhé. Lãi suất này này, thầy nói cho các bạn một chút về cái 1 phút thôi. Dành 1 phút để nói cho các bạn thôi. Bài toán về lãi suất là một bài toán mà chắc chắn thi. Các bạn nhớ nhé, chắc chắn là 100% là sẽ thi cho các bạn. Bởi vì năm nào nó cũng sẽ có một câu về lãi suất hết. Đấy, 17 cũng có, 2017 có, 2018 có, 2019 cũng có một câu về lãi suất. Nhưng mà tùy theo từng năm thì độ khó của nó sẽ khác nhau. Tuy nhiên, lãi suất thì các bạn hiểu là nó kiểu gì cũng sẽ có hai dạng, đó là lãi đơn và lãi kép, đúng không ạ? Nhưng lãi đơn nó không ra đâu, mà nó chỉ ra một bài toán đó là liên quan đến lãi kép thôi. Lãi kép. Được chưa? Mà đã học lãi kép thì các bạn chỉ cần nhớ cho thầy là có tổng cộng 4 dạng. Và 4 dạng này thì chúng ta nhớ công thức thì chúng ta có thể cân được hết. 4 dạng các em ạ. Chỉ có duy nhất 4 dạng thôi. Mà nó chỉ có một điểm nhấn duy nhất, đó là nhớ công thức. Đúng không ạ? Không có một cái bài toán nào trong đề thi chính thức của bộ nha. Có đề thi các trường thì thầy không cần biết. Đề thi của bộ chưa có một bài nào mà nó không dùng công thức cả. Đúng không ạ? Nó có thể biến đổi A, B, C, Z, nhưng chung quy lại nó cũng đều là sử dụng các công thức có sẵn. Trong đó có một công thức huyền thoại này các bạn này. Đó là T bằng A nhân 1 cộng R tất cả mod. Các bạn nhớ công thức này không? Đó, đây là cái công thức huyền thoại nhất. Một câu thôi ạ? Không, có nhiều nữa nhá. Một bạn bảo nhiều một câu phía sau không phải, nó có nhiều nữa. Nhưng các bạn yên tâm,
Đây là công thức huyền thoại, là công thức số 1 đúng không ạ? Dạng 1 đây là lãi kép thực thụ luôn. Nhớ chưa? Dạng thứ hai của chúng ta là gì đây? Nói lại các bạn một chút về công thức lãi kép nhá. Dạng thứ hai là gọi là dạng gửi gì nhỉ? Gửi định kỳ. Vậy T của thầy chính là bằng gì nhỉ? M nhân 1 cộng R đúng không ạ? Nhân với 1 cộng R tất cả mũ N trừ 1 tất cả trên cho trên R. Đấy, đây là cái hai công thức. Các bạn lấy ghi vào nhanh nhá. Thôi rồi, bây giờ chúng ta đến từng bài một thì thầy sẽ nói các bạn về công thức sau, đúng không ạ? Chỉ cần có một số điều lưu ý thôi. Tiếp tục câu số 44 nào. Mai có xem lại được không thầy ơi? Mai không xem lại ở đâu nhá. Livestream xong rồi để chúng ta sẽ gọi là không xem lại ở đâu. Gọi là thầy sẽ xóa luôn cho nó máu lửa nhá, chất luôn. Câu 4. Công thức gia truyền của nhà em. Các bạn để ý này, thầy dạy các bạn luôn nhá. Đọc đều đi. Đa số tất cả các bài toán lãi suất thì nó đều rất là dài. Tuy nhiên các bạn cần phải chú ý tới các thông số của nó. Ví dụ trong bài này, một người gửi 50 triệu đồng vào một ngân hàng lãi suất 6% trên một năm, thì công thức chúng ta có này, thầy viết lại nhá. T bằng A nhân 1 cộng R tất cả mũ N, đúng không ạ? Thì trong đó, trong bài này các bạn phân tích lên này, gửi 50 triệu đồng thì đó chính là số tiền gốc, tức là A bằng mấy? A bằng 50, đúng không ạ? Nó chính số tiền gốc của chúng ta nhá. Tiếp tục, lãi suất 6% trên một năm thì đó chính là lãi suất là R, là 6% trên một năm. Đấy, được chưa? Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm tiền lãi sẽ được nhập vào số tiền gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Thực ra cái câu nói này để khẳng định lại cho các em một lần nữa, đây chính là bài toán lãi kép. Bởi vì cứ tiền lãi nhập vào tiền gốc để tính lãi tiếp theo, đó chính là bài toán lãi kép. Đúng không ạ? Lãi kép hay gọi là lãi mẹ để lãi con đấy. Được chưa? Rồi, hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó sẽ nhận được số tiền nhiều hơn 100 triệu đồng. Nhiều hơn 100 triệu đồng, bao gồm có cả gốc lẫn lãi. Nhiều hơn 100 triệu đồng, đó là người ta bảo T sẽ lớn hơn bao nhiêu, lớn hơn 100. Và cái mà người ta hỏi sau bao lâu, đó chính là hỏi N bằng hỏi chấm, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ lắp vào công thức thôi. Nào, các bạn lắp vào thầy nhá. Là 100 đi, các bạn giả sử là 100 đi. Bằng 50 nhân với 1 cộng với bao nhiêu? 6% tất cả mũ ấy, tất cả mũ N. Và cái mà các bạn cần phải tìm đó là tìm N bằng bao nhiêu. Đúng chưa? Các bạn tìm N bằng bao nhiêu? Và nếu như bạn nào có thể tìm được nhanh thì L của thầy sẽ là bằng loga theo cơ số 1 cộng 6 trên 100 của mấy? Của 2. Đó, chúng ta bấm một phát là tìm N. Các bạn bấm đi. Loga theo cơ số 1 cộng với 0,06 đúng không ạ? 1 cộng với 0,06 tất cả của 2 bằng bao nhiêu đây? 11,895. N của thầy xấp xỉ 11,89 đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ làm tròn lên mấy? Làm tròn lên 12. Bởi vì gọi là nhiều hơn 100 triệu mà. Đây là mới chỉ bằng 100 triệu thôi. Còn nếu như ta muốn nhiều hơn thì phải nhiều thời gian hơn, thì làm tròn lên là bằng 12 đúng không ạ? Vậy đó là đáp án B. Bài này thì chúng ta chỉ có dùng đúng một công thức thôi. Nhưng chẳng qua thì tất cả những bài toán liên quan lãi suất thì nó đều có một dạng chung là gì? Đề dài. Đọc xong các con số chúng ta phải nốt lại cho thầy nhá. Nốt lại cho thầy để chúng ta phân biệt được là dùng công thức nào, đúng không ạ? Tiếp tục chúng ta chuyển sang thầy là câu tiếp theo, là câu số 45 nhá. Thử đáp án, không phải thử đâu. Thử đáp án làm gì? Đây. Đây. Tiếp theo. Tất cả các bài toán lãi suất nó chỉ có một điểm lớn duy nhất thôi, đó là nhớ công thức. Các bạn ạ, có 4 công thức cần nhớ. Khi các bạn nhớ 4 công thức này thì chúng ta có thể cân được hết tất cả các dạng luôn. Các bạn có cần thầy ghi cho các bạn tất cả 4 công thức không? Nào, bạn nào cần thầy ghi cho các bạn tất cả 4 công thức lãi suất, chúng ta phải comment số 1 xuống dưới, đúng không ạ? Và thầy cam kết các bạn luôn, làm từ câu số 45 này này xuống cho đến câu 49 đều dùng 4 công thức ấy, 104 công thức ấy hết, tất cả luôn nhé, kể cả năm 2019 luôn, bất chấp luôn nhé, kể năm 2018 nhé, bất chấp luôn nhé, nó đều dùng công thức. Các bạn có cần thầy ghi cho các bạn cả 4 công thức không? Nếu như bạn nào cần thầy ghi cả 4 công thức thì chúng ta comment xuống dưới cho thầy, nhớ là chúng ta cho thầy một nút like và nút chia sẻ nhá, để thầy sẽ cung cấp cho các bạn tất cả 4 công thức luôn và sẽ dạy cho các bạn cách nhớ luôn nhé. Có cần không? Cần thì comment xuống dưới đi, chúng ta tương tác với nhau nhiều vào nhá. Tương tác nhiều vào đi. Bạn nào mà đang xem livestream thì các bạn nhớ chia sẻ đi. Thầy sẽ ghi các bạn tất cả 4 công thức luôn và chứng minh cho các bạn từ câu số 45 tất cả đến 28 nhá. 28 đây, 27 đây, 29 đây, đúng không ạ? Đây minh họa đây, tất cả đều dùng công thức hết, nó không trừ một thằng nào hết. Thầy sẽ ghi cho các bạn cả 4 công thức này. Các bạn có cần không? Có thì lấy giấy bút ra đi. Có thì lấy giấy bút ra. Ghi cho cẩn thận vào, nó sẽ có đúng 4 công thức thôi. Có điểm nhấn duy nhất của lãi suất là gì? Là nhớ công thức. Và thầy sẽ cho các bạn cả 4 công thức này và dạy cho các em cách nhớ luôn này. Lấy giấy bút ra.
thầy bút ra đi nhá, ghi đầy đủ vào, đừng bảo thầy làm chậm, bởi vì thầy dạy là phải dạy bản chất từng cái một. Dạng một như sau. Dạng một đó gửi tiết kiệm, đúng không ạ? Gửi tiết kiệm, gửi tiết kiệm một lần nhá, một lần lãi kép nhá, tất cả đều lãi kép đấy, lãi đơn nó không thi đâu, đúng không ạ? Mà thi không thì thực ra thì nó không phải nằm trong chương này, chương này nó không liên quan gì quá gì đến mũ cả, bởi vì lãi đơn nó không liên quan đến mũ nhá. Các bạn xem này, công thức này thì các bạn biết rồi, a nhân 1 cộng với r tất cả mọi đơn, tất cả bốn dạng này nó đều là lãi kép hết, nhưng thầy ghi cho bạn công thức và dạy cho các bạn cách nhớ luôn nhá. Dạng thứ hai là gửi định kỳ. Gửi định kỳ nhá, gửi định kỳ có nghĩa gửi từng tháng, từ tháng 1 đấy, tháng nào cũng gửi vào. Thì công thức của chúng ta là T bằng M, M lớn nhá, M lớn, đấy các bạn ghi rõ vào thầy, M lớn trên R. Đấy, ghi cẩn thận vào thầy nhá. 1 cộng R đúng không ạ? Nhân với tất cả nào. 1 cộng R tất cả môn N và trừ cho 1, đấy, đóng ngoặc lại cho thầy. Trong đó thì thầy sẽ giải thích cho các bạn nhé. Trong tất cả công thức này thì các bạn đều biết mặc định một điều là R gọi là lãi suất. Tất cả luôn nhé. Trong tất cả bốn dạng của chúng ta luôn, mặc định R là lãi suất, N được gọi là số kỳ hạn. Đấy, được chưa? Làm sao thì làm, nhưng mà hai thằng này nó phải có cùng đơn vị thời gian với nhau. Được chưa? A được gọi số tiền gốc rồi, T gọi tổng rồi nhá. Còn một cái trong bài này thôi, M của chúng ta là gì đây? M được gọi là số tiền gửi theo từng kỳ một. Số tiền gửi từng kỳ một. Được chưa? Đấy là chính là dạng thứ hai, gửi định kỳ. Thầy đều ghi hết tất cả mà. Thầy ghi hết cho các bạn luôn, và còn phải dạy cho các bạn cách nhớ nữa cơ. Đúng không ạ? Nhưng ông bảo thầy ơi, em làm sao nhớ cái này? Có cách nhớ đấy. Đấy, dạng thứ ba và dạng thứ tư này. Dạng thứ tư như sau. Đúng không ạ? Dạng thứ tư của chúng ta đó là bài toán về trả góp, tức là người chúng ta có số tiền, đúng không ạ? Số tiền còn lại sau n tháng, số tiền này còn lại sau n tháng nhá, n tháng đây. Đó, thầy ghi công thức vào nhá, sau đó từng ví dụ đây, nó tất cả đều nằm trong công thức này hết. Sau đó thì thầy sẽ dạy cho các bạn luôn. Là TN là số tiền còn lại đem bài toán trả góp các bạn nhá. Trả góp thì bằng M lớn nhân 1 cộng R tất cả môn N trừ cho cái này này, cái này là cái quan trọng, ghi các bạn ghi xong đi, sau đó thầy giải thích cho các em. M nhỏ nhá, M lớn và M nhỏ khác nhau đấy, đúng không ạ? Nhân với M nhỏ trên R nhân với 1 cộng R tất cả môn N mà trừ cho 1. Đấy, đây là cái công thức số 3, công thức số 3 nhá, dạng 3 không phải dạng 4 đâu, dạng 3. May quá, tự nhiên nhảy sang dạng 4 là khoai. Dạng 3 được chưa? Và cách nhớ dạng 3, nhiều bạn bảo ghi xong như này mà em không nhớ được đâu. Em không nhớ được thì thầy dạy cho bạn một cách nhớ này. Bản chất của dạng 3 đó chính là lấy dạng 1 trừ dạng 2. Đúng không ạ? Lấy dạng 1 trừ dạng 2, đó là dạng số 3. Và công thức dạng số 3 được gọi là bài toán trả góp. Trong đó M lớn này này, M lớn này nhá, nó được gọi là số tiền mà chúng ta đi vay. Đấy, số tiền gốc ban đầu các bạn nhá. Các bạn thể dùng A hoặc M lớn gì đó cũng được, tùy các bạn ký hiệu. Nhưng thôi rồi, chúng ta nên có thể là ký hiệu A lớn đi các bạn nhé, gọi A lớn đi, A lớn, thầy gọi A lớn nhé. Xin lỗi các bạn, bởi vì thầy gọi cho thằng này cho nó khác cái thằng M lớn ở trên đi, không có nhiều bạn lại nhầm lẫn. Thầy gọi A lớn nhá, A lớn, thằng này gọi là M nhỏ đi. A lớn được gọi là số tiền chúng ta vay ban đầu, được chưa? M nhỏ của chúng ta trong bài này được gọi là số tiền trả hàng tháng, và đây chính là dạng toán về trả góp. Các bạn lấy dạng 1 trừ dạng 2, nhưng chỉ khác ở chỗ là thằng này nó không có 1 cộng R thôi. Các bạn so sánh công thức số 2 không ạ? Nó chỉ có không có 1 cộng R thôi. Đây chính là bài toán trả góp. Công thức này người ta gọi là công thức về trả góp. Đấy, thầy lấy ví dụ, sau này chúng ta đến thời kỳ sinh viên rồi đúng không ạ? Chúng ta có thể đi mua một cái laptop tầm khoảng 30 triệu được không ạ? Đấy, đại gia 30 triệu. Thì 30 triệu đấy nó chính là A. Mỗi một tháng chúng ta trả 3 triệu đồng. Mỗi một tháng các bạn trả góp 3 triệu đồng. Thì 3 triệu đấy nó chính là M nhỏ. Được chưa? Còn tất cả R và N thì giống nhau. Công thức nào nó cũng giống nhau về R và N rồi. Nó chỉ phân biệt A lớn và M nhỏ thôi. Đấy, các bạn hiểu ý thầy chưa? Lấy ví dụ rất là đơn giản thôi. Sau này mình đi tán gái chẳng hạn đúng không ạ? Thì phải có một cái điện thoại iPhone. Đấy, iPhone ở đây thì có thể là các bạn mua iPhone 11 đi. Giờ rơi vào tầm khoảng 40 triệu. Thì 40 triệu đấy thì nó chỉ là số tiền gốc ban đầu A nhá, phải mua. Mỗi một tháng các bạn trả 3 triệu. 3 triệu đấy đó chính là số tiền phải trả hàng tháng. Đó chính là M nhỏ, đúng không ạ? Được chưa? Còn những cái còn lại thì nó đều giống nhau hết. Đó là dạng thứ 3. Và cuối cùng dạng thứ 4. Dạng thứ 4. Dạng thứ 4 là gì đây? Sau bao lâu thì chúng ta trả hết nợ? Các bạn nhớ nhé. Sau bao lâu
Đấy, thì làm sao nhỉ? Trả hết nợ. Đúng không ạ? Trả hết nợ tức là trả hết tất cả 100% đấy. Thì chúng ta thực ra thì cái này nó cũng là một trong những cái mà chúng ta nhớ được luôn. Trả hết nợ có nghĩa là gì? Có nghĩa là TN bằng 0. TN là số tiền phải trả sau N tháng. Đây, thầy viết rất rõ ràng nhá. TN là số tiền phải trả sau N tháng. Đúng không ạ? Người ta hỏi sau bao lâu trả hết nợ thì trả hết nợ là gì? Là TN phải bằng 0. Và từ đấy chúng ta có thể suy ra cho thầy là A nhân với 1 cộng R tất cả mũ N, đúng không ạ? Sẽ phải bằng với M nhỏ trên R tất cả nhân với 1 cộng R mũ N mà trừ cho một, đồng ý không ạ? Xong chưa? Ok không ạ? Từ đấy chúng ta rút ra thầy công thức M đi. M được gọi là số tiền phải trả hàng tháng đấy, đúng không ạ? Thì bạn nhân chéo lên cho thầy nhá. A lớn nhân với R nhân 1 cộng R tất cả mũ N mà chia cho gì nhỉ? Chia cho 1 cộng R này, đúng không ạ? Tất cả mũ N mà trừ cho 1 đấy, xong chưa? Đây là tất cả 4 công thức của chúng ta đây. Các bạn có thể đóng khung lại cho thầy tất cả 4 công thức này đi. Và từ đây trở về sau, tất cả các bài toán lãi suất chúng ta đều có thể sử dụng 4 công thức này. Từ nay trở về sau nhá, tất cả các bài toán lãi suất của chúng ta đều có thể sử dụng 4 công thức này. Các bạn khoanh tròn vào thầy tất cả 4 công thức đấy, đúng không ạ? Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu số 45 này, để xem các bạn sẽ dùng công thức nào nhá. Bây giờ đọc xong đề từng câu một thì các bạn sẽ biết rằng là mình dùng công thức nào luôn, đúng chưa? Câu số 45, các bạn xem đi. Mã đề 101 đúng không ạ? Nào, cùng phân tích câu số 45 như sau. Câu 45 là người ta sẽ hỏi các bạn là gì đây? Khoanh vùng cho thầy 4 công thức đấy nhá. Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất là 7,5% trên một năm, thì đó chính là R nhỏ đúng không ạ? Bằng 7,5%. Được chưa? Tiếp tục. Biết rằng nếu như không rút khỏi tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Đó, để tính lãi cho năm tiếp theo. Thực ra câu này là câu dài thôi, và các bạn đều ngầm hiểu đây chính là bài toán lãi kép. Câu đấy nó cũng chỉ khẳng định là chắc chắn là dùng lãi kép, đúng không ạ? Rồi, sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được cả số tiền vốn và lãi gấp đôi so với tiền gửi ban đầu. Giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra, thì chắc chắn là đọc xong đề một lần thôi biết là dùng công thức số mấy. Công thức số 1. Đấy, đúng không ạ? Nó chính là dạng 1, là T bằng A nhân với 1 cộng R tất cả mũ N thôi. Chứ đúng không ạ? Đọc xong đề thì chúng ta biết rồi. Đây chỉ là công thức về gửi tiết kiệm một lần, đúng chưa? Gửi một lần và rút một lần, thì đó chính là cái dạng số 1 của chúng ta. Sau đó các bạn thấy vào đi. Chỉ cần nhớ cho thầy là gấp đôi các bạn nhé. Gấp đôi có nghĩa T này bằng mấy? T bằng 2A. Mà thầy có luôn này, 2A bằng A nhân 1 cộng với 7,5 trên 100, đúng không ạ? Phần trăm nhá, tất cả mũ N. Và các bạn triệt tiêu cái số A đi, thấy có đó là 2 bằng 1 cộng với 7% tất cả mũ N, đúng không ạ? Vậy N bao nhiêu đây? N chính là bằng loga theo cơ số 1 cộng với 7% của 2. Các bạn lấy máy tính các bạn bấm cho thầy đi. Xem bằng bao nhiêu? Sau ít nhất bao nhiêu năm nha, các bạn hiểu câu hỏi đấy. Nào các bạn lấy máy tính các bạn bấm nào. Loga theo cơ số mấy nhỉ? 1 cộng với 7% tức là 0,07 đúng không ạ? Của mấy nhỉ? Của 2. Nó bằng 10,24, các bạn nhớ nhá. Đây là 10,24 năm rồi, đúng không ạ? Thì đáp án đúng của chúng ta là gì các bạn nhỉ? Sau ít nhất bao nhiêu năm? Sau ít nhất bao nhiêu năm các bạn nhá? Vậy chúng ta chọn đáp án nào đây? Các bạn chọn 10 năm, 10,24 mà đúng không ạ? 1 cộng với 7,5, xin lỗi các bạn, đây 7,5 nhé, tức là 7 trên 100 đúng không ạ? Ok, thầy bấm lại cho các bạn nhá. 7 trên 100, ok không ạ? Bằng 10, ớ, 7 trên 100 thì vẫn thế mà nhỉ? À, 7,5 cơ, chết thật, 7,5, 7,5 à, đó, xem nào, 9,58, ok, may quá. Xấp xỉ 9,58. Đúng không ạ? Đọc đề một lần nhưng mà thầy lại là một lần. Thì tóm lại là bài C của chúng ta là đúng, đúng không ạ? Đáp án C 7,5 đúng rồi, có bạn nhắc thầy rồi nhá. Cảm ơn các em. Có bạn bạn gì đây? Bạn Thành Nguyễn này, 9,58 mà đúng rồi. Chính xác, 9,58 chúng ta làm tròn lên 10, đúng không ạ? Bởi ít nhất bao nhiêu năm thì thời gian của chúng ta phải lớn hơn 9,58 này. Thì suy ra gần đúng nhất nó phải là 10, chứ không thể làm tròn số được nhá. Ít nhất tức là số thời gian phải lớn hơn, đúng không ạ? Rồi, có nhiều bạn nhắc thầy rồi nhá. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Trần Mỹ Tiên. Ui, tên đẹp thế nhỉ, bạn PT Hà. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Tiếp tục chúng ta chuyển sang như thầy là câu số 46. 46 nào.
Chú ý nhá, 46. Một người gửi 100 triệu đồng đúng không ạ? Vào ngân hàng với lãi suất là 0,4% trên một tháng. 0,4% trên một tháng. Biết rằng không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng số tiền lãi được nhập vào vốn để tính lãi cho tháng tiếp theo. Đây chính là lãi kép rồi đúng không ạ? Hỏi sau 6 tháng người đó lĩnh được số tiền là bao nhiêu? Đấy, 46 thì các bạn nhìn thấy luôn, thì tóm lại là cũng phải dùng công thức số 1 thôi. T bằng A nhân 1 cộng R tất cả mọi đời. Các bạn thay số vào này, A của chúng ta đọc xong đề thì mình biết A mấy? A bằng 100. Đúng không ạ? 1 cộng R là mấy? 0,4 chia 100, tức là 0,4% đấy. Đúng không ạ? Nhưng chỉ có một cái điều mà các bạn cần phải lưu ý, đó là sau 6 tháng thì N của chúng ta đây chính là bằng 6. Được chưa? Nhớ nhé, lưu ý như thế này thôi. Và sau các bạn lấy máy tính các bạn bấm thôi. Thì nó là đáp án nào đây? Đáp án A nha, các bạn tự bấm cho thầy câu này. Đấy, đáp án A là bằng 102,424 triệu đồng đấy. Đúng không ạ? Là 46A nhá. Tất cả các bạn đều làm đúng hết mà, có bạn nào sai đâu. 47 nào. 47. Bạn ra câu 47 chưa? Bốn bảy nhá. Có phía sau thì nó lại có nhiều câu hay nữa đúng không ạ? Rất là tuyệt vời luôn. 47 bạn làm ra chưa? 46 đã bán ra rồi. Các bạn comment câu 47 xuống dưới để xem nào. Câu 47 đó là gì đây? Đầu năm 2016, ông A thành lập một công ty. Tổng số tiền ông A dùng để trả lương cho nhân viên đó là 1 tỷ đồng. Đấy. Được chưa? Năm 2016 thì tóm lại là ông sẽ dùng tiền lương đó là 1 tỷ đồng để trả cho nhân viên. Biết rằng sau mỗi năm thì tổng số tiền dùng để trả cho nhân viên trong cả năm đó sẽ tăng thêm 15% so với năm trước. Tức là cứ năm này lại tăng lên 15%, thì đây cũng là một bài toán về lãi kép đấy các bạn ạ. Đọc xong đề thì mình biết là nó là lãi kép, bởi vì năm nào nó cũng sẽ tăng thêm 15% so với năm trước, chứ không phải so với năm đầu. Đấy, nếu như so với năm đầu thì đó là bài toán lãi đơn. Như vậy các bạn yên tâm, không ra lãi đơn đâu. Hỏi, năm nào là năm đầu tiên mà ông trả tiền đó là trong cả 5 năm ông tiền ông A dùng để trả lương cho nhân viên trong cả 5 năm lớn hơn 2 tỷ đồng. Lớn hơn 2 tỷ đồng. Bài này thì chúng ta dùng công thức vẫn là công thức số 1 thôi, đúng không ạ? Chỉ cần nhớ cho thầy rằng là 2 tỷ đồng là T bằng 2. Đó, lớn hơn 2 nhá, bằng 1 nhân với 1 cộng với R là bao nhiêu nhỉ? R là bằng 15 chia 100 đúng không ạ? Tất cả mẫu mấy? Tất cả mẫu N, các bạn lấy N ra cho thầy xem nào. N của thầy chỉ bằng loga theo cơ số 1 cộng với 15% đúng không ạ? Của 2. Các bạn lấy máy tính các bạn bấm giúp thầy nhá. Loga theo cơ số mấy nhỉ? 1 cộng với 15 chia 100 đúng không ạ? Của 2 bằng 4,95 thì chúng ta có thể làm tròn lên là bằng 5 đúng không ạ? Bởi vì đây là ít nhất các bạn ơi. Lúc nào nó cũng thế. Thì 2016 mà cộng thêm 5 năm nữa thì chính là bằng năm 2021 đúng không ạ? Đó là đáp án B. Được chưa? Bài này nó cũng tương tự thôi bởi vì nó dùng công thức số 1. Nhưng mà câu 48 và câu 49 à? 48 là đề năm 2019. Đây, câu 48 là câu rất hay. Câu 49 cũng là một câu rất hay nhá. Nào 48 nào. 48 là câu hay rồi đúng không ạ? Câu 48 bắt đầu là câu hay. Bốn tám là đề tham khảo đúng không ạ? Đề tham khảo năm 2019. Ông A vay ngân hàng 100 triệu với lãi suất là 1% trên một tháng. Các thông số chúng ta cần phải chú ý đó là 100 triệu đi vay các bạn nhé, đi vay này, vay ngân hàng 100 triệu, lãi suất là 1% trên một tháng. Ông ta muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo đúng cách, đó là gì? Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông ta bắt đầu hoàn nợ. Thực ra đây chính xác là một bài toán trả góp, giống như kiểu các bạn mua một cái gì đấy 100 triệu đúng không ạ? Thì cuối tháng đấy chúng ta phải bắt đầu trả nợ, và người ta gọi đó là bài toán trả góp. Được chưa? Tiếp tục, hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, tức là tháng nào ông phải trả hết, không có tháng nào quyết hết đúng không ạ? Đấy, câu này nó chỉ câu điều kiện thôi, các bạn đừng có lo nhá. Hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, tức là lần tháng nào cũng phải trả hết đúng không ạ? Trả đều đặn như thế, đúng chưa? Số tiền hoàn nợ mỗi tháng là như nhau, và ông A trả hết nợ sau đúng 5 năm kể từ ngày vay. Đấy, trả hết nợ sau đúng 5 năm, thì các bạn chú ý này, đây 5 năm đây, thời gian trả nợ đây đúng không ạ? Ok chưa?
Biết rằng mỗi tháng ngân hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của nó. Câu này nó chỉ câu điều kiện thôi. Hỏi số tháng, số tiền mỗi tháng ông ta cần phải trả cho ngân hàng gần với số tiền nào nhất sau đây. Các bạn nhìn thấy câu 48 chưa? Đọc xong đề đi, đọc đề cho nhanh vào. Đọc đề xong nhanh vào thì là phải làm sao? Phải chốt được, đúng không ạ? Cái quan trọng nhất của tài lãi suất là chúng ta phải chốt được xem là cái bài toán này là người ta sẽ hỏi dùng công thức nào. Đấy, trong 4 công thức này. Và nếu bạn nào nhảy số nhanh thì nó chính là công thức số mấy? Công thức số 4. Đúng không ạ? Công thức số 4 là người ta sẽ hỏi các bạn là gì đây? Mỗi số tiền mỗi tháng ông ta phải trả. Đây cũng chính là tìm M. Đấy, đúng không? Bài toán trả góp đọc xong đề là các bạn phải khẳng định đó là bài toán trả góp luôn. Ngay và luôn. Người ta đang hỏi, các bạn hỏi M. Đúng không ạ? Còn cho tất cả những yếu tố còn lại rồi nhá, cho tất cả những yếu tố còn lại rồi. Bây giờ các bạn thay số vào thầy xem nhá. Dùng đúng công thức này này. Đây, công thức đây. Đúng không ạ? Ghi lại luôn cho thầy nào. M nhỏ của thầy chính là bằng A nhân với R nhân với 1 cộng R tất cả môn N. Đấy, chúng ta lấy giấy bút ra các bạn ghi vào thầy nhá. 1 cộng R tất cả môn N mà trừ cho mấy? Trừ cho 1. Đấy, các bạn thay số vào công thức cho thầy đi. Công thức vào thay vào nào? Chúng ta có này. Dùng đúng công thức này chốt hạ lại trong tất cả bài toán lãi suất. Nó đều dùng công thức và nó chỉ xảy ra một trong 4 công thức đấy thôi. Cái quan trọng nhất là chúng ta định hình cho thầy là chúng ta dùng công thức nào. Và vì sao lại biết là dùng công thức đấy? Đó mới là cái quan trọng. Nào, chúng ta thay số vào nhá. A lên mấy là 100. Nhân giờ là nhân mấy nhỉ? Nhân giờ là nhân 1% thôi đúng không ạ? Nhân 1%. Đúng chưa? Nhân 1 cộng với 1%. Cái quan trọng nhất là mũ N bao nhiêu? Cái quan trọng nhất bài toán này là N bao nhiêu? Bạn nào có thể cho thầy biết N bao nhiêu được không ạ? Chỉ cần một lưu ý rằng là N của chúng ta sẽ phải có cùng đơn vị thời gian với lãi suất. Ví dụ, đây là phần trăm theo tháng. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Đây là 1% trên một tháng. Và đây là theo đúng 5 năm. Thì chúng ta không thể lấy hai thằng này cùng nhau được. Ví dụ như bạn nào mà N bằng 5 đây là sai. Mà N bằng 5 đây là chúng ta phải đổi về tháng. Tức là 5 năm thì chúng ta lấy 5 và nhân với 12. Đúng không ạ? Thì bằng 60. 60 tháng tất cả. Đúng không các em? Vậy mua bao nhiêu? Đây mua bao nhiêu đây? Mua 60. Đúng không ạ? Nhớ đúng nhá. N đây mà ông nào mà chọn 5 là sai đấy. Bởi vì N với cả R nó phải có cùng đơn vị thời gian với nhau. Thằng này tháng thì thằng này cũng phải tháng. Thằng này năm thì thằng này phải năm. Thằng này quý thì thằng này phải quý. Đó là cùng đơn vị với nhau. Đúng chưa? Dưới cũng tương tự như thế. Là 1 cộng với 1%. Tất cả mũ 60 mà trừ cho mấy? Trừ 1. Và các bạn bấm thì nó xấp xỉ bao nhiêu nhỉ? Nó sẽ xấp xỉ bao nhiêu đây? 2,22 đúng không ạ? Bấm ra đáp án A. Đấy, các bạn tự bấm cho thầy nhá. Bấm một phát thôi, ra đáp án A. Bạn công nhận thầy điều đấy không ạ? Không cần xây dựng công thức gì cả, chả phải xây dựng gì hết. Bài toán lãi suất nó cũng dừng chỉ có một trong 4 công thức đấy, làm cho đúng là được thôi. Và phải khẳng định rằng là đọc xong đề thì biết nó dùng công thức nào, thế thôi. Đơn giản chưa? Tiếp tục câu 49. Câu 49. À, tương tự nhá, câu 49. Câu 49 nó hoàn toàn tương tự thôi đúng không ạ? Đây. Ông A vay nợ 100 triệu lãi suất 12% trên một năm. Ông ta muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo đúng cách thì nó chả khác quá gì nhau cả. Đọc đề nó chỉ như thế thôi. Chốt hạ lại đi cho thầy đi. Bài toán lãi suất. Được không ạ? Ok chưa? Đây, chỉ có một cái điều duy nhất đó chính là gì nhỉ? À, đúng 3 tháng kể từ ngày vay các thông số này. Đây 3 tháng các bạn này. Được chưa? 49. Nào 49 đáp án nào đây? 49 tương tự thôi nhá. Tóm lại là thầy nói cho các bạn là dùng công thức số mấy? Dùng công thức số 4 luôn. Đây cũng là một bài toán trả góp. Mà người ta cũng hỏi các bạn rằng là gì nhỉ? M nhỏ, tức là số tiền mà ông ấy sẽ phải trả cho ngân hàng trong mỗi lần hoàn nợ là bao nhiêu. Đấy, tức là hỏi M đúng không? Dùng đúng một công thức duy nhất thôi. Chốt hạ lại là dùng mấy? Chốt hạ lại này là dùng công thức số 4, nói cho nó nhanh. Đọc đề đi các đồng chí. Đúng không ạ? Vậy công thức số 4 là gì? Đây, các bạn phải hiểu rõ nhá. Nào, thay số vào này, M bằng bao nhiêu đây? A là 100 triệu, 100. R bao nhiêu đây? Giờ là lãi suất là 12% trên một năm. Tức là giờ của chúng ta là bằng 12 đúng không ạ? Phần trăm. Nhân với 12% này. Nhân với 1 cộng với 12. Thầy viết xuống dưới cho các em dễ nhìn nhá. M bằng 100 nhân với 12%. Đúng không ạ? 12% thực ra các bạn vẫn quy ra là 1% trên một tháng được mà. Có cái gì đâu. Bởi vì tí nữa chúng ta có bài toán đây là lãi tháng này. Đúng không ạ? Vẫn lãi tháng thì chúng ta có thể viết đây là 1% luôn đi. 12% trên một năm thì đó là 1% trên một tháng. Đồng ý chưa? Cho nó quy cho nó nhanh. Tiếp tục, nhân với 1
cộng với R là 1%. Tất cả mua bao nhiêu đây? Sau đúng 3 tháng kể từ ngày vay thì bắt đầu là hết nợ. Tóm lại là N bằng 3. Chuẩn chưa? Tất cả cũng trên như thế thôi. 1 cộng với 1% này. Tất cả mua bao nhiêu? Mua 3 trừ 1. Đây, đây là cái cuối cùng của chúng ta đây. Đúng không ạ? Đây là cái cuối cùng của chúng ta đây. Đấy, dùng công thức số 4 lắp vào cũng đúng y xì như thế cho thầy. Thì chúng ta sẽ suy ra được. Tóm lại là bạn nào đây? Đáp án nào các bạn nhỉ? Nhìn phát biết ngay mà có gì đâu. Không đến 3 giây cuộc đời của các bạn đâu. Thì chắc chắn đó là bạn gì đây? Các bạn comment xuống dưới được cho thầy được đáp án đâu không ạ? Câu 49 đáp án nào nhỉ? Úi giời ơi, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Các bạn nhìn thấy chưa? Rất là nhanh. Tất cả các bài toán lãi suất chúng ta đều có công thức sẵn. Và nhiệm vụ của bạn đọc xong mỗi một đề phải biết được rằng là mình dùng công thức nào. Chỉ đơn giản như thế thôi. Mà cách nhớ thầy cũng đã dạy cho các em rồi đúng không ạ? Tất cả nó chỉ có 5 ở trong 4 công thức này thôi. Gói gọn ở đây rồi các bạn ạ, nó không thi ra ngoài đâu. Nhiều bạn cứ lo sợ rằng là đề thi của bộ khẳng định luôn nó không bao giờ ra ngoài 4 công thức này đâu. Trừ phi có bài toán khó lắm nữa thì nó cũng chỉ kết hợp công thức số 3, công thức số 4 là căng lắm rồi. Còn nữa là không bao giờ nó ra ngoài 4 công thức này. Gọi là chắc chắn luôn. Được chưa? Chỉ cần học đúng cho thầy những 4 công thức này. Đọc xong mỗi đề thì các bạn phân tích cho thầy cái đề đấy. Mặc định là nó dài rồi. Đề lãi suất thì câu nào cũng sẽ dài hết. Đó, đúng không ạ? Đề lãi suất thì câu nào cũng sẽ dài hết nhá. Ok chưa? Tiếp tục chúng ta chuyển sang cái phần nâng cao nhá. Nâng cao thì ta có một số câu rất là hay và thầy sẽ chỉ cho các bạn một số phần nâng cao này. Nó rất là tuyệt vời luôn. Đúng không ạ? Bạn nào mà đang xem các bạn thả tim và like nhẹ thầy một chút để lấy động lực làm các bài tiếp theo nào. Anh em nào đang xem không ạ? Anh em nào đang xem livestream thì chúng ta có thể là like nhẹ thầy một chút và chúng ta chia sẻ để thầy có thể lấy thêm động lực để thầy dạy tiếp cho các bạn các bài phía sau. Đều là những bài nó cực kỳ hay và tuyệt vời luôn. Và thầy nghĩ là chúng ta sẽ học hỏi rất là nhiều điều thông qua đề này đấy. Chưa nghỉ đâu, còn nhiều bài hay như thế này mà đúng không ạ? Nhiều bài hay lắm. 50 câu quá bình thường luôn đúng không ạ? Hôm nay thử khô máu một lần xem. Bạn nào đang xem livestream thì chúng ta có thể cho thầy một like đúng không ạ? Và một like và một nút share nhá. Hôm nay bạn Thu Hiền là một trong những thành viên lớp VIP. Bạn nào đang xem livestream thì chúng ta comment xuống dưới để chào hỏi nhau một chút đi. Chị chào Thu Hiền nhá, bạn Trần Kim Thắng, thầy thấy em không? Tí thầy nhớ ghim link đề nha, có link đề nhá. Bạn nào cần full đáp án và lời giải chi tiết thầy cũng sẽ tặng cho các em luôn. Đề này nó hay lắm, mà các bạn phải đáng phải làm đúng không ạ? Nếu bạn nó xác định tầm khoảng 8-9-10 đề thi học kỳ, bắt buộc các bạn phải làm. Bắt buộc luôn các em ạ. Em thả vì liệt nút like rồi, xin chào bạn Nguyễn Thủy. nhưng mà anh khá đi thù rồi, ok bạn PT Hà. Rồi. Khô máu luôn các đồng chí nhá. Ở đây tất cả những bạn mà đang xem live stream đây thì chắc là đều là đối thủ nhau hết rồi đúng không ạ? Chúng ta cần phải khao khát xem là chúng ta giải vận dụng cao như thế nào. Những câu về sau nó chỉ là lấy điểm 8, điểm 9, điểm 10 thôi. Vì thế thầy có thể chú ý cho các bạn như sau. Dạy cho các bạn luôn này. Nào chúng ta chú ý. Chú ý nhá. Câu 50. Một câu rất là hay. Đây là một bài toán có chứa tham số m. Đấy, đây là một bài toán có chứa tham số m, đúng không ạ? Ok chưa? Đọc xong đây thì các bạn hiểu đây là chứa tham số m. Có bao nhiêu nghiệm phân biệt? Đấy, có bao nhiêu nghiệm phân biệt? bao nhiêu nghiệm phân biệt? Đây là một bài toán về tương giao. Đúng không ạ? Tương giao. Thì các bạn đều có thể hiểu rằng là muốn biết được rằng là có bao nhiêu nghiệm phân biệt của phương trình này này. Phương trình 1 ấy. Nó chính là số giao điểm của hai đồ thị đúng không ạ? Đồ thị thứ nhất đó là đồ thị y bằng fx, tức là toàn bộ vế trái này các bạn này. 3x bình trừ 6x cộng với len của gì nhỉ? X cộng 1 tất cả mũ 3. Đấy, và cộng 1 đúng không ạ? Đây là đồ thị phía trái. Nó giao với đồ thị nào? Giao với trục OX. tức là y bằng 0. Tóm lại như thế cho nó nhanh nhá. Đây là trục OX này. Số nghiệm của phương trình 1 ấy nó chính là số giao điểm của hai đồ thị này. Đúng chưa? Và chúng ta muốn biết được xem có bao nhiêu nghiệm phân biệt thì rõ ràng các bạn chỉ cần vẽ được bảng biến thiên của thằng này thôi. Thì chúng ta sẽ suy ra ngay. Đấy, mà ông nào mà đã từng làm chương 1 tốt rồi thì thầy tin chắc là nó sẽ hỗ trợ các em rất là nhiều trong cái chương 2. Đấy, sẽ hỗ trợ rất là nhiều trong chương 2 các bạn nhé. Chương 1 là chương hàm số, nó là nền tảng luôn. Đấy, sẽ support được cái chương 2 rất là nhiều. Các bạn chú ý, muốn vẽ bảng biến thiên thằng này đúng không ạ? Thì đầu tiên các bạn phải chú ý này, điều kiện xác định của nó x phải lớn hơn trừ 1. Và chúng ta cũng chỉ vẽ bảng biến thiên khi x lớn hơn trừ 1 thôi. Đúng chưa? Bạn làm gì đây? Chúng ta tính đạo hàm y phẩy của chúng ta bằng gì nhỉ? 6x này đúng không ạ?
trừ 6 này. Rồi, len u thì bằng gì? U phẩy trên u tóm lại là cộng với 3 nhân với gì các bạn nhỉ? U phẩy trên u x cộng 1 tất cả mũ 2 trên u là trên cho x cộng 1 tất cả mũ ấy nhỉ? Tất cả mũ 3, đúng không các em? Len u đạo hàm thì bằng u phẩy trên u. U phẩy của thầy chính là bằng 3 nhân với x cộng 1 tất cả bình luôn, mặc dù u phẩy của ta bằng 1 luôn, đúng không ạ? Các bạn giúp gọn cho mình tiếp xíu nhá. Tương đương với y phẩy bằng 6 nhân x trừ 1, đúng không ạ? Cộng với 3 trên cho gì nhỉ? X cộng 1 thôi, giúp gọn đi. Đúng chưa? Sau đó chúng ta sẽ cho nó bằng mấy nhỉ? Chúng ta sẽ cho nó bằng 0. Đấy, bằng 0 thì các bạn quy đồng chuyển vế đổi dấu thì thầy có luôn nhá. 6 nhân với x bình trừ 1 cộng 3. Đúng chưa? Đấy, trên cho x cộng 1 thì bằng 0. Đấy, các bạn giải cho thầy phương trình đi. X bình cộng 1 sẽ là bằng mấy nhỉ? Bằng trừ 1/2. Và tương đương với x bình bằng mấy các bạn? X bình của thầy sẽ là bằng x bình trừ 1 nhé, trừ 1 đúng không ạ? Trừ 1 bằng trừ 1/2, x bình bằng 1/2 đúng không ạ? Số đẹp mà. X bình của chúng ta là bằng 1/2. Chuẩn chưa? Chuyển vế và đổi dấu. Tóm lại thì nghiệm này thầy nghĩ ai cũng làm được thôi, chỉ có vấn đề tính toán thôi nhá. Được chưa? X bình bằng 1/2. Và chốt hạ lại thầy là x bằng mấy? Bằng cộng trừ 1 trên căn 2. Đúng không ạ? Vậy các bạn bảng mấy thiên luôn cho thầy như sau. Bảng mấy thiên luôn nhá. Đây là x này, y phẩy đây và y đây. Trừ 1 của chúng ta đây. Đúng không ạ? Trừ 1 của chúng ta đây. Đây là trừ 1 trên căn 2 các bạn ấy. Chỗ này là 1 trên căn 2 này, được chưa? Và chỗ này là dương vô cùng. Đấy, các bạn có thể tính luôn cho thầy đi. Đúng không ạ? Rồi sau đó các bạn xét dấu đi. Xét dấu thì thường là trong trái ngoài cùng. Đúng không ạ? Trong trái ngoài cùng tức là trong mang dấu âm. Ngoài sẽ mang dấu gì các bạn nhỉ? Dấu dương. Chuẩn không các em? Chuẩn chưa? Đấy, các bạn tự xét dấu cho thầy nhá. Cộng thì đi lên, trừ thì đi xuống. Đấy, cộng thì đi lên. Đúng không ạ? Và thực ra ở đây chúng ta không cần nhất thiết phải xét trên khoảng từ trừ 1 cũng được. Đấy, nhưng mà đây thì thầy làm cho nó chắc chắn luôn nhá. Đạo hàm sai rồi á, đạo hàm ở đâu sai nhỉ? Đạo hàm đâu sao sai nhỉ? 6x trừ 6 mà. Ui giời ơi, các đồng chí làm thầy lại hết hồn rồi. Bạn Nguyễn Văn Thịnh, đạo hàm đúng rồi mà. Đúng chưa? Rồi bây giờ chúng ta phải tính cho thầy hai giá trị này đi. Hai giá trị này. Các bạn tính cho thầy cái hai giá trị này nhá. Tại f tại trừ 1 phần căn 2 là bằng bao nhiêu? Bằng cách chúng ta nhập toàn bộ biểu thức vào đây. Cho chúng ta CLC đúng không ạ? Các bạn xem nhá. 3x bình này trừ 6x này đúng không ạ? Cộng với len của x cộng 1 tất cả mũ 3. Len của x cộng 1 tất cả mũ 3 đúng không ạ? X cộng 1 đây, đóng ngoặc lại tất cả mũ 3 các bạn nhá. Được chưa? Cộng 1 sau đó chúng ta CLC đó là 1 chia căn 2. 1 chia căn 2. Đúng không ạ? 1 chia căn 2 các bạn bấm cho đúng nhá. Rồi, bằng bao nhiêu đây? 1 trên căn 2 thì nó bằng trừ 1,589. Trừ 1,589. Đúng không ạ? Tiếp tục CLC đó là trừ 1 chia căn 2. Xem bằng bao nhiêu nào đó, 4,89. Ok không ạ? 4,89 ở đây. Được chưa? Và các bạn đều để ý cho thầy một chút xíu nữa xem là trừ 1 nó nằm đâu. Can tiếp cho thầy trừ 1 nó nằm đâu. Trừ 1 thì không can được thì nó lớn, trừ 1 thì sấp xỉ một tí thôi nhé. Các bạn tính lim ấy, hoặc là các bạn CLC gì nhỉ? Trừ 0,9 nhá. Can trừ 0,9. Thì chúng ta tìm một số sấp xỉ nó thôi. Là trừ 3,37 đúng không ạ? Trừ 3,37 đây. Đúng không ạ? Chỗ này là dương cuối cùng các bạn nhá. Thì chúng ta có thể hoàn toàn dựa vào bảng biến thiên này các bạn này. Đây là bảng biến thiên của nó đúng không ạ? Bảng biến thiên của nó thì mình thấy là trục OX nó phải nằm giữa đây. Đây chính là đường thẳng Y bằng 0 của chúng ta. Hay còn gọi đây chính là trục OX. Đúng không ạ? Đấy, nó cắt tại mấy điểm đây? Nhìn bằng mắt thường thì mình thấy được luôn. Nó cắt tại 3 điểm phân biệt luôn. Vậy chắc chắn là đáp án C. Đơn giản như thế không? Các bạn thấy không ạ? Một bài toán về mô và loga, nhưng hoàn toàn là sử dụng công cái kiến thức của chương 1 là chương về hàm số. Các bạn nhìn thấy chưa? Rất là đơn giản. Chỉ cần tính đạo hàm và vẽ được bảng biến thiên nó, thì chúng ta căn cứ vào đây, chúng ta tính tất cả cái giá trị của nó, thì mình biết rằng là nó sẽ cắt trục OX chắc chắn tại 3 điểm. Đúng không ạ? Rất đơn giản thôi.
Coi như bạn bảo dùng Casio luôn nhưng mà đó không phải là bản chất đâu. Chứ chắc là các bạn đã dùng Casio kiểu đấy. Mà chúng ta nên làm đây. Cách này là cách chúng ta dùng bản chất. Đúng không ạ? Xong chưa? Câu 50 xong nhá, tiếp tục. Còn câu tiếp theo, đây, câu 51 đây. Có nhiều câu rất là hay các bạn. Câu 51 nào. Tí mà xóa đề là chặt cu nha. Nào, ông nào làm ra câu 51 chưa? Thầy để luôn cho các bạn câu số 52 nhá, để cho chúng ta có thể nhìn mấy câu về sau đều câu hay. Hay nhất là câu 54, câu 55 và câu 56. Đấy, hay nhất là những câu như thế. Câu 57 cũng là câu hay. Tất cả đều là câu vận dụng cao hết. Đúng không ạ? Thầy giảng hơi dài nên buồn ngủ. Ôi giời ơi, bạn Đức Nguyễn là bạn nói như thế là thầy hơi buồn rồi nhá. Câu 51 nào, bạn đã làm ra câu 51 chưa? Câu 51 là một câu mà người ta bảo là A, B nó đều lớn hơn 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của một biểu thức. Đây, biểu thức P của chúng ta đây. Các bạn nhìn thấy không ạ? Tìm giá trị nhỏ nhất của một biểu thức này. Và biểu thức này thì nó có hai ẩn, đó chính là ẩn A và ẩn B. Nó đã có điều kiện sẵn cho các em rồi đúng không ạ? Vậy việc đầu tiên là của chúng ta là phải gì? Là phải biến đổi nó trước đã, rút gọn nó đi. Và các bạn làm thế như sau. P bằng này. Tất cả đây thì chúng ta cần phải chú ý nhá. Ở đây mình có A bình đúng không ạ? A bình mà đưa ra ngoài thì còn 2, nhưng vì có bình phương nên đưa ra ngoài nó sẽ còn 4. Vậy thầy có 4. Đấy, loga theo cơ số A phần B của A. Đấy, tất cả bình luôn đúng không ạ? Tất cả bình đây. Vẫn là tất cả bình các bạn nhá. A bình đúng không ạ? A bình thì các bạn đưa số 2 ra ngoài thì còn 4 đây. Tiếp tục cộng với 3 loga theo cơ số B của A trên B thì chúng ta tách ra thành gì nhỉ? Loga theo cơ số B của A mà trừ cho B của B, tức là trừ cho 1. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Tách ra rất đơn giản các bạn nhá. Ok không ạ? Rồi, tiếp tục tiếp. P của chúng ta bằng gì đây? Chỗ này thì mình đảo ngược lên đi. Đúng không ạ? Tức là bằng 4 này trên loga theo cơ số A của A chia B, tất cả bình. Đấy, cộng với 3 loga theo cơ số B của A mà trừ cho 1. Đấy, cũng tương tự như thế thôi. Đây là cái trường hợp đảo loga rồi đúng không ạ? Chuyển từ cái thằng cơ số trên mà xuống dưới và dưới lên trên thì đó là 1 trên loga. Tương đương với P chính là bằng cái này. 4 trên, cái này các bạn tách ra nhá, tách ra thì có đúng là bằng 1 trừ cho loga theo cơ số A của B tất cả bình đúng không ạ? Đúng chưa? Cộng với 3 loga theo cơ số B của A trừ cho 1. Đấy, đây chính là biểu thức P của chúng ta. Và nó cũng chỉ còn lại một cái thằng duy nhất thôi. Đó chính là gì nhỉ? Loga theo cơ số A của B. Và chắc hẳn là các bạn đều nghĩ đến việc là các bạn đặt ẩn phụ. Đúng không ạ? Chúng ta đặt gì đây? Đặt loga theo cơ số gì? B của A bằng T. Và chắc chắn các bạn sẽ hiểu là T của thầy sẽ lớn không. Vì sao biết lớn không? Bởi vì đề bài người ta cho A lớn hơn B và lớn hơn 1. Nên thằng này sẽ phải lớn hơn 0. Đúng không ạ? Được chưa? Hoặc có thể là lớn 1 nữa cũng nên. Lớn 1 thì phải. Đấy, bởi vì loga theo cơ số A của B nó sẽ là bằng loga theo cơ số A của B này. B của A chứ xin lỗi, B của A sẽ lớn hơn loga theo cơ số B của B. Đúng không ạ? Lớn 1 không phải lớn 0 đâu, lớn 1 nữa cơ. Đúng không ạ? Lớn 1, A lớn B. Đấy, các bạn nhớ thầy nhá. Đây là cái điểm nhấn duy nhất của chúng ta, là T của chúng ta nó sẽ lớn hơn 1. Và sau khi biết là T lớn 1 rồi thì biểu thức P của chúng ta nó sẽ trở về gì đây? 4 trên 1 trừ đi. Đây là A của B. Đúng không? A của B thì nó 1 trên T. Đấy, tất cả bình. Cộng với 3 nhân với thằng này gì đây? Thằng này là T trừ 1 đúng không ạ? Và chắc chắn là chúng ta có thể sử dụng máy tính Casio để các bạn có thể tìm ra giá trị min của nó được thông qua bài này. Với điều kiện là T của ta nó chạy từ 1 là lớn hơn 1. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta bấm máy tính nhá. Đây, lấy máy tính các bạn bấm thầy đây, 18 này. Bấm cho đúng như thầy thôi. Phân số 4 tất cả chia cho 1 trừ cho 1 trên T tất cả bình đúng không ạ? 1 trừ cho 1 phần T tức là 1 phần X các bạn nhá. Đóng ngoặc lại tất cả bình cho thầy, đóng bấm cho đúng vào. Lấy máy tính ra bấm đi. Cộng 3 nhân với T trừ 1 tức là X trừ 1 đúng không ạ? Bằng. Nhớ là T của chúng ta chạy từ 1, tức là thầy có thể có quyền cho T bằng 1. Cho chạy đến mấy, cho đến 10 đi. Step là 0,5. À, chúng ta cần tìm ra giá trị min của nó. Các bạn nhìn đi, lướt qua nhá. Lướt qua đi. Thì mình nhìn thấy mấy đây.
Đúng là bằng mấy? Chính xác tuyệt đối luôn, là bằng 15. Đúng không ạ? Bạn lướt đi. Chắc chắn nó chỉ có 15 thôi. Vậy đáp án đúng của chúng ta là bản gì? Là bản D. Đấy, hay chưa? Một bài toán rất là hay, các bạn nhớ nhá. Đã hiểu câu số 51 chưa? Nếu bạn hiểu rồi chúng ta comment ok xuống dưới cho thầy xem nào. Tiếp tục chúng ta chuyển sang câu 52. Tiếp tục chúng ta chuyển sang cho thầy câu số 50-52. Đều là những câu rất hay hết các bạn ạ. Những bạn nào xem thì các bạn tranh thủ xem đi. Thì sau cái livestream này không xem được nữa đâu. Sau livestream thầy xóa đấy. Tranh thủ các bạn chia sẻ về đi nhá. Các bạn có thể chia sẻ livestream này về đi. Đề hay mà thầy lại dễ thương. Ôi trời ơi, cảm ơn em bạn Trần Huyền Diệu. Ok. Câu 52. Câu 52 là một câu rất là hay. Bởi vì đề năm 2018 thì nó biết rồi đấy, các bạn biết rồi đấy, đúng không ạ? Toàn là đề rất là hay luôn. Ở đây thì người ta cho các bạn một cái phương trình, đó là 5x cộng m bằng loga theo cơ số 5 của x trừ m. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Câu 52. Thầy ơi, có file đề không ạ? Các bạn cứ chia sẻ về đi, sau đó thì các bạn nhìn cái caption chúng ta thấy chia sẻ trên file đề mà. Hoặc là thầy tí nữa thầy sẽ ghim cho các bạn luôn nhá. Chia sẻ vẫn xem lại được mà. Đúng không ạ? Rồi, các bạn chú ý này, làm giải nhanh này. Với m là tham số, có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng từ -20 đến 20? Đây là bài toán rất hay. Đây là bài toán rất là hay các bạn ạ. Một bài toán cực hay luôn. Đúng không ạ? Bài toán này thì nó sẽ phải dùng hàm đặc trưng. Nó phải dùng hàm đặc trưng các bạn ạ. Được chưa? Nhưng có một cái từ rất quan trọng, đó chính là từ khóa của chúng ta. Là từ gì? Từ có nghĩa. Các bạn nhìn thấy không ạ? Từ này này là từ khóa. Mà muốn giải mã được cái từ khóa này, chúng ta đều làm một phương pháp là gì nhỉ? Cô lập m. Đúng không ạ? Và xét minh bạch, tất cả nó đều làm theo cái này hết. Nhưng để cô lập m, các bạn nhìn vào đây thì nó chưa thể cô lập m. Đúng không ạ? Thì chúng ta phải làm gì? Là chúng ta cần phải dùng hàm đặc trưng. Đấy, nếu như bạn nào chưa biết dùng hàm đặc trưng thì chúng ta phải biến đổi và chúng ta phải thêm bớt. Còn nếu như bạn nào gọi là thầy dạy một cách là tất cả chúng ta đều thể làm được luôn, đó là như sau. Các bạn đặt tất cả thằng này bằng t, đặt tất cả thằng này bằng t, tức là thằng này bằng t này đấy, và cái này cũng bằng t này đấy. Nếu bạn thấy có luôn nhé, 5x cộng m bằng t và loga theo cơ số 5 của x trừ m bằng t. Đấy, nếu như bạn nào chưa biết dùng hàm đặc trưng ấy, thì chúng ta dùng thế cách này thì 100% các bạn vẫn có thể hiểu luôn. Đưa về hệ đối xứng, đúng rồi. Nếu thích thì dùng hàm đặc trưng luôn. Tí nữa thầy sẽ dạy cho các bạn hàm đặc trưng. Đây cách 1 nhá. Rồi tiếp tục nào. Đây chúng ta tương đương này. 5x cộng m của thầy chính là bằng t. Thằng này là có đúng chính xác là 5 mũ t bằng x trừ m không ạ? Các bạn để ý thầy là mũ chéo lên thì chúng ta có thấy là 5 mũ t bằng x trừ m. Thì về bản chất cũng chính là 5 mũ t cộng m bằng x. Đấy, mà chúng ta lấy hai phương trình này trừ nhau. Đúng không ạ? Thì mình còn lại một cái phương trình cuối cùng, đó là 5 mũ x trừ 5 mũ t bằng t trừ x. Hay nói chính xác hơn là gì nhỉ? 5 mũ x cộng x thì bằng 5 mũ t cộng t. Và đây chính là phương trình cuối cùng của chúng ta. Và tất cả hai vế của phương trình bây giờ nó đang có cùng dạng với nhau, đều là một hàm số fu là bằng 5 mũ u cộng với u. Chắc chắn hàm này là hàm đồng biến. Nhưng vì đây là trắc nghiệm, các bạn hoàn toàn không cần phải xét đơn điệu gì hết mà khẳng định luôn x sẽ phải bằng t. Đấy, đúng không ạ? Hai hàm số này giống y xì nhau về dạng, đều là 5 mũ t cộng t, thì muốn bằng nhau thì x phải bằng t. Mà sau khi các bạn đã biết x bằng t rồi, đúng không ạ? Bạn thêm vào đây. Đấy, thêm vào phương trình số 1 đây của chúng ta thì thầy có luôn nhá. 5 mũ x cộng m của thầy chính là bằng x. Đấy. Đúng chưa? Tóm lại là m của thầy chính là bằng x trừ 5 mũ x. Đây là cái điều chốt hạ của chúng ta. Sau khi làm xong đến đây thì đều 99% là xong ngay. Đúng không ạ? 99% là xong ngay. Bởi vì muốn có nghiệm thì chắc chắn là gì nhỉ? Thì m của chúng ta sẽ phải nằm trong đoạn từ min cho đến max của thằng gì nhỉ? Thằng vế phải. Lúc nào nó cũng thế. Cái từ khóa của chúng ta lúc nào cũng sẽ sử dụng, đó là từ có nghiệm. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ bấm cho thầy nhá. Các bạn bấm thầy đi, tìm ra min max của nó thì chúng ta suy ra ngay mà. Nào chúng ta xem nào. 18 đúng không ạ? X trừ 5 mũ x này trừ cho 5 mũ x bằng
Bắt đầu đây chúng ta nhớ là x không có giá trị đâu các bạn nhá. X không có giá trị chúng ta sẽ cho trừ 10 cho đến 10. Step bằng 1 đi. Thì xem nào. Cần tìm ra trừ 10 này đúng không ạ? Ok, các bạn nhìn thấy lướt qua nhanh không ạ? Các bạn nhìn lướt qua nhanh cho thầy đi. Thì mình sẽ nhìn ra ngay và luôn cho thầy đó chính là bằng bao nhiêu đây. Nó có giá trị min của nó là bằng max của nó bằng trừ 1. Các bạn nhìn thấy không ạ? Max của nó bằng trừ 1 nhưng nó không có giá trị min. Max của nó bằng trừ 1 chứ nó không có giá trị min. Các bạn nhìn thấy chưa? Lướt qua đi, đúng không ạ? Max của nó bằng trừ 1. Đấy, vậy chúng ta tóm lại là m của chúng ta sẽ nhỏ hơn được bằng trừ 1. Và kết luận về điều kiện này nữa các bạn này. Kết luận về điều kiện là m của chúng ta sẽ lớn hơn trừ 20 và nó nhỏ hơn 20, đúng không ạ? Được chưa? Thì kết luận cuối cùng là m sẽ làm sao? Chạy trong khoảng từ trừ 19 cho đến trừ 1, đúng không em? Trừ 19 đến trừ 1 là có tổng cộng là bao nhiêu cái tất cả các bạn nhỉ? Có cái bằng không các bạn? Đấy. Xong rồi đấy, đúng không ạ? Kết luận là có bao nhiêu giá trị m tất cả các bạn nhỉ? Có 19 số nhá. Tóm lại là có 19 số tất cả. Là câu 52, đó chính là đáp án B nhá. Câu 52 là đáp án B. Câu 53 cũng hoàn toàn tương tự như thế nhá. Câu 53 thì cũng hoàn toàn tương tự 100% như thế luôn. Thầy sẽ cho bạn đáp án của câu 53 này, các bạn về nhà tự làm nhá, là câu C. Còn 3 câu hay nhất của chúng ta là 54, 55 và 56. 3 câu hay nhất của chúng ta 54 đúng không? 54, 55, 56 và 57. 4 câu, 4 câu hay nhất có bằng. Các bạn có muốn thầy chữa tiếp không? 54, 55 và 56. Ôi giời, hôm nay chúng ta học hơn 2 tiếng rưỡi rồi nhỉ? Cũng khá là khô máu đấy. Khá là khô máu, 2 tiếng rưỡi tròn luôn các em ạ. 2 tiếng rưỡi tròn luôn. Các bạn muốn thầy chữa tiếp không? Mấy câu phía sau nó đều là những câu rất là hay. Câu 54 là câu hay nhất các bạn, câu 54 là câu hay nhất bởi vì chúng ta giải loga không thể làm theo phương pháp bình thường được, mà thầy muốn dạy cho các bạn một chút đó là chúng ta phải dùng phương pháp đánh giá. Câu 54 là chúng ta phải dùng phương pháp đánh giá nha. Anh em chia sẻ mạnh mẽ lên một tí nào. Đề đáng hay thầy ơi, đúng không ạ? Có mấy bài hay lắm. Nhưng mà ít bạn xem quá hơi buồn thôi. Mấy câu phía sau đều là những câu điểm 9, điểm 10 mà nó đều rất là hay. Năm nay nếu như nó ra lại hoặc là ra trong một số đề thi học kỳ thì các bạn có thể hoàn toàn xử lý được. Thầy kéo đề xuống dưới chút đã đấy. 54, 55, 56 đây mà. Các bạn nhìn thấy đề không ạ? Cảm ơn sự cố gắng của thầy vì tương lai của chúng em. Câu 54. Nào, chúng ta sẽ quất cho thầy một câu hay nhất của buổi tối ngày hôm nay là câu số 54 nhá. Câu này câu hay nhất. Câu này câu hay nhất các bạn ạ. 54 là câu hay nhất nhá. Chú ý này, 54. Đây là một câu điểm 10 đúng không ạ? Điểm 10 trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Điểm 9 điểm 10 luôn. Nhiều bạn bảo điểm 10 không đáng thì ta cho đi xuống điểm 9 đi. Như bạn bảo điểm 9 không đáng thì cho lên điểm 10 đi. Hỏi ông nào là bài này không? Bài này thì thề các bạn nó không thể làm theo phương pháp thông thường được. Đúng không ạ? Mà nó sẽ dùng một cái phương pháp người ta gọi là phương pháp đánh giá. Bài này nó chỉ có dùng bằng đánh giá thôi thì mới làm được. Cái quan trọng nhất chỉ có như thế thôi. Được chưa? Xe rồi có coi lại được không? Thầy có mà. Đâu, chúng ta chú ý này. Thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một chút nhá. Đề này thì nó rất là ngắn gọn thôi. Ngắn gọn cực luôn. Chúng ta chỉ cần chú ý thầy như sau. Đề này các bạn đều đọc đề nhá. Thầy viết lại đề cho các bạn nhìn thấy luôn cho nó gọi là máu lửa luôn nhá. Loga theo cơ số 3A
cộng 2b cộng 1 đúng không ạ? Ở trên nó là 9a bình cộng b bình cộng 1 đúng không ạ? À, cộng với loga theo cơ số 6ab cộng 1 của 3a cộng 2b cộng 1 đấy, bằng 2. Nó chỉ có đúng một phương trình duy nhất thôi. Chỉ cho đúng một phương trình duy nhất thôi các em ạ. Đúng không ạ? Và người ta hỏi giá trị của a cộng 2b. Đây là bài toán nó rất là hay mà các bạn nên tiếp nhận với một cái phương pháp này mới đi, người ta gọi phương pháp đánh giá. Và phương pháp đánh giá làm như sau, thì bạn để ý này. Đề bài người ta cho a lớn hơn 0 và b lớn hơn 0 rồi đúng không ạ? Thì điều kiện nó là mặc định là đã hiển nhiên đúng rồi. Thằng này đã chắc chắn lớn hơn 1, thằng này lớn 1, thằng này như thế, đúng không ạ? Các bạn hiểu ý thầy chưa? Đấy, tức là tất cả hai số này đều là dương hết. Đấy, đó là cái nhận xét của chúng ta nhá. Các bạn nhìn thấy không ạ? Số này này lớn 0, thằng này cũng lớn 0. Đúng chưa? Hai thằng này nó đều dương hết. Đó là cái nhận xét đầu tiên của chúng ta. Và cái nhận xét thứ hai là các bạn để ý này. Để ý nhá. Đó là cái thằng cơ số của thằng này, cơ số của thằng này đây là 3a cộng 2b cộng 1, nó lại mũ của thằng trên. Đúng không ạ? Thằng cơ số của thằng này nó là mũ của thằng trên, thì chúng ta đều nghĩ đến việc là gì nhỉ? À, lấy hai thằng này nhân vào với nhau. Chúng ta nghĩ đến việc là nếu như lấy hai thằng này là mình nhân với nhau thì nó sẽ mất cái thằng này đi. Đúng không ạ? Nó sẽ mất thằng này đi. Vậy cái vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta sẽ sử dụng như thầy một cái cực kỳ hay, đó được gọi là bất đẳng thức Cauchy cho hai số không âm. Các bạn có thể xem số này là x, số này là y. Đấy, thì chúng ta học bất đẳng thức Cauchy có phải là x cộng y lớn hơn hoặc bằng 2 căn của x nhân y, đúng không ạ? Các bạn học thằng này chưa? Vậy thầy có thằng này cộng thằng này, tức là thầy gọi x cộng y đi. Đấy, x thầy đặt là toàn bộ thằng này nhá, y thầy đặt là toàn bộ thằng này, thì lớn hơn hoặc bằng 2 căn của hai thằng này nhân với nhau. Mà hai thằng này nhân với nhau thì nó bằng gì? Nó chính là bằng loga theo cơ số mất thằng này rồi đúng không ạ? 3a cộng 2b chúng ta mất rồi, chỗ này cũng 3a cộng 2b mất rồi. Nó giống như kiểu công thức này các bạn này. Giống như kiểu này, loga theo cơ số a của b nhân loga theo cơ c của a chẳng hạn, thì nó còn lại loga theo cơ số c của b. Các bạn nhớ công thức này chưa? Các bạn nhớ công thức thằng này không ạ? À, thằng cơ số của thằng này nó bằng với thằng mũ của thằng trên, mà nhân vào với nhau thì nó tiệt tiêu cho nhau hết. Đúng không ạ? Đây cũng tương tự thôi. Hai thằng nhân với nhau, cơ số chỗ này là 3a cộng 2b cộng 1, đây cũng thế, thì chắc chắn sẽ tiệt tiêu cho nhau. Nó còn lại là 6ab cộng 1, ở trên là 9a bình cộng b bình cộng 1. Đúng chưa? Ok không ạ? Và cái này bây giờ chúng ta phải đánh giá một lần nữa. Đó là 9a bình cộng b bình cộng 1 này các bạn này. 9a bình cộng b bình cộng 1. Chúng ta dùng bất đẳng thức Cauchy cho hai số này này thì đúng lớn hơn là bằng mấy? Là bằng 2 căn của hai thằng nhân với nhau đúng không ạ? Hai thằng nhân với nhau bằng bao nhiêu đây? 9a bình b bình. À, 9a bình b bình. Đấy, mà cộng với 1 đúng không ạ? Dùng bất đẳng thức cho Cauchy cho hai số này các bạn nhá. À, tức là tổng lúc nào cũng sẽ lớn hơn hoặc bằng 2 căn bậc 2 phân tích. Chuẩn chưa? Và tương đương với 9a bình cộng với b bình sẽ lớn cộng 1 nhá, lớn hơn hoặc bằng 6ab cộng 1. Đấy, cái này là cái quan trọng nhất này. Đây là nhận xét thứ hai của chúng ta. Đấy, đây là nhận xét thứ hai của chúng ta. Đúng chưa? Đồng nghĩa việc là thằng này này nó bây giờ lại lớn hơn 2 căn bậc 2 của loga theo cơ số 6ab cộng 1, trên cũng là 6ab cộng 1. Và chắc chắn là các bạn biết thằng này mấy, thằng này 1. Chốt hạ lại là x cộng y sẽ lớn hơn hoặc bằng 2. X cộng y của chúng ta sẽ lớn hơn bằng 2. Đúng không? Đó là cái nhận xét của chúng ta nhé. Toàn bộ về trái này này, sau khi các bạn nhận xét xong thì mình biết là nó lớn hơn hoặc bằng 2. Mà đề bài người ta lại bảo là cho bằng 2. À, các bạn nhìn thấy không ạ? Chúng ta nhận xét là vế trái ấy, nó luôn luôn lớn hơn bằng 2, mà đề bài người ta lại cho bằng 2. Vậy dấu bằng chỉ xảy ra khi x bằng y, là hai thằng này đều bằng nhau và mỗi một cái đều bằng 1. Đấy, các bạn hiểu thấy chưa? Đấy, chúng ta nhận xét mà các bạn kết luận là thằng x là thằng này phải bằng đúng thằng này và mỗi một cái phải bằng 1. Chuẩn chưa? Vậy suy ra cho thầy như sau. Đều bằng 1 đúng không ạ? Bằng 1 chứng tỏ là hai thằng này phải bằng nhau này. Đấy. Các nhớ thầy chưa? Tương đương nhá. 9a bình này đúng không ạ? Cộng với b bình này cộng 1 này thì sẽ là bằng 3a cộng 2b cộng 1, và hai thằng này cũng tương tự phải bằng nhau. 3a cộng 2b cộng 1
đúng không ạ, phải bằng 6AB cộng 1. Đấy, đó là hai cái, được chưa? Và có một cái nữa mà các bạn cần phải lưu ý cho thầy, đó chính là thằng này vẫn phải xảy ra dấu bằng. Đấy, thằng này vẫn phải xảy ra dấu bằng, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta nhận xét hai thằng này với nhau mà. Đấy, bất đẳng thức Cauchy lúc nãy chúng ta có sử dụng hai số này, đúng không ạ? Thì chúng ta cho hai thằng này bằng nhau, mà nhớ là AB đều dương, nên các bạn suy ra đó là 3A phải bằng B, đúng không ạ? 3A phải bằng B, tức là 9A bình mà bằng B bình. Thì các bạn có thể căn cả hai về thì các bạn kết luận là B bằng bằng 3A, B của chúng ta bằng 3A. Đấy, và sau đó các bạn lấy B bằng 3A này này, các bạn thêm vào đây, thêm vào một trong các phương trình này, thêm vào phương trình nào cũng được, thì chắc chắn chúng ta sẽ ra. Các bạn xem này, chỗ nào có B thì chúng ta thêm vào 3A, đúng không ạ? Thay vào đây, chúng ta có, thay vào phương trình số 2 nhá, 3 cộng với 2B tức là 6A cộng 1, cả hai bên đều có 1, đúng không ạ? Tiệt tiêu đi, bằng 6A nhân với B tức là nhân với 3A. Đấy, các bạn có thể có một phương trình cuối cùng bằng mấy đây? À, chỗ này mấy nhỉ? 18A bình, đúng không ạ? 63 18A bình cộng với 9A tức là trừ 9A bằng 0. Và chúng ta sẽ có hai nghiệm, đó là mấy nhỉ? A bằng 0 hoặc là A bằng 1/2. Chắc chắn thằng này loại đi, thằng này thỏa mãn, đúng chưa? A bằng 1/2, đó chính là cái cuối cùng của chúng ta. Mà sau khi tìm được A bằng 1/2 thì mình sẽ suy ra B mấy? B của thầy bằng 3/2, đúng không ạ? Kết luận cuối cùng của chúng ta đây, A bằng 1/2, B bằng 3/2. Và người ta đang hỏi các bạn là A cộng 2B. Vậy chúng ta có S bằng A cộng 2B, tức là các bạn lấy 1/2 cộng với gì nhỉ? 2 nhân với 3/2. Thì các bạn sẽ suy ra bao nhiêu các bạn nhỉ? Bằng 7/2 thôi, xong chưa? Bằng 7/2 thì đó là đáp án C. Một bài toán rất là hay. Chúng ta nhận xét đánh giá là toàn bộ vế trái của chúng ta này nó luôn luôn lớn hơn bằng 2, mà dấu bằng chỉ xảy ra khi mỗi một cái đều bằng nhau, tức là đều bằng 1, đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy chưa? Một bài toán rất là hay các bạn nhá. Và các bạn có thể chú ý thầy bài toán này, bài toán về dùng đánh giá, đúng không ạ? Để chúng ta giải phương trình loga, hiểu chưa? Một bài toán cực hay luôn các bạn nhé. Chú ý cho thầy cái dạng này, làm rất là ngắn gọn thôi, nhưng mà nó chỉ có dựa vào đánh giá, không có cách nào làm khác, đúng không ạ? Mỗi một thằng nó phải bằng nhau, tổng hai thằng này bằng nhau là bằng 2, đúng không ạ? Tổng hai thằng này cộng lại là bằng 2, thì chúng ta đánh giá để là sao? Mỗi một thằng đều bằng nhau và đều bằng 1, nhớ chưa? Đấy, còn lại mấy câu còn lại các bạn nhá, còn lại mấy câu đó cũng rất là hay. Thì các bạn có thể chia sẻ về, chúng ta sẽ làm dần, đúng không ạ? Mấy câu này nó cũng tương tự thôi. Mấy câu này là chúng ta dùng hàm đặc trưng. 55 là dùng hàm đặc trưng, câu 56 thì cũng dùng hàm đặc trưng, câu 57 thì nó dùng phương pháp đánh giá. Thôi rồi, hôm nay chúng ta học đến đây thôi các bạn nhá. Còn các câu tiếp theo thì thầy sẽ đan xen cả các bạn, đề tiếp theo thầy sẽ chữa cho các em. Bye bye các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon.